Chăn nuôi toàn nhân loại chương 333, tồn tại đặc thù. Trận này tai nạn hạo kiếp, triệt để bộc phát, nhưng lại tại lấy một loại khiến người khó có thể tưởng tượng hình thức. Không phải dị thế giới địch nhân, mà là bản thổ quân chủ đại đế, mở ra đại diệt tuyệt giáng lâm. Thúc thiết đi, không có đúng sai, vẻn vẹn các ngươi nhỏ yếu. Hắn lẳng lặng hành tẩu ở đại địa phía trên. Một nhân loại vương quốc rất nhanh diệt vong, tử thương vô số, mặc dù là biên thùy tiểu quốc, nhưng vẫn như cũ hóa thành to lớn phong ba truyền ra. Nghe nói Hắc Lao đại đế cũng thụ một chút vết thương nhẹ, đang chạy về kế tiếp quốc gia. Lập tức, toàn bộ thổ địa người người cảm thấy bất an, máu tươi nhuộm đầy đại địa. Chúng ta muốn diệt vong, tất cả quốc gia đều sẽ hủy diệt. Có người kêu rên khóc ồ lên, không có một vị quân chủ đại đế đi tới, bọn hắn đều tại im lặng. Chúng ta không muốn chết, vĩ đại cung phụng chi thần A. Đồng thời, vô số quang minh giáo hội tín đồ cũng đang cầu giáo, cũng tại kêu thảm, khẩn cầu vĩ đại trí tuệ chi thần Hermes đến cứu vớt bọn họ. Thánh quang chi thành Dandis, về hình suối phun chung quanh quảng trường là nhạt màu trắng kiến trúc, trung ương suối phun trong ao là trí tuệ chi thần pho tượng, đã trùng kiến hình tượng. Trí tuệ chi thần một tay bưng lấy thư tịch, tại suối phun bên trong có chút nhìn về phía bầu trời, toàn bộ thánh khiết pho tượng toàn thân phát ra hơi sáng lên vàng nhạt vần sáng. Có mấy cái tiểu hài tử tại suối phun bên cạnh đùa giỡn, tay cầm màu xám ngắn chui kiếm gỗ, đóng vai lấy quốc vương cùng dũng giả trò chơi. Chung quanh là sột sột soạt soạt áo trắng tín đồ, hướng bên cạnh tiếp tục tiến lên, rầm rầm, suối phun phun trào, từng cái cùng loại chim bồ câu trắng chim chóc, tại phiến đá trên mặt đất, dùng mổ chỉnh lý trắng loãng lông vũ. Không có bất kỳ người nào nhìn thấy bọn hắn tín ngưỡng duy nhất thần, Hermes ngồi tại bên cạnh ao, lẳng lặng tay nâng lấy một quyển sách. Hắn một thân tuyết trắng cân xứng thon dài thần bào, trên cổ treo một đầu tinh xảo màu trắng vòng cổ thủy tinh. Nam tử tuấn mỹ phải không giống như là thế gian sinh linh, mà là trên trời thần, cùng thư sinh giống nhau như đúc, vẫn là thích đọc sách, một con bưng lấy sách vở. Hồ Hải Hàn ngồi ở phía xa suối phun quảng trường công viên trên ghế dài, bởi vì, vốn chính là một người A, manh muội đang ngồi ở quảng trường bên cạnh, ngẫu nhiên ra ngoài nhìn diễn đàn, nàng đã tìm được tiết tấu, nháy mắt đánh chữ lại tiến đến, có thể giao lưu rất nhanh, cũng sẽ không bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Không giống, nhưng hắn lại có trí tuệ, thần bí vĩ đại, khiến người nhịn không được thần phục, ta cùng hắn giao lưu, cảm giác minh bạch rất nhiều đồ vật. Tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn ở bên cạnh nhìn xem, lộ ra ước mơ ánh mắt, hắn thật đáng sợ, thật đáng sợ. Hắn làm sao lại có loại này kinh người trí tuệ, hắn đang không ngừng thôi diễn, dung hợp trong đầu hắn tri thức, bởi vì hắn là trí tuệ chi thần. Tại Quang Minh Giáo hội chí cao giáo nghĩa trung cổ thay mặt nhân loại cùng giả thú đồng dạng, người ngay từ đầu là không có năng lực suy tính, là trí tuệ chi thần Hermes giao phó trên đất mọi người, suy nghĩ, quyền năng, đem trí tuệ, giao cho người, mọi người mới có thể suy nghĩ, sáng tạo văn minh. Thoát ly giả thú manh muội nhẹ nói, hiện tại cái này gia cường phiên bản bách hiểu sanh, mới thật sự là hoàn toàn thể. Chúng sinh trí tuệ cùng tư duy, hội tụ đến hắn trên thân, chỉ có nàng mới biết được, cái này đặc thù sinh mệnh đáng sợ cỡ nào. Điệp gia không gì không biết bách hiểu sanh kính tượng, lại thêm chúng sinh cho hắn trí tuệ hình tượng, lại thêm khủng bố số lượng hương hỏa, ba hợp nhất, dẫn đến đặc thù tồn tại sinh ra. Ma dược thế giới bán thú nhân, nhân loại, vong linh đế quốc, hết thảy chỉ có hơn 60 triệu nhân khẩu, bình quân mỗi ba người liền có một người là Quang Minh Giáo hội tín đồ, thậm chí một chút từ nhỏ đã một gia đình đều là Quang Minh Giáo hội tín đồ, đời đời kiếp kiếp lưu truyền tới nay, mỗi tuần mạc đều đi giáo đường cầu nguyện. Hắn có trọn vẹn 4.000 vạn kiền tín đồ, chất lượng là những cái kia hoang cổ giới bách tính 3 lần. Cũng chính là 1.2 ức vạn sinh linh tín ngưỡng, đủ loại nguyên nhân, hắn hình thành một cái đặc thù tồn tại. Hắn tại điên cùng thôi diễn, cổ lão thời đại đế kỳ thiên đế, có thể cùng hắn so sánh sao? Hồ Hải Hàn kinh ngạc nói, nghe nói cổ đại đế kỳ thiên đế, cũng 10 phần am hiểu thôi diễn, học tập những người khác tuyệt học, thậm chí một chút liền có thể xem thấu. Manh muội nghiêm túc nghĩ nghĩ, chần chờ hồi lâu, không thể so sánh, hắn cuối cùng không phải còn sống sinh linh, mặc dù thôi diễn năng lực rất lợi hại, nhưng thiếu khuyết mấy phần trí tính, thay lời khác đến nói, hắn tựa như là chúng sinh tư duy, hội tụ thành một đài siêu máy tính, dung hợp có thừa, lại không thể mở sáng tạo cái mới, đế kỳ quái vật kia, hắn chỗ đáng sợ, không ở chỗ hắn sẽ học trộm, dù sao học trộm về sau, nhiều lắm là cũng chính là cùng loại nguyên bản mà thôi, hắn sở dĩ đáng sợ, là bởi vì hắn học trộm về sau, sửa cũ thành mới, sau đó so ngươi nguyên bản càng thêm lợi hại, sau đó trái lại treo lên đánh ngươi, đây mới là hắn nghịch thiên chỗ. Đế kỳ, là đại la thiên trải qua, sửa cũ thành mới, dung hội quán thông nhưng hắn cái này cũng dung hội tri thức, nhiều lắm thì suy yếu bản đại la thiên trải qua. Manh muội nghĩ nghĩ, ai, chung quy là không có bản thân logic sinh mệnh,
mặc dù mô phỏng cảm ứng, sẽ mở miệng nói chuyện, sẽ giao lưu nhưng không phải chân nhân, nếu có suy nghĩ của mình cùng sáng ý, loại này có thể so với siêu máy tính thôi diễn năng lực, nên so ra mà vượt chân chính đế kỳ, hắn không bằng đế kỳ nguyên nhân, vẻn vẹn bởi vì không phải chân chính sinh linh, tính toán thôi diễn năng lực hoàn toàn có thể sánh vai, nhưng ngay cả như vậy, cũng rất lợi hại, quả nhiên đây mới thực sự là trí tuệ chi thần, nhưng ngoan đồ nhi, ngươi không muốn bị hắn say mê, manh muội vẻ mặt thành thật, hắn là hoàng mỹ sinh linh, bởi vì hắn là chúng sinh trong ấn tượng trí tuệ chi thần, là bọn hắn chờ mong hội tụ, tự nhiên sẽ hoàng mỹ phù hợp chúng sinh ấn tượng, hành vi của hắn logic, trí tuệ, ngôn ngữ, đều là chúng sinh cho hắn, nhưng là, ta cảm giác, chính là một con người thực sự a. Hồ Hải Hà nhìn không được nói, hắn không phải sinh mệnh, chân chính người, sẽ theo hoàn cảnh, thời gian, kinh lịch, mà thay đổi tâm tính, theo ngăn trở mà trưởng thành, lòng người là khó mà phỏng đoán, mà hắn khác biệt. Manh muội cẩn thận nhìn chằm chằm Hermes, hắn là chúng sinh trong ấn tượng hoàn mỹ tồn tại, hắn vĩnh viễn sẽ không cô phụ chúng sinh, nhưng sinh linh như vậy, ta cảm thấy mới thật sự là sinh linh. Hồ Hải Hàn nghĩ nghĩ, nhịn không được phản bác, hắn không có nhân tính ti tiện, là người siêu việt kiện toàn tồn tại, chúng sinh đối với mỹ hảo lý niệm cùng ảo tưởng, đều hội tụ ở trên người hắn, nam nhân như vậy, ai có thể không thích. Manh muội giật mình, đập nàng một bàn tay đầu, cười nói, ai biết được. Nhưng chúng ta vẫn như cũ là năm đó tổ ba người, Bách Hiểu Sanh vẫn như cũ là con mọc sách chỉ là đổi thân phận khác, bỗng nhiên ở giữa, manh muội cảm ứng được cái gì, nhìn về phía Hermes, đã tới, Hermes gật gật đầu, buông xuống sách, đứng người lên biến mất tại nguyên chỗ, bình tĩnh nói, con dân của ta, phàm là tin ta, đem miễn đi nguy nan đi gặp một hồi kia một hắc lao đại đế bơ chô đi, hắn vốn chính là hương hỏa ngưng tụ sinh linh, tự nhiên thuận đại địa long mạch, cấp tốc tuôn hướng nơi nào đó. Chăn nuôi toàn nhân loại trang đầu, chương 334 thần chi giáng lâm, u ám dưới bầu trời, hắc lao đại đế bơ chô đến một mảnh mới quốc gia, đây là một mảnh bán thú nhân tiểu quốc, trấn áp cường giả mạnh nhất cũng bất quá là truyền kỳ, nhưng bọn hắn cường giả cũng đi tiền tuyến tham chiến, thậm chí tại thủ vệ nhìn tháp, trước đó vừa mới chết ở trong tay của hắn, thật sự là đáng thương sinh linh a. Hắn mỉm cười, soạt, hắn khoát tay chặn lại, từng cái kỳ dị quái điểu tại tiểu trấn trên bầu trời hội tụ là màu đen thủy triều, giết. Một tên cũng không để lại, hắn gương mặt lạnh lùng, mang theo bình tĩnh, một thời đại phàm nhân, bất quá là thoảng qua như mây khói, bọn hắn đi tới trên thế giới này, vui cười vừa già chết, giống như là cỏ dại rậm rạp bình thường, hơn 30 năm nhân sinh tuế nguyệt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tùy tiện đồ sát, đều sẽ một lần nữa sinh sôi, tàn tạ thổ địa bên trên, thi cốt chồng chất như núi. Hắc lao đại đế bơ chô nhanh chân hướng về phía trước, nhìn xem hạ phàm bách tính kêu rên, không bất tin đồ, mang nhà mang người quỳ rạp xuống trên đường phố, trong giáo đường chật ních cầu nguyện đám người, nhìn qua chỗ cao kia một tôn trí tuệ chi thần pho tượng, nhắm lại hai con ngươi, trong khổ nạn thúc thiết, thành kính cầu nguyện trí tuệ chi thư, ở trên trời a xin trí tuệ chi thần a, chúng ta nguyện xưng ngài tên là cha, giao phó chúng ta thoát ly giả thú trí tuệ, tặng cho sinh linh suy nghĩ quyền năng, nguyện ngài tri thức tồn tại trong sách văn tự, cũng như là tồn tại ở trong lòng chúng ta, nguyện ngài trí tuệ là lực lượng quyền hành, biểu tượng vô thượng lực, như có như không kêu gọi thánh ca, dần dần vang vọng thành trấn, trong tuyệt vọng cầu nguyện sinh linh vô số mà kể, giáo hội cầu nguyện đại sảnh đã không chứa được, trong tiểu trấn ương suối phun, lão nhân, tiểu hài, phụ nhân, nam nhân, thành kính quỳ ở trên mặt đất, la lên, run rẩy nhắm lại hai con ngươi, thật sự là đáng buồn. Hắn giáng lâm giữa không trung, bỗng nhiên mở miệng, oanh, lập tức, những người ở chỗ này càng phát ra run rẩy, phản phất nghe tới ác ma thanh âm, đóng chặt hai con ngươi, căn bản không dám nhìn mở mắt nhìn phía ngoài hết thảy, quỳ rạp xuống đất, cầu nguyện âm thanh càng lúc càng lớn, tự hồ muốn lấy phương thức như vậy kết thúc sinh mệnh của mình. Hắn lắc đầu, giơ lên cao cao cánh tay, ấp ủ vô tận hắc sắc quang mang, đây chính là hèn mọn phàm nhân, thời khắc nguy nan, chỉ biết đi cầu nguyện, đi tìm kiếm tinh thần ký thác, đi khát vọng ai đến có thể cứu vớt mình, bọn hắn cũng muốn cứu vớt mình. Một thanh âm chẳng biết lúc nào từ bên tai vang lên, chỉ là đáng tiếc không thể, ai cũng không nghĩ dựa vào người khác, trên thế giới này, phần lớn đều là không thể tu luyện thành vì chức nghiệp giả phàm nhân, rất nhiều chuyện sinh ra liền đã chú định, bọn hắn nghĩ lựa chọn, lại không phải tuyển, thế giới này không có thuộc sơn đồng dạng hệ thống, cho nên, bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu ta, để cho mình nội tâm có một cái ký thác, khẩn cầu ngươi. Hắc lao đại đế bơ chô khuôn mặt dần dần ngốc trệ, uổng phí quay đầu. Hắn nhìn thấy một tôn áo trắng quang minh thần tay nâng sách vở, trên mặt ôn hòa mỉm cười, không hơi thở lẳng lặng đứng tại 3 mét bên ngoài, thậm chí không có cách nào cảm ứng được hắn tồn tại, giống như là một cái im ắng u linh.
Ác Lao đại đế Bơ Chô rùng mình, một cổ nghĩ mà sợ, nếu như hắn muốn đánh lén mình, chỉ sợ mình vừa mới nháy mắt liền sẽ tử vong. Một màn này, để hắn nháy mắt nghĩ đến một người, Thục Sơn trưởng môn Liễu Ôn Kiếm, kia một tôn kinh khủng phàm nhân thiên đế, cũng là không có khí tức, nàng một thân chiến lực, đều tại nàng vũ khí bên trên, giống cái kia thích khách, trong lòng của hắn rét run, không khỏi nhìn về phía cái này trong tay nam nhân thư tịch, quyển sách này cũng là không đồng dạng, ngươi là Trí Tuệ Chi Thần Hơ Mệt. Hắn trầm mặc mấy giây, lại mở miệng nói ra, không đối, ngươi có hoang cổ giới loại kia tín ngưỡng sinh linh khí tức, không phải người sống, nguyên lai là như vậy sao, đây chính là Quang Minh Giáo Hội, cái này một mảnh đại địa cuối cùng chống cự sao. Cấu kết hoang cổ giới cổ lão tồn tại, quả nhiên tội đáng chết vạn lần. Hắn mặc dù mở miệng nói như vậy, biểu hiện được rất hung lệ, nhưng vẫn như cũ có thoái ý, hắn cảm thấy đối phương khí tức kinh khủng, hội tụ rất rất nhiều hương hỏa, dẫn đến chiến lực của hắn vô cùng kinh khủng. Hắn biết rõ, toàn bộ ma dược đại địa, cơ hồ tất cả bách tính phàm nhân đều cung phụng hắn, hoang cổ thế giới hương hỏa là phân tán, mà ma dược đại địa bây giờ lại tụ lại, hắn so trước đó thiên đồ chiến thần, còn phải mạnh hơn một mảng lớn, tuyệt đối là hấp huyết quỷ thủy tổ, tiên huyết đế loại kia cấp độ đỉnh tiêm quái vật, a à, là Trí Tuệ Chi Thần, vĩ đại thần a, rốt cục đến cứu vớt chúng ta. Trên mặt đất các phàm nhân mở mắt, điên cuồng gầm thét, sùng kính, quỳ lạy, khi còn sống cổ đại thần thoại xuất hiện ở trước mắt, mình tín ngưỡng, nguyện ý trả giá hết thảy chí cao thần giáng lâm, bọn hắn lại sẽ như thế nào? Bọn hắn đã nói năng lộn xộn, thánh ca kêu gọi phải càng thêm kịch liệt, dài dằng dặc trong lịch sử, ai lớn nhất chuẩn bị lực hiệu triệu? Ai lớn nhất chuẩn bị mọi người tôn sùng? Không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết Trí Tuệ Chi Thần Hơ Mệt, giáng lâm đại địa, giao cho các phàm nhân tam trọng vĩ đại tri thức, cho mọi người chống lại tự nhiên dũng khí, toàn bộ Quang Minh Giáo Hội, chính là bởi vì cung phụng cái này một tôn thần mà tồn tại, manh muội lặng yên mà tới, thấy cảnh này cuồng nhiệt, vượt quá tưởng tượng tín ngưỡng, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, ngay tại cho phía ngoài đám dân mạng, cầm một cây đoạn trượng khi microphone, tiến hành tường thuật trực tiếp, các vị ăn dưa đám dân mạng, đây là lịch sử tính chuyển hướng, lịch sử triều cường phun trào. Mời rõ ràng ghi nhớ một màn này, đồng thời, chứng kiến lịch sử mị lực. Lịch sử cùng chúng ta cùng ở tại, trên bầu trời, áo trắng thần lẳng lặng nhìn xem hắn, hết thảy nghiệp chướng nặng nề người, chỉ cần hướng ta cầu nguyện, quy thuận ta quốc, đem khoan thứ tội của ngươi, phốc phốc, đi. Hắc Lao đại đế Bơ Chô quay người muốn đi ở giữa, máu tươi đâm rách hắn lồng ngực, sau lưng, không có khí tức cường đại Hơ Mệt, tự hồ không ý định động thủ, chậm rãi xốc lên bản này Quang Minh thư tịch thứ nhất trang sách, nhẹ giọng mở miệng, trí tuệ là hết thảy lực, một giây sau, khí tức rốt cục nở rộ, toàn bộ thế giới phản phất đang tiến hành đè ép, Hơ Mệt tựa như là thích khách Liễu Ôn Kiếm đồng dạng, thường thường đang xuất thủ một nháy mắt, rút kiếm ra mới bộc phát khí tức khủng bố, bất luận cái gì nhìn thấy kiếm một nháy mắt, chính là địch nhân diệt vong một khắc này, ta, hắn ngơ ngác cúi đầu, ý thức dần dần mơ hồ, cả người bị đè ép phải toàn thân vặn vẹo, thậm chí ép thành một cái viên cầu, thanh âm cơ hồ khó mà phát ra, làm sao có thể, sẽ mạnh như vậy, bành, hắn triệt để bị ép thành huyết vụ. Hơ Mệt sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng bãi xuống thân, biến mất ngay tại chỗ. A, à, phụ cận thành thị nhân dân nhìn xem trên không, lập tức vui đến phát khóc, các tín đồ nhao nhao quỳ xuống cầu nguyện, ta dựa vào. Manh muội cũng là ngẩn ngơ, hồi lâu mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khoa trương như vậy, ma dược sách sử ghi chép, ma dược 1.103 năm, cùng hoang cổ giới giao chiến, sử thi đại đế tàn sát chúng sinh, Trí Tuệ Chi Thần Hơ Mệt giáng lâm, cứu vớt thương sinh tín đồ tại nguy nan, huyết vực đại giới, tiên huyết đế cùng bờ rông ngay tại lẳng lặng dưới mặt đất cờ, ta phản phất nghe tới chúng sinh tiếng khóc, kia là bất lực khóc trống, khẩn cầu bọn hắn vương trợ giúp, bờ rông cười nói, tựa như là năm đó ta dùng dược tề, chuyển hóa rất nhiều nhân tộc, hóa thành bán thú nhân đại quân, giết vào vương quốc loài người đồng dạng, tiên huyết đế thản nhiên nói, ngươi quá coi thường ta, ta mặc dù là người, nhưng bị thế nhân trở thành máu tươi, tại ta thời đại, ta đầy tay đều là máu tươi. Ngay cả minh giới cũng dám đi giết ra một mảnh huyết tinh, hắn biết đối phương tại kích hắn, xuất thủ đi bảo hộ toàn bộ thổ địa các phàm nhân, trở thành chúng mũi tên chi, sau đó sẽ bị chung quanh quân chủ đại đế nhóm vây giết, chỉ là đáng tiếc đối phương tính sai, hắn tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đã sớm coi nhẹ những này, đen nhánh gió vờn quanh toàn bộ thổ địa, từng tôn quân chủ đại đế nhắm mắt, uổng phí mở hai mắt ra, con ngươi kịch liệt co vào, Hắc Lao đại đế Bơ Chô. Chết, bọn hắn cảm nhận được khí tức biến mất. Dựa theo bọn hắn nhận biết, hậu phương thổ địa đã không có quân chủ đại đế, làm sao có thể ngăn cản hắn, là ai giết hắn, có cổ lão quân chủ đại đế, núp trong bóng tối,
Chẳng lẽ là kia thần bí nhất Messia quân chủ đại đế? Từng đạo thần niệm va chạm, trao đổi lẫn nhau, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, hẳn không có quân chủ đại đế sẽ vì thời đại này sinh linh bốc lên bị bọn hắn đánh giết phong hiểm mới đối. Bọn hắn đều là mấy trăm năm rơi vào ngủ say cổ đại đại đế, trước mắt thời đại này, đồ sát liền đồ sát, không đến 200-300 năm, lại sẽ khôi phục hôm nay cường thịnh, mặc dù có chút dãy dụ cùng do dự, nhưng vẫn là vì thành thần khả năng, hung ác hạ tâm, dù sao năm tháng dài đằng đẵng, đã sớm coi nhẹ các phàm nhân sinh tử, hết thảy, đã chú định, thời đại này, không ai có thể nghịch chuyển, bọn hắn nhao nhao giao lưu, dự định phái ra số lệnh tôn chủ đại đế xuất thủ, tiến đến dò xét chân tướng, để ta đi, dò xét một chút ai đối với chúng ta động thủ. Thương Bạch Chi Vương mở miệng, hắn là một cái khô lâu vương, hất lên chiến giáp, ta cũng đi, thời đại này thuộc về chúng ta tương đối quen thuộc. Kavia nữ đế cũng tại lên tiếng, nàng là đương đại phàm nhân vương quốc nữ đế, cả đời có thể viết thành truyền kỳ, ta cũng đi. Ứ Hắc quân chủ đại đế Mercury cũng ra, hắn rất bình tĩnh, đôi mắt mang theo huyết tinh, đây là một đoàn kinh khủng màu đen nước bùn, hoàn toàn không có hình người, hắn dùng ma dược, đã đem mình cải tạo phải hoàn toàn thay đổi, ta cũng đi. Một bán thú nhân đại đế Peter mở miệng, quanh, rất nhanh, có bốn cái quân chủ đại đế cấp tốc bay hướng hậu phương trạm gác chỗ, đen nhánh u ám dưới bầu trời, màu đỏ sậm trong dãy núi, bọn hắn nhìn thấy trước đó đồ sát từng màn huyết tinh, tháp quan sát từng cổ vỡ vụn thi hài, chuẩn đế, truyền kỳ cường giả, đại địa che kín hiến máu cùng tĩnh mịch, chúng ta chia ra đi tìm đi, tùy thời liên lạc, bọn hắn cấp tốc tách ra. Kaguya nữ đế không có đi tìm, mà là đi tới đám người đi về sau, yên lặng đi tới tháp quan sát trước tọa hạ, hình dáng này mạo mới hơn 30 tuổi nữ tử, có xinh đẹp chín mùi phong vận, lẳng lặng nhìn lên bầu trời, xuất ra một bình rượu lẳng lặng uống vào, chúng ta, thật muốn. Bỗng nhiên, Thương Bạch Chi Vương trầm mặt một chút, từ trong bóng tối đi ra, Kaguya nữ đế kinh ngạc nhìn xem hắn, không nghĩ tới hắn cũng không có rời đi, cũng đang trầm mặt một chút, nâng ly một ngụm rượu, đưa cho hắn. Chúng ta đã không có lựa chọn, Ứ Hắc đại đế cũng từ chỗ bóng tối đi ra, nhìn qua hai người, bọn hắn kinh ngạc nhìn nhau, bỗng nhiên bất đắc dĩ cười lên, ngươi cũng không xuống tay được, kia cũng là con dân của ta à, không ai từng nghĩ tới bọn hắn làm thời đại này quân chủ đại đế, rõ ràng quen thuộc nhất thời đại này địa hình cùng nhân mạch, đều không có đi lựa chọn tìm, mà là cố ý bỏ qua, bọn hắn lại chờ trong chốc lát, người cuối cùng, Peter bán thú nhân quân chủ đại đế không có trở về, hiển nhiên, hắn là chân chính dự định đồ sát thời đại này, cùng những cái kia cổ đại đại đế đứng chung một chỗ. Ứ Hắc Chi Vương đi tới, cái này một đoàn màu trắng nước bùn quái, tiếp nhận bình rượu cùng hai người uống. Các ngươi nói, nếu như chúng ta cùng bọn hắn ngủ say hồi lâu, có thể hay không, cũng giống là bọn hắn đồng dạng. Bỗng nhiên ở giữa, Thương Bạch Chi Vương nói, chúng ta cũng sẽ sa đọa, nghe nói qua hoang cổ giới, kia đoạn xa xôi lịch sử sao, đạo trường sinh, một người ngăn cản đại la thiên, a. À, trên thế giới này, không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu a. Ba người trò chuyện, bọn hắn không có đi ngăn cản, cũng không có đi hỗ trợ, chỉ là lẳng lặng trốn ở nơi hẻo lánh, nhu nhược cùng đợi, đây là bọn hắn duy nhất có thể làm đến, để bọn hắn đánh đổi mạng sống, lấy trứng chọi đá, bọn hắn làm không được, không nguyện ý xưng là từ bỏ sinh mệnh anh hùng. Uống vào, bỗng nhiên ở giữa, đại lượng màu xám trắng dòng nước từ Ứ Hắc đại đế Mercury hốc mắt chảy ra đến, lộ ra quỷ dị mà âm trầm. Là lỗi của ta. Hết thảy đều là lỗi của ta. Mercury ngẩng đầu lên, uống rượu mặt mũi tràn đầy cười thảm. Mercury đại đế, ngươi tỉnh táo một chút. Kaguya nữ đế nhìn ra không đối, đối phương tự hồ có chút chân lý tín niệm sụp đổ, lâm vào trầm luân cùng tuyệt vọng, này sẽ rất khủng bố, không gượng dậy nổi ví dụ nhiều lắm, nàng thử ổn định đối phương cảm xúc, là lỗi của ta. Chính là ta sai. Mercury nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Cái này một tôn đại đế khóc đến rất thê thảm, ta trấn áp thời đại này, cũng trấn áp các ngươi, vô địch khắp cả thiên hạ, năm đó ta liền nói, thần phục với ta, thời đại này thuộc về ta lại ngăn cản không được bọn hắn. Hắn lớn tiếng nghẹn ngào kêu rên lên, là ta a, là ta a. Ta thực tế quá yếu a, hắn khóc ròng ròng. Bỗng nhiên ở giữa, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve cái này một đoàn màu trắng nước bùn quái cái trán, có sinh linh vô thanh vô tức tới gần ba người bọn hắn quân chủ đại đế. Bọn hắn thế nhưng là đại đế, hắn ngốc trệ, chậm rãi quay người, một cái áo trắng thần linh tay cầm thánh kinh, giống như là một cái không có khí tức phổ thông thần quan, phản phất nhân từ cha, mỗi người đều có tội, hướng thần cầu nguyện, thần đến khoan thứ, thần đến cổng phụ các ngươi nguyện vọng, thần đến cứu vớt chúng sinh, đây là trí tuệ chi thư bên trong cầu nguyện kinh văn,
Mercury phảng phất sụp đổ hài tử, chết lặng mấy giây, phốc thông một chút quỳ xuống, phảng phất trong giáo đường chủ nhật cầu nguyện tín đồ, niệm lên thánh giao cùng cầu nguyện, thần vạn năng a, ta cô phụ ngài ân điển, dùng ngài ban cho tuệ, đi thế gian cực ác tội. Đứng ở bên cạnh Kaguya nữ đế cùng Thương Bạch Chi Vương rùng mình, bọn hắn mơ hồ cảm giác được, trấn áp đương đại đại đế mạnh nhất Mercury, hắn sụp đổ chân lý, tại ẩn ẩn bình ổn, hắn tắm rửa tại trắng mãn quang huy bên trong, an ủi cái này khóc ròng ròng nước bùng quái, phản phất là thần thánh bích họa bên trong thần linh, tại dạy dỗ đại địa bên trên phàm nhân, mang theo thần thánh vận vị, không có khí tức áo trắng thần linh. Kaguya nữ thần ngửa đầu lầm bầm, bỗng nhiên ở giữa, Kaguya nữ thần đôi mắt đăm đăm, nhìn về phía áo trắng thần linh sau lưng, tựa hồ treo một cái màu xám vòng cổ thủy tinh, kia là vừa mới rời đi Peter bán thú nhân đại đế chí cường bảo cụ, vĩ đại chi thần, Hermes, phàm nhân hướng ngài cầu nguyện. Khẩn cầu thần khoan thứ, phốc thông, Kaguya nữ đế quỳ xuống, áo trắng thần linh cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, trấn an nàng sụp đổ tâm, niệm lên ở trong tay thánh thư, phản phất nhân từ cha. Rất nhanh, ba tôn quỳ rạp trên đất thống khổ giống là hài tử đồng dạng đại đế, lắng nghe chủ ý chỉ, huyết vực đại giới, không gian không hề động đảng, không có khí tức, hắn phản phất trống rỗng liền xuất hiện ở nơi đó, kia là một cái áo trắng thon dài thân ảnh, trống rỗng xuất hiện, tay nâng một bản trắng ngoãn thánh tịch. Toàn thân đều là trắng ngoãn thần quang, trí tuệ chi thần. Hermes. Tiên huyết đế thân thể chấn động, nhìn về phía trước mắt áo trắng thần linh, đây chính là truyền thuyết chi thần, chung quanh quân chủ đại đế xem xét, cũng giật nảy mình, không, đây là hương hỏa khí tức, nguyên lai là dạng này, một chút quân chủ đại đế có chút toát ra mồ hôi lạnh, đây là một cái kinh khủng bố cục, một cái thế giới toàn bộ nguyện lực hội tụ Hermes, sáng tạo cái này một tôn thần linh. Sẽ so trước mắt hoang cổ thế giới bất luận cái gì một tôn thiên đế đều tới khủng bố, thế nhưng là, nào có như thế nào, con mắt của bọn họ dần dần âm trầm xuống, tiên huyết đế mở miệng, đánh giết cái này một cái chúng sinh hy vọng ngưng tụ Hermes, chính là năng lượng to lớn, hắn khí tức rất đáng sợ, chỉ sợ có thể so với hai ba tôn thiên đế lượng, Brom cười nói, chúng ta người lúc đầu rất nhiều. Nhưng hấp huyết quỷ thủy tổ mang theo một nửa người đi tuần tra, vừa vặn chúng ta có thể nuốt riêng, chia cắt cái này một tôn đại đế. Chúng sinh nguyện lực hội tụ, toàn bộ đại địa hy vọng cuối cùng, hy vọng hương vị. Khẳng định cực kỳ tươi ngon, mây đen chi vương giữ tận đen cứt thân thể, lộ ra âm trầm thần sắc, phản phất thôn vệ mơ ước khủng bố ma vương. Chung quanh quân chủ đại đế giao lưu, Hermes cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng cường hoành uy áp. Nơi xa, Kaguya nữ đế, Mercury, Thương Bạch chi vương cũng cấp tốc chạy đến, bọn hắn lộ ra một vòng phức tạp, mang theo nhẹ nhẹ tuyệt vọng. Bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác được hương hỏa khí tức, đây không phải là chân chính trí tuệ chi thần, mà là chúng sinh nguyện lực ngưng tụ thần linh. Mặc dù bọn hắn đã bị tinh phục, say mê tại kia ấm áp cha ôm ấp, thế nhưng là hương hỏa lực lượng tại cường đại, cuối cùng cũng không phải chân chính trí tuệ chi thần toàn trí toàn năng, không có khả năng có được lực lượng vô địch. Trước mắt, trừ phi là khởi nguyên ma thần, cùng hoang cổ giới thiên đạo xuất thủ, mới có thể chiến thắng. Giết, tiên huyết đế toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thẩm thấu máu tươi. Cả người hóa thành huyết dịch người, nâng lên từng đoàn lít nha lít nhít đỏ tươi bú thịt bọc khí, dọa đến quỷ dị làm người ta sợ hãi, trí tuệ cùng văn minh để người thoát ly giả thú. Hermes chậm rãi mở miệng, toàn thân vần quanh trắng noãn thần quang, chiếu rọi toàn bộ thổ địa, nhiễm lên trắng noãn, thế giới vạn vẹo, nhân tính vạn vẹo, bất hạnh vạn vẹo, bất hủ tồn tại vạn vẹo, cần cứu rỗi lấy thế nhân tội. Hermes thanh âm mang theo thánh khiết cùng đơn thuần sạch sẽ, mang theo thư giãn cùng yên tĩnh. Lật ra thánh thư, khuyên bảo ở đây thế nhân, để người vứt bỏ nội tâm tội ác, giết hắn, bất quá là chúng sinh nguyện lực hội tụ sinh linh, không cần nói nhiều, một cổ uy thế kinh khủng tràn ngập ra, hiện trường từng tôn quân chủ đại đế cấp tốc xuất thủ, đáng sợ uy áp liên miên không dứt, khí thế bàn bạc, thân thể vĩ ngạn, nơi xa, manh muội biến sắc, cũng chạy đến, đã để bên kia thiên đế tới, đừng trách ta lấy chiến ngừng chiến. Hai mặt giáp công những quân chủ này đại đế, Hermes vừa chết. Lần tiếp theo tại có nhiều như vậy nguyện lực, không biết tích lũy bao lâu, ngăn không được bọn hắn thừa dịp khoảng thời gian này giết sạch chúng sinh, nàng khẩn trương lên, đều do hắn hành động quá nhanh, không nhận khống chế của chúng ta, bên kia chưa hẳn có thể 8 mét mau tới đây, mặc dù chỉ cần 3-40 giây, nhưng đối với cấp độ này cường giả, đặc biệt là bị toàn viên vây giết tình huống dưới, lớn nhất khả năng, chính là nháy mắt liền bị đánh nổ, trước mắt Hermes, đối mặt chính là từ xưa đến nay từng tôn quân chủ đại đế. Bọn hắn mỗi một cái, đều trấn áp đã từng thời đại, là không đâu địch nổi tồn tại. Cứ việc hiện trường chỉ có một nửa quân chủ đại đế, cái khác đều đi tiền tuyến tuần tra cùng trấn thủ,
nhưng cũng không phải bất luận cái gì thiên đế có thể chống cự. Ầm ầm, thế nhưng là một giây sau, Hermes xuất thủ, trí tuệ là hết thảy lực. Ầm ầm, cả phiến thiên địa bị cấp tốc đè ép, chung quanh quân chủ đại đế toàn thân chấn động, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trí tuệ là suy nghĩ quyền hành, suy nghĩ là cảm ứng thời gian căn cứ. Một nháy mắt, phản phất chung quanh thời gian tại giảm bớt, từng tôn vây quanh tới quân chủ đại đế động tác giảm bớt. Thế nhưng là chỉ có chính bọn hắn biết, suy nghĩ của bọn hắn bị một loại nào đó tinh thần vu thuật xâm lấn, điên cuồng quấy nhiễu giam cầm bọn hắn hành động. Hắn tuyệt đối không phải hương hỏa đơn giản như vậy. Thậm chí lộn xộn một chút đáng sợ đồ vật, vậy mà cho ta một loại chân chính đối mặt trí tuệ chi thần, không gì không biết cảm giác. Tiên huyết đế sắc mặt bắt đầu không đối, trí tuệ là quan trắc chúng sinh chân tướng, hoa, hơ mệt lại lần nữa lật ra trang kế tiếp, từng đạo vu thuật nở rộ mở, lấy một loại đáng sợ góc độ oanh kích chung quanh quân chủ đại đế, tồi khô lạp hủ, manh muội triệt để kinh ngạc đến ngây người, đánh nhà mình nhi tử, phản phất đang đánh mình tự tay dạy dỗ đến đồ đệ, không đúng không đúng. Hẳn là dạng này. Toàn bộ quân chủ đại đế, tại trước mắt hắn đều là trong suốt, hắn biết đối phương công pháp, nội tình, cùng sơ hở, có thể một nháy mắt liền đánh đối phương, hắn nhớ tới đế kỳ, năm đó đế kỳ, cũng là biết được 12 tổ vu toàn bộ nội tình, cho nên mới có thể ngắn ngủi mấy chiêu bên trong, liền có thể đánh giết đối phương, bởi vì động tác của đối phương, chiêu thức, nhược điểm, hoàn toàn bại lộ trước mắt, trí tuệ chi thần. Manh muội trầm mặt một chút, biết tất cả quân chủ đại đế công pháp, đây rốt cuộc là chế tạo quái vật gì, lúc này, từng tôn hoang cổ thế giới thiên đế đến, kinh hãi nhìn xem một màn này, đây là ai? Đấu chiến thần giật mình, ầm ầm, một tôn đại đế bay ngược ra đến, vậy mà là Brom, rơi vào dưới chân của hắn, đấu chiến thần càng phát ra chấn kinh, mấy lần giao thủ xuống tới, Brom là đè ép hắn đánh, hắn nhịn không được hung hăng một cước dẫm trên mặt của hắn, không ngừng chà đạp, nhấc lên kim cô bỗng bày ra một cái soái khí tư thế, chụp ảnh màn hình. Ta lão tôn lại hàng một cái yêu quái, cách đó không xa, Mercury cười như điên, vui vẻ hé miệng, nhìn thấy sao? Nhìn thấy sao? Hắn gào thét, đây chính là nhân loại A. Trí tuệ của nhân loại. Có trí khôn mới là văn minh mà không phải giả thú, đây là chúng sinh trí tuệ hội tụ chi thần, Hermes. Chúng sinh đại địa hy vọng cuối cùng, hắn cùng tiếu, tâm tình bị đè nén lại lần nữa như lũ quét bình thường bộc phát, cùng loạn, tiên huyết đế nhìn xem cùng tiếu Mercury. Ngươi đến nói cho ta, cái này tràn ngập hương hỏa khí tức, hoang cổ hệ thống thế giới ngưng tụ trí tuệ chi thần, là chúng ta ma dược đại địa cứu tinh. Mà không phải hoang cổ giới bố cục, ta. Kaguya nữ đế mấy người cũng cảm thấy không đối, nhưng không ảnh hưởng bọn hắn tâm tình kích động, liền xem như hương hỏa ngưng tụ lại như thế nào. Trí tuệ chi thần Hermes. Chính là Hermes A, là toàn bộ đại địa phàm nhân tín ngưỡng. Chúng sinh hy vọng. Vô luận thật giả. Đều sẽ cứu vớt các phàm nhân, không dùng chúng ta hỗ trợ. Manh muội hít thở sâu một hơi, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, chiến lực của hắn đã có thể so với Medusa, đạo trường sinh hai người, số lượng lại nhiều, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Liễu ôn kiếm nhìn về phía người kia, trong tay hắn bưng lấy thư tịch, cũng lộ ra một điểm chấn kinh, kia là, ta hệ thống, hắn tự thân không tu luyện, tu luyện quyển sách trên tay tịch, cùng loại kiếm của ta, trong thư tịch cũng tu luyện cửu chuyển huyền công. Ẩn chứa tầng tầng thế giới, hắn lộn xộn lưỡng giới toàn bộ công pháp, Liễu ôn kiếm nhìn về phía địa mẫu dây leo, thân thể mềm mại run rẩy lên, hắn là lão sư của ta, Bách Hiểu Sanh, manh muội do dự một chút, gật gật đầu, ân, ta cho hắn phủ thêm soái khí trang phục, trong đầu nhét một điểm hàng lậu, ta cũng đánh giá thấp hắn, hiện tại sức chiến đấu khoa trương trình độ, đã cùng loại đế kỳ, cái thứ hai, đế kỳ, vô số hoang cổ giới thiên đế, nuốt nước miếng một cái, ầm ầm. Một giây sau, từng tôn quân chủ đại đế bay rớt ra ngoài, Hermes bình tĩnh đứng tại trung ương, áo trắng thần linh lật qua lật lại trang sách, triệt để trấn phục cổ đại đại đế, bực này chiến tích, từ xưa đến nay chưa từng có. Thậm chí sau này, cũng rất khó có loại này thịnh thế cùng thời cơ, càng khó xuất hiện loại này kinh khủng tồn tại. Một ngày này, một tôn áo trắng thần linh tiến về huyết vực đại giới, tay nâng thánh thư ở giữa, một người trấn áp toàn bộ cổ đại đại đế, cấp tốc truyền bá cả mảnh trời hạ. Cái này một hình ảnh, chú định trở thành vĩnh hằng, hoang cổ thế giới, phàm nhân thiên đế Liễu ôn kiếm, một người trấn áp toàn bộ từ xưa đến nay đại đế thời đại, hiện tại trừ thiên đạo bên ngoài, có thể nói là mạnh nhất, ma dược thế giới, trước đó quân chủ đại đế phân tranh, hiện tại cũng rốt cục xuất hiện một cái kinh khủng tồn tại, triệt để trấn áp toàn bộ thời đại, vô số quân chủ đại đế chỉ có thể khuất phục,
vẻn vẹn chỉ là hơ mệt giáng lâm thế gian thể. Ngưng tụ hương hỏa thân thể, như vậy, chân thân nhiều khủng bố, từng tôn quân chủ đại đế lộ ra không thể tin. Bọn hắn nhìn về phía cái này một tôn trí tuệ chi thần, áo trắng thần linh, tuyệt đối không có khả năng đơn thuần chỉ là từ hương hỏa ngưng tụ mà thành, rất có thể hương hỏa ngưng tụ tư duy trên thân thể, có chân chính trí tuệ chi thần giáng lâm vết tích. Một trận chiến tranh bị ngăn chặn, mặc dù không có sinh ra một thần linh, nhưng vẫn như cũ xuất hiện phá hư toàn bộ thế giới chiến cục cân bằng lực lượng, một cái có thể so với Medusa, đạo trường sinh hai người nghịch thiên tồn tại, đã gia nhập chiến trường, không muốn lại đối chúng sinh xuất thủ, áo trắng thần linh quay người, chậm rãi rời đi. Bên cạnh giáo hoàng, các đại giáo hội cao tầng, vô cùng kích động, chúng ta vĩ đại chi thần A, giáng lâm cực khổ thổ địa, cứu vớt mặt đất phàm nhân, huyết vực đại giới quang minh giáo hội, đời trước thánh nữ, đương đại giáo hoàng, đã đi theo manh muội chạy đến chứng kiến đây hết thảy, ánh mắt kích động, đồng thời, cấp tốc đem trận này tai nạn kết thúc tin tức truyền ra ngoài, mượn cơ hội lớn mạnh tín đồ, không ngừng truyền giáo, toàn bộ thế giới đều đang hoan hô, nghênh đón một cái mới tinh thời đại, đây là thuộc về quang minh giáo hội thời đại, một năm này, được thế nhân xưng là quang minh nguyên niên, đại địa hảo kiếp giáng lâm, quang minh giáo hội chí cao chi thần, Hermes, thế gian thể chính thức giáng lâm thế gian, tiến về huyết vực đại giới, trấn phục từ xưa đến nay hết thảy đại đế, cung nghênh vĩ đại chi thần trở về, nguyện ngài ý chỉ hành tẩu ngồi trên mặt đất, như hành tẩu ở trên trời, nguyện ngài chỗ đến chỗ này, đều là ngài thần quốc, trong vòng một ngày, quang minh giáo hội vô số cao tầng thần quan, người mặc áo trắng thành kính thiếu nữ tín đồ, thiết hạ chí cao phồn hoa giáo hội lễ tiết, rầm rầm, từng người đầu đội hoa tươi vòng áo trắng mỹ mạo nữ tử tại thiên không bay múa, các thiếu nữ vẫy xuống màu trắng cánh hoa, toàn bộ đại địa đang nghênh tiếp quang minh chi thần Hermes trở về giáo hội. Đây là thiên cổ không có một màn, huyết vực đại giới hướng ngoại, một tôn áo trắng thần linh hành tẩu đại địa phía trên, tắm rửa bạch sắc quang mang, ngàn dặm bên trong tận thành thần quốc, đại địa phía trên, đến tận đây người người thờ phụng quang minh giáo hội. Soạt, màu đen gió xoáy chuyển tại hướng đỏ tươi thổ địa bên trên, trí tuệ chi thần Hermes hiện ra đáng sợ uy thế, lại rời đi, cái này khiến ở đây quân chủ đại đế nhóm nín hơi, mà manh muội, lôi đế, be những người này cũng lộ ra tiếc nuối, đáng tiếc a, hắn là chúng sinh nguyện lực hội tụ, là quang minh giáo hội thần, không phải nếu như lưu lại, trợ giúp bọn hắn triệt để hàng phục những quân chủ này đại đế, như vậy liền triệt để đặt vững chiến cuộc, người trước mắt người đều bị thương, nhưng đều không nặng, trước khi chết phản công ngược lại càng hung, thật sự là một cái quái vật, nghĩ không ra ma giới cũng có thể có loại này tồn tại, siêu việt toàn bộ thời đại người, có lẽ, chỉ có năm đó trong truyền thuyết không thể địch lại đế kỳ, mới có thể sánh vai, nghe nói, đế kỳ khủng bố tới cực điểm, hiện tại chí cường thiên đạo, năm đó cũng không phải đối thủ, nghe nói thiết kế cạm bẫy, lấy hy sinh tính mệnh làm đại giá, muốn đồng quy vu tận, mới có thể làm đến lưỡng bại câu thương, nhưng cuối cùng vẫn là không có thắng. Một chút hoang cổ giới mới thiên đế thảo luận, tiên giới cửu trọng thiên phía trên, khác biệt thế gian thất lạc truyền thừa, mấy trăm năm cũng sinh ra mấy tôn thiên đế, còn bên cạnh hư vi, phần đằng chờ cổ đại thiên đế. Nhưng cũng thần sắc trải qua biến hóa, hóa thành vẻ phức tạp, đối với bọn hắn đến nói, cũng là chuyện rất đáng sợ, các ngươi đã thua, lại không có thua, lúc này, địa mẫu dây leo nhìn xem những cái kia cảnh giác quân chủ đại đế các ngươi bị chúng ta tiền hậu giáp kích, trước có chúng ta thế giới từng tôn thiên đế, sau có một cái thế giới chúng sinh, Lê Minh Bách Tính ngưng tụ hơ mệt, ở phía sau vòng vây, tại chúng ta hoang cổ thế giới bên trong, có một câu như vậy, phải dân tâm người được thiên hạ, các ngươi đã chúng bạn xa lánh. Địa mẫu dây leo nhìn qua cái này từng tôn quân chủ đại đế, phải dân tâm người được thiên hạ, đây là bọn hắn chưa từng có ý nghĩ, bởi vì chỉ là phàm nhân, tựa như là đầy đất con kiến, không có người sẽ để ý bọn hắn ý nghĩ, cho tới hôm nay, bọn hắn bị chúng sinh hội tụ lửa giận, cơ hồ đánh cho bại vong, ăn một cái đủ để trí mạng thiệt thòi lớn, nhưng là, các ngươi cũng không có thua, địa mẫu dây leo mỉm cười, các ngươi nhìn thấy, hắn đi. Bởi vì ta chỉ là cung cấp nguyện lực con đường, ta không cách nào khống chế hắn, hắn là chúng sinh nguyện lực hội tụ, có mình ý nghĩ, không phải chúng ta minh quân, cũng không phải địch nhân của các ngươi, nhưng từng tôn quân chủ đại đế, lại lộ ra sắc mặt giận dữ, mặt mũi tràn đầy biệt khuất, đúng vậy, cái này một cái ngưng tụ hơ mệt, sẽ không trở thành ma dược thế giới gián điệp, trợ giúp hoang cổ giới đối phó bọn hắn, nhưng là kiềm chế bọn hắn một thanh lưỡi dao, ở phía sau nhìn bọn hắn chằm chằm, triệt để đoạn tuyệt bọn hắn đồ sát cổng hậu Lê Minh Bách Tính con đường. Vậy bọn hắn không có có khả năng nhất một con đường, đồng thời hai mặt thụ địch, muốn thế nào thành thần, chỉ có thể tiếp tục cùng hoang cổ thế giới thiên đế chém giết, nhưng là, lại rất không thực tế, bởi vì cần năng lượng nhiều lắm, có lẽ,
Muốn ở đây 200 lệnh tôn chủ đại đế tử vong quá lớn nữa, mới có thể sinh ra một thần linh. Ai cũng cảm thấy, mình chưa hẳn có thể trở thành bên thắng. Bóp chúng sinh cái này quả hồng mềm, mới là tốt nhất nhanh nhất đường tắt, lại bị triệt để chặt đứt. Chiến tranh, tất nhiên là tiếp tục. Địa mẫu dây leo cười nói, đồ sát chúng sinh, đích thật là một đầu thành thần con đường, tại các ngươi trong mắt, bọn hắn tựa như là đồng ruộng bên trong lương thực, gieo xuống sau, tìm một đoạn thời gian thu hoạch, nhưng chúng ta hoang cổ thế giới liền cao minh nhiều, không phải thu hoạch, mà là đi có thể tiếp tục phát triển con đường. Hấp huyết quỷ thủy tổ cười lạnh nói, nói đến quan diện đường hoàng, các ngươi thế giới thiên đế lại có mấy cái chân chính vô tư, bất quá là lợi ích tương quan, mới thủ hộ chúng sinh, nếu như nói chúng ta là giết chăn nuôi ăn thịt, các ngươi chính là đem người xem như heo đồn, dê bò bình thường chăn nuôi tại trong lồng giam. Để thần, trở thành chăn thả chúng sinh người chăn cừu, chẳng qua là một cái lồng giam thôi. Một câu nói kia rất tàn nhẫn, trào phúng địa mẫu dây leo, nhưng lại rất chân thực. Địa mẫu dây leo lại mở miệng, là có thể cho rằng như vậy, nhưng cuối cùng hòa bình rất nhiều. Các ngươi nhìn chúng ta thế giới, các ngươi không ao ước sao? Phiến thiên địa này, vốn chính là từng cái lồng giam, khi chúng ta nhảy ra lồng giam, bên ngoài lại là một cái càng lớn lồng giam, phàm nhân là trong lồng người, các ngươi sao lại không phải thần linh trong lồng người? Các ngươi mới bởi vậy muốn nhảy ra trong lồng. Cổ đại thiên đế nhóm trầm mặt, không hổ là địa mẫu dây leo, cổ xưa nhất tồn tại một trong, thâm bất khả trắc, thấy rất thông thấu. Địa mẫu dây leo khẽ vươn tay, một mảnh trang giấy bay múa đến đám người trong tay, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, nơi này có một phần long mạch hợp đồng, trợ giúp các ngươi có thành tựu thần khả năng, các ngươi nhìn một chút bên A bên B, chư vị đại đế, be bọn người nhìn xem manh muội, nháy mắt phun ra một ngụm lão huyết, ngươi vừa mới còn bức cách 10 phần, hiện tại cái này họa phong không đúng a. Lưỡng giới chiến tranh bộc phát, ngươi chết ta sống chiến tranh, bỗng nhiên liền lấy ra một phần giấy, cái này họa phong đột biến a, nhìn xem. Địa mẫu dây leo lại không xấu hổ, cười đến rất ôn nhu, làm ra một cái mời động tác, có âm mưu, những quân chủ này đại đế biểu lộ trở nên cổ quái, cảnh giác nhìn xem trang giấy, phản phất là tham gia nhân tài thông báo tuyển dụng thị trường hình tượng, hợp đồng. Bên A bên B, đây là ý gì, nhìn một chút nói rõ, đến bọn hắn cấp độ này. Cường đại dường nào, trực tiếp đọc nhanh như gió, đồng thời, nháy mắt liền tâm động, hợp đồng bên trong biểu thị, có thể đem long mạch cho bọn hắn sử dụng, hơ mẹt cường đại, bọn hắn đã thấy, nội tâm lại như thế nào không kỳ vọng biến thành cường đại như vậy, đồng thời còn có một cái đặc tính, chính là bất tử bất diệt, quả thực khiến người vô pháp cự tuyệt, trong đó còn viết, sẽ không can thiệp bất luận cái gì tự do, địa mẫu dây leo trung lập, lưỡng giới chiến tranh vẫn là sẽ đánh, hết thảy như cũ, đất này mẫu dây leo, quả thực mới là hoang cổ giới gian tế. Tại trái lại trợ giúp chúng ta, trong bọn họ tâm bộc phát ý nghĩ này, nàng chế tạo hơ mệt, đoạn mất mình đồ sát chúng sinh đường thành thần, đồng thời cho cung cấp một đầu vạn phần có thể được con đường thành thần, thu thập chúng sinh nguyện lực hương hỏa, cái này đích xác là có thể thực hiện, mặc dù chậm chạp, không sánh bằng tàn sát chúng sinh trực tiếp thu hoạch năng lượng, nhưng lại không phải tác ao bắt cá, đồng thời không phải là không có đường tắt, bọn hắn có được thần vị người, có bất tử tính ưu thế, có thể không chút kiên kỵ đi đồ sát cái khác quân chủ đại đế. Địa mẫu dây leo mở miệng, dù sao cũng là bất tử, chỉ cần tín đồ còn tại, sớm muộn sẽ trùng sinh, thậm chí các ngươi nếu như song phương đều có tín đồ, cái này giống như là thi đấu hữu nghị đồng dạng chém giết, lần này đánh chết ngươi, cướp đoạt ngươi cái này một tôn đại đế thân thể năng lượng tử vong, chờ ngươi sống lại tới, ngươi lại sẽ báo thù, đoạt lại một câu kia thân thể năng lượng, mọi người không quyết tử vong, trùng sinh, tương hỗ cướp đoạt. Năng lượng sẽ chỉ không ngừng tích xúc tăng nhiều. Chung quanh quân chủ đại đế đôi mắt dần dần sáng lên. Bọn hắn minh bạch, đây là ôn hòa phái, không trảm thảo trừ căn, đem đối phương xem như rơm rạ thu hoạch, sống lại một lần giết một lần. Nhưng còn có một chút địa mẫu dây leo chưa hề nói, còn có một loại phương thức có thể càng thêm tàn nhẫn, tại đánh giết đối phương sau, trực tiếp đoạt đối phương tín ngưỡng, đem thư đồ thu nạp tới, đứt rễ cơ, không làm cho đối phương phục sinh. Dù sao đều là năng lượng. Có thể trùng sinh một tôn quân chủ đại đế hương hỏa nguyện lực, trực tiếp cho mình tốt bao nhiêu, đây là một đầu hoàn toàn mới con đường, từng người quân chủ đại đế lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngừng suy tư, cảm thấy là rất hoàn thiện thành thần hệ thống, nếu như chân chính thi triển ra, so tàn sát chúng sinh, còn tốt hơn vô số lần, dù sao đồ sát một lần, mặc dù thu hoạch phong phú, nhưng khôi phục lại cần 2-300 năm, có cái này 2-300 năm, lấy phương thức như vậy, thu hoạch sẽ chỉ càng nhiều, đúng vậy a. Các ngươi máu kiếm, địa mẫu dây leo nhìn qua bọn hắn, làm bộ không có ở giữa thương kiếm chênh lệch giá dáng vẻ, lần nữa cười nói, cũng không cần lo lắng sẽ bị ta chưởng khống mạch máu của các ngươi, bắt lấy các ngươi tay cầm,
mục tiêu của các ngươi bất quá là thành thần mà thôi, thành thần về sau, liền đã vượt ra long mạch. Căn bản không cần sợ ta, ta có thể hạn chế các ngươi sao? Ta không thể hạn chế các ngươi a. Manh muội nhìn xem bọn hắn, điều kiện rất hậu đãi, không có người sẽ cự tuyệt. Từ nay về sau, bọn hắn bắt đầu mình chăn thả chúng sinh, ma dược đại địa, tất nhiên cũng sẽ có nghĩ biện pháp siêu sinh siêu dục, thậm chí vì sinh ra càng nhiều nhân khẩu, giúp người nhóm trồng trọt, để bọn hắn sinh hoạt phải càng tốt, từng cái giáo hội san sát, ta đáp ứng, ta cũng thế. Từng tôn cổ lão tồn tại rốt cục mở miệng. Một ngày sau, địa mẫu dây leo vì những quân chủ này đại đế phân phối long mạch, nhịn không được cười lên, rút ngắn đồ đệ Hồ Hải Hàng tay, nội tâm kích động đến không được, ta liền nói ta nhất định có thể thành công. Ta trước đó vận khí tốt, không dùng cố gắng liền có thể thành công, hiện tại vận khí thêm cố gắng, chắc chắn sẽ không thất bại. Lão sư, tiểu hồ ly cũng rất kích động, dạng này liền không có hủy diệt chúng sinh hảo kiếp, rốt cuộc không cần xuất hiện sư huynh đạo trường sinh cái kia bi kịch. Lão sư công kích có thể so với Đoạn Thiên Đế, chặt đứt từ xưa đến nay, đem từng cái cổ đại thiên địa hảo kiếp, phản phất ma chú bình thường số mệnh, triệt để xóa đi, về sau là mới tinh thời đại. Hậu thế vô số năm bên trong, mọi người lật ra nặng nề dài dằng dặc sách sử, nhìn thấy cải biến thế giới quy tắc kia một đoạn trong lịch sử, chư thần thời đại ghi chép, ma dược 1.1045, ma dược thời đại, theo trí tuệ chi thần Hermes giáng lâm kết thúc, chư thần thời đại mở ra, giáo hội san sát, tranh đoạt tín ngưỡng thần vị. Tốt một cái manh muội, Hứa Chỉ không nghĩ tới tình thế phát triển, im lặng. Cái cô nương này người chơi rất là tặc tinh, cùng trước đó Thu Danh Sơn xa tốc đồng dạng hèn mọn, vậy mà cho hắn như vậy nhiều kinh hỉ, mang cho hắn thu hoạch, không thua gì trước đó luyện kim đại đế, Thu Danh Sơn xa tốc, mấy cái này người chơi thúc đẩy thời đại, long mạch thành lập, không thể nghi ngờ là làm siêu phàm thế giới một cái tiến bộ cầu thang, từ giả mang văn minh bên trong triệt để thoát dĩnh ra, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có diệt tuyệt chúng sinh tai nạn hảo kiếp, xuất hiện văn minh đứt gãy, vậy căn bản chính là giả mang, mà không phải chân chính thành thục siêu phàm thế giới, mà dạng này thần linh hệ thống, thành lập thần vị, sinh ra năng lượng sẽ so trước đó hiệu suất cao rất nhiều, thậm chí sẽ đại lượng sinh ra cấp 8 thần, cách chân chính tiến vào chư thần thời đại, sẽ không còn xa. Chư thần sao, Hứa Chỉ rất chờ mong ngày đó đến, đây là một cái, sa bàn thế giới bên trong chất thuế biến, liền tương đương với trung đẳng sa bàn thế giới, tiến giai đến cao đẳng sa bàn thế giới, hiện tại còn không tính là chân chính cao đẳng siêu phàm, bởi vì thần quá ít. Chỉ có Elemin, Medusa, đạo quân dạng này đỉnh tiêm thần, mà không có tiến vào đại chúng thời đại chư thần thời đại. Nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ không đến một tuần lễ, rất nhanh liền sẽ xuất hiện rất nhiều thần đi. Hứa Chỉ rất chờ mong ngày đó con đường, muốn nhìn một chút sẽ là cái dạng gì quan cảnh. Còn có một chút thu hoạch lớn nhất là, Hermes, hắn tương đương với một đài chúng sinh nguyện lực tư duy, hội tụ cỡ lớn sinh vật trí não, khả năng tính toán thôi diễn có thể so với đế kỳ. Lúc này vì hắn chỉnh hợp trước mắt toàn bộ công pháp, hắn tương lai, có thể lấy chúng sinh tư duy, minh ngộ đạo tâm, thôi diễn ra một đầu thuộc về con đường của ta, Hứa Chỉ sửa sang lấy đoạt được. Trên thực tế, manh muội coi là Hermes có thể so với đế kỳ, kỳ thật không phải, đế kỳ làm có trùng tộc anh hùng tiềm lực duy nhất tồn tại, làm sao có thể dễ dàng như vậy sánh vai cùng hắn, hắn không có học trộm năng lực, chỉ là tương đương một đài siêu cấp thôi diễn máy tính, kết nối lấy trí tuệ phó não tri thức căn bản. Mà trí tuệ phó não mặc dù không có khả năng giám sát chúng sinh, nhưng giam khống mỗi một cái cấp 7 tồn tại đại đế, đỉnh tiêm chiến lực, tự nhiên biết công pháp của bọn hắn, Hermes. Hứa Chỉ nhẹ nhàng thở dài, trước đó chính là đơn thuần học tập máy móc, hiện tại hắn thăng cấp, không chỉ có thể học tập, còn có thể giống như là một đài siêu máy tính, chỉnh hợp tri thức, chỉ là cái này một cái biến hóa, cũng đủ để cho hắn được ích lợi vô cùng, một thời đại mới mở ra, cho dù đối với lưỡng giới mà nói, hai thế giới chiến tranh cũng không có kết thúc, song phương thiên đế vẫn tại tiến hành xung đột, nhưng cũng đối với tầng dưới chót phàm nhân mà nói, đã triệt để kết thúc. Tiến vào hoang cổ thế giới, đồ sát đối phương bình dân bách tính truyền kỳ cường giả nhóm, nhao nhao rút về, không còn vì những quân chủ kia đại đế nhóm mê hoặc, vì đó chém giết, bọn hắn ở tiền tuyến liều mạng, mà cổ đại quân chủ đại đế lại tại đồ sát thân nhân của bọn hắn cùng con dân. Đại Chu Vương triều 404 năm, khởi nguyên ma thần Medusa, dùng vĩ độ chi môn mở ra lưỡng giới thông đạo, ma giới xâm lấn, đại địa ma tai chi loạn, từng tôn ma tộc cường giả giáng lâm, trăm vạn ma thú tuôn ra, trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Thục Sơn, Nam Chiếu Nước, Man Di Vu tộc, Đại Uyên cổ tộc, tạo thành thảo phạt ma quân thế lực. Đại Chu Vương triều 427 năm, ma tộc rút quân, hoang cổ đại địa reo hò một mảnh, vô số phàm nhân vui đến phát khóc, giăng đèn kết hoa, đạp đạp đạp,
một con ngựa hình cự thú tại dẫn dắt xe ngựa, con đường chung quanh hai bên là ruộng đồng, không thiếu nông dân tại canh tác, nơi xa có khói bếp lượn lờ, lưỡng giới các phàm nhân đều hoan hô lên, tai nạn kết thúc, địa mẫu dây leo tiếp tục đáp lấy xe ngựa, chu du lưỡng giới, hai thế giới đã tùy ý nàng lui tới, hai bên đều đối với mình cái này bao tô bà, cung cung kính kính, ma dược đại địa, tiến vào kỷ nguyên ánh sáng, quang minh giáo hội vinh quang bao phủ toàn bộ đại địa. Mà hoang cổ thế giới, cũng là dạng này, đây là một cái toàn bộ người đều rất hoàn mỹ kết cục. Nàng mở miệng nói ra, song phương các cường giả rất vui vẻ, bọn hắn đánh bọn hắn, tử thương thảm trọng tùy tiện bọn hắn, các phàm nhân cũng rất vui vẻ, đều chiếm được mình muốn, lão sư thật là lợi hại. Tiểu hồ ly hồ hải hàng tràn đầy sùng bái, manh muội rất cười lên, kia là đương nhiên. Lão sư của ngươi ta khẳng định rất lợi hại, ta muốn sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới, sở dĩ chiến tranh, là bởi vì quy củ không kiện toàn thôi. Làm được cái này, mục tiêu của ta triệt để hoàn thành. Tiếp theo, nàng quyết định nằm xong, tiếp tục làm một viên cá ướp muối, thật rất hoàn mỹ a, thế giới này, những người khác nói trên thế giới, không có hoàn mỹ vô khuyết, ta đã phá vỡ lý luận của bọn hắn, ta thiết kế quy tắc không có sơ hở, nàng cười cười, bỗng nhiên trong đầu mơ hồ có chút bất an, trên thế giới, thật sự có hoàn mỹ sao, ngăn cản khai thiên tịch địa đến nay chu kỳ tính diệt thế hạo kiếp, sẽ có hay không có càng lớn hạo kiếp, nàng vội vàng lắc lắc đầu, ta thật mẹ nó buồn lo vô cớ. Hương hỏa hệ thống, là hoàn mỹ, hội tụ chúng sinh thiện ý, hình thành phù hộ chúng sinh thiên thần, một giây sau, bầu trời vỡ ra một cái miệng lớn, đấu chiến thần truyền đến thanh âm, bao tô bà, hết nước, manh muội từ trên xe ngựa nhảy dựng lên, chỉ vào bầu trời, mười phần phách lối, hiện tại hương hỏa nhiều khan hiếm, ngươi cái này đi cửa sau, cả ngày trộm đoạt hương hỏa tu luyện, về sau mỗi ngày 12 giờ đến rạng sáng 8 điểm, đình chỉ hương hỏa cung ứng, đấu chiến thần, lại qua mấy năm, những cái kia cao cao tại thượng đại đế nhóm chém giết, sẽ không lại tác động đến phàm nhân, đồ sát phàm nhân, thậm chí còn đem phàm nhân xem như bảo bối, không ngừng tranh đoạt đối phương phàm nhân cùng tín đồ, từng tôn quân chủ đại đế, tìm kiếm một chút phàm nhân bắt đầu kiến quốc, quân quyền thần thụ, thành lập thuộc về mình giáo hội, cái này vẫn như cũ là một cái thành thần thời đại, giống như là cầu độc mục bình thường, từng tôn quân chủ đại đế chém giết rất thảm liệt, một chút quân chủ đại đế tử vong tin tức, vẫn như cũ không ngừng truyền đến. Thậm chí tỷ lệ tử vong, không so với trước thảm liệt chiến tranh tới thiếu, bọn hắn bởi vì tranh đoạt thổ địa tài nguyên, mà chém giết, vì sinh sôi càng nhiều lê minh bách tính, chư thần thời đại 31 năm, hơn 30 năm quá khứ, mấy chục cái giáo hội, trên trăm cái giáo hội, cấp tốc cuộc khởi, kỷ nguyên ánh sáng thời đại, hai đại chí cao giáo hội, cao cao tại thượng, không người nào dám chia cắt hơ mệt, Medusa tín ngưỡng, thế là, phần lớn phàm nhân, tầng dưới chót cường giả, đồng loạt thờ phụng hai cái giáo hội. Chủ giáo sẽ, phụ thuộc giáo hội, phân biệt là, chủ giáo sẽ là tín ngưỡng giáo hội, phụ thuộc giáo hội là nghề nghiệp giáo hội, tín ngưỡng giáo hội, dạy bảo đạo lý làm người, có ký thác tinh thần, chỉ có hai cái, phân biệt hắc dạ giáo hội cùng quang minh giáo hội, theo thứ tự là thờ phụng ma thần Medusa, cùng trí tuệ chi thần Hermes, mà thứ hai giáo hội làm nghề nghiệp giáo hội, tiến hành nghề nghiệp học tập cùng tri thức kỹ năng thu hoạch, mà đấu sĩ giáo hội cách đấu gia giáo hội, từng tôn mở nghề nghiệp cổ đại quân chủ đại đế. Trở thành ma đấu sĩ chi thần, cách đấu gia chi thần, bọn hắn chia cắt lấy chúng sinh tín ngưỡng, truyền giáo đồ, đầy đất đều là, vì gia tăng ở lại diện tích, từng tòa cao lầu đứng vững đại địa bên trên, thậm chí vì thu hoạch được dân chúng tín ngưỡng, bọn hắn không ngừng trợ giúp phàm nhân cải thiện sinh hoạt, lợi dụng ma phương kim loại, lần nữa phát triển luyện kim văn minh, trên đường phố, vậy mà xuất hiện cùng loại hơi nước xe lửa thời trung cổ thời đại, xe ngựa, ô tô, thậm chí ma dược cơ giới học bắt đầu sinh ra. Bắt đầu dần dần toát ra nảy sinh, chư thần thời đại 73 năm, Mercury chung quy là thời đại này chí cường quân chủ đại đế, thành lập máy móc cùng hơi nước giáo hội, hắn mở ma xạ thủ nghề nghiệp, đặt song song nhập tam đại cơ sở nghề nghiệp bên trong, trở thành cái thứ tư cơ sở nghề nghiệp, mỗi một cái cơ sở nghề nghiệp xuất hiện, sẽ khiến toàn bộ ma dược thế giới rung chuyển, tương đương với một triển lãm cá nhân hiện vô hạn khả năng xuất hiện, cái nghề nghiệp này, nhằm vào không thể tu luyện phàm nhân, cùng loại thục sơn kiếm tiên. Mình không thể tu luyện, lại có thể để cho súng ống có ma lực, trở thành ma thương máy móc, phàm nhân, cũng muốn có thể tu luyện. Cũng phải có mình chống cự, Mercury phát ra âm thanh, vĩ đại trí tuệ chi thần Hermes, điểm tỉnh ta, đây là ta kia một trận hảo kiếp bên trong giác ngộ, ta hy vọng các vị đều có thể triển khai một cái thời đại mới, xe lửa, phi thuyền, dần dần sinh ra trên thế giới này, chư thần thời đại 94 năm, cường thịnh nhất thời máy móc giáo hội hủy diệt, mấy cái giáo hội liên thủ.
âm thầm tập kích giáng lâm máy móc chi thần Mercury. Hắn ba lần trùng sinh, hao hết tín đồ tích lũy hương hỏa, cướp đoạt tín đồ của hắn, không có tín đồ kêu gọi hắn, hắn liền triệt để tử vong. Từng tôn đại đế mở miệng, chư thần thời đại 100 số 017 năm, máy móc chi thần Mercury tử vong, khác vô số giáo hội sợ hãi, sợ dẫm lên vết xe đổ. Ác mộng giáo hội thành lập thần quốc, sử dụng hạch tâm tín đồ chế độ, bên trong thu thập vô số cùng tín đồ, nghề nghiệp cường giả ở lại, bảo đảm mình sẽ không nháy mắt bị hủy diệt giáo hội, thần quốc chế độ, bị cấp tốc bắt chước. Ngắn ngủi 7 năm, chư thần giáo hội, tiến vào thần quốc thời đại, chư thần thời đại 121 năm, huyết tộc giáo hội dẫn dụ tất hắc giáo hội thánh nữ sa đọa, dẫn đầu đại lượng giáo đồ cùng tín đồ con dân phản bội chạy trốn, tất hắc chi thần giận dữ, chư thần chi chiến lại lần nữa bộc phát, thậm chí ngay cả hoang cổ giới cũng liên lụy trong đó, lưỡng giới chiến tranh lại lần nữa tiến vào khẩn trương thời kỳ, tử thương vô số, chư thần thời đại 133 năm, lưỡng giới chiến tranh, lần nữa bộc phát, khiến người sợ hãi, máu tươi rải đầy đại địa, vô số thiên kiêu cổ chi đại đế, vẫn lạc phải tính không hết mức, thậm chí đã tiếp cận một nửa, cuộc chiến tranh này quá khốc liệt, huyết vực đại giới bên trong, nhân tộc hư vi, phần đằng, đều vẫn lạc, triệt để hóa thành hương hỏa một viên, thậm chí đấu chiến thần, lôi đế chi lưu, phục sinh không chỉ một lần, dần dần mất đi bản thân, giết bọn hắn, cướp đoạt bọn hắn tử vong năng lượng. Một tôn đại đế, đủ để cho ta chúng ta có tiến thêm một bước khả năng, cướp đoạt thổ địa, cướp đoạt con dân của bọn hắn, đây là một trận cực kỳ thảm liệt vị diện chiến tranh, song phương đã không e ngại tử vong, bọn hắn chém giết, chẳng qua là phía sau mình tín ngưỡng hương hỏa cùng tích xúc, xem ai phía bên kia phục sinh không được, phục sinh phải chậm, chính là kết thúc đối phương thời khắc. Nhưng tầng dưới chóp bách tính lại không cảm giác được mảy may chiến loạn, vẫn như cũ an cư lạc nghiệp, thảo luận chư thần chiến tranh, ai thắng ai vong. Trên xe lửa, từng mảnh trống rỗng kim sắc ruộng lúa hướng về sau lướt qua, ngẫu nhiên có từng cái người bù nhìn. Hai thiếu nữ ngồi tại xe lửa bên cạnh cửa sổ bên cạnh, mặc màu trắng váy xếp nếp, tràn đầy thục nữ khí chất, làn da non mịn, mỹ lệ phi thường chói mắt. Tiểu hồ ly nói, qua. Ngắn ngủi mới trôi qua hơn 100 năm, liền long trời lỡ đất, sinh ra xe lửa, động cơ hơi nước giới, các lớn chức nghiệp giả. Hình thành lão sư nói thời trung cổ phong cách luyện kim thời đại, bình dân sinh hoạt phi thường tiện lợi, thậm chí siêu việt luyện kim đại đế luyện kim phi thuyền thời đại, bởi vì cường giả, bắt đầu vì phàm nhân suy nghĩ, manh muội từ tốn nói, tựa như là hoang cổ thế giới như thế, chúng thần vì bách tính hàng ngày suy nghĩ. Thiên thần trợ giúp làm nông, thi mây vải mưa, ma dược thời đại một khi bắt đầu trợ giúp phàm nhân, một lần nữa phát triển dân dụng luyện kim máy móc, tự nhiên sẽ phát triển thành dạng này, bất quá hai năm này, đánh thật hay thảm liệt a. Trên xe lửa, hai thiếu nữ ngồi, Hồ Hải Hàn cầm một phần buổi sáng hôm nay báo chí, viết lít nha lít nhít chữ nhỏ, giáo võ giả giáo hội phong vũ người chi thần, cũng chết, năm đó còn cùng chúng ta tán gẫu qua ngày. Báo chí viết, hỏa diễm nhân giáo sẽ cùng huyết tộc giáo hội giằng co, đem bộc phát chiến tranh, cự nhân giáo hội khởi xướng khiển trách và thanh minh, hô hào hòa bình. Cự tuyệt chiến tranh. Trên báo chí viết các loại chính sách cùng hiện thực, bỗng nhiên ở giữa, có hai người mặc đồ vét quý tộc thanh niên tóc vàng, ở bên cạnh nhìn hồi lâu, nhìn không được đi tới bắt chuyện, hai vị đi xa nhà quý tộc đại tiểu thư, các ngươi cũng là đi thánh quan chi thành đang đi sao, manh muội một mặt đen, chiếc này xe lửa còn có đi những địa phương khác sao, hai người bọn họ mỉm cười, nho nhã lễ độ, tháng 6 phần khai giảng, chúng ta là đi thánh học giả học viện trường học báo cáo, sớm đến. Là vì lãnh hội tòa này truyền thuyết đô thị phong thổ, có thể thi đậu thánh học giả học viện, đều không ngoại lệ đều là tinh anh, đích thật là khoe khoang tư bản. Chúng ta thúc thúc, tại Dandis thứ 7 vi các lợi á khu, có không ít quyền thế, dưới mặt đất thế lực nhóm đều gọi chi vì nổi giận vệ tư, nếu như các ngươi nghĩ tại ở tạm, cung cấp trợ giúp. Bọn hắn vội vàng mở miệng, nhưng manh muội chỉ là gật đầu tỏ ra là đã hiểu, rất lãnh đạm xua đuổi đi bọn hắn, mấy giờ trôi qua, đi tới nhà ga. Các nàng mang theo màu đỏ cặp da nhỏ xuống xe, rất nhanh, các nàng tiến vào thánh quan chi thành Dandis, hai bên là đèn đường, lộ ra thời trung cổ châu Âu phong cách, thậm chí có chút luyện kim xe con dừng ở hai bên, các nàng đi tới quang minh giáo hội tổng bộ, chúng ta không có cách nào ngăn cản chiến tranh, chỉ có thể bảo vệ dưới phương bình dân, manh muội đeo lên màu đen mũ lưỡi trai, rất chân thành, mặc màu đen da găng tay tay đem báo chí vò thành một cục ném vào trong thùng rác, cơ hồ tất cả thần tham chiến. Trừ hơ mệt những này thủ hộ chúng sinh thần, trên thực tế, có chút thần bởi vì tử vong nhiều lắm, tử vong 6, 7 lần, triệt để đánh mất bản thân, trở thành chúng sinh hy vọng nhìn thấy hoàng mỹ tồn tại, bỏ qua chiến tranh, thủ hộ lấy giáo hội bình dân. Nhưng là, bọn hắn mất đi bản thân,
hóa thân thành kiện toàn tồn tại thời điểm, đánh mất nhân tính, liền nháy mắt bị cái khác thần cho hợp lực giết chết, sau đó chia cắt đi tín đồ. Cái này tự hồ đã là một loại quy định bất thành văn, chỉ có cường đại hoàng mỹ thần, Hermes, khó mà xuất thủ, mới không có đào thải lòng bàn tay của bọn hắn. Những quân chủ kia đại đế, mỗi một cái đều là lão quái vật, hiện thực thông minh đến muốn mạng, sẽ làm như vậy, cũng là chuyện đương nhiên, nhưng thì tính sao? Chính bọn hắn cũng tại trầm luân, lại chết nhiều mấy lần, sớm muộn sẽ mất đi bản thân, liền triệt để trở nên công chứng thiện lương, manh muội vẻ mặt thành thật, hương hỏa có độc a. Đồng thời những năm qua này, ta cũng thu thập đủ một phần thành thần năng lượng, lão sư, tiểu hồ ly đang nghe truyện trên TV audio CV kích động lên, ngươi muốn thành thần sao? Lúc này, sau lưng gian phòng truyền đến thanh âm, a. Ngươi muốn thành thần, một trận gió thổi tới, mở cửa, quang minh giáo hội trong môn, vẫn như cũ là năm đó quen thuộc hình tượng, ngay tại trên bàn sách đọc sách học tập một nam một nữ, Medusa cùng Hermes, tại nghiêm túc thảo luận, ngươi không hy vọng ta thành thần. Địa mẫu dây leo nhìn qua nàng, ta không có vấn đề, Medusa rất bình tĩnh, cúi đầu viết lấy giấy bút, cũng không ngẩng đầu lên, những năm này thời gian, ta trôi qua rất thỏa mãn, ngươi đem Bách Hiểu Sanh trở nên càng thêm cường đại, ta rất thích, có thể cùng một chỗ thôi diễn truy cầu chân lý đồng đạo người, có thể cùng một chỗ luận bàn chiến hữu, để ta rất vui vẻ, những năm gần đây, nàng cũng cùng Hermes chiến đấu, không ngừng luận bàn, kết quả có thắng có phụ, dù sao cuối cùng không phải chân chính trí tuệ sinh linh, cũng không phải đế kỳ, ngươi bây giờ không muốn để ý tới cuộc chiến tranh này. Địa mẫu dây leo bỗng nhiên mở miệng, không cần thiết, ta đã đạt được ta muốn đạt được. Medusa nói, ta muốn tín ngưỡng, quang minh giáo hội cùng hắc dạ giáo hội, đều xem như ta, nàng nhìn về phía bên cạnh Hermes, ta lấy đi đầu to, còn lại chính bọn hắn chém giết liền tốt, ta muốn đối thủ, còn có so toàn trí toàn năng Hermes tốt hơn sao? Một mình hắn, chính là toàn bộ đối thủ, Liễu Ôn Kiếm, Đạo Trường Sinh, trên người hắn đều có bóng dáng, phản phất gặp được cái kia trong truyền thuyết đế kỳ, cứ việc không phải chân chính đế kỳ, cũng không phải chân chính hoàn toàn Hermes, ngươi thật là một cái biến thái a. Manh muội cười nói, thật sự là bỏ được, vậy mà nguyện ý đem một nửa tín ngưỡng cho Hermes, cùng hắn cộng đồng tiến lên, cộng đồng mạnh lên, bởi vì con đường thành cường giả, là rất tịch mịch, Medusa ngồi yên lặng, cảm nhận được chân chính yên tĩnh bình thản, nàng từng bước một dò xét chính mình trưởng thành cùng kinh lịch, bị lão sư của mình Sais dạy bảo, hắc ám phù thủy thời đại đánh bại Lilith, cuối cùng bị luyện kim đại đế Grantham đánh bại, nàng thất lạc qua, tuyệt vọng qua, lòng tin bị đánh trúng vỡ nát, nàng chứng kiến mình thời đại diệt vong, luyện kim thời đại hủy diệt, cái kia anh hùng bản quân chủ đại đế chết già, ai tháng thời gian dễ trôi qua, kiến thức đến vũ trụ thiên hạ mênh mông thần bí, càng phát ra tràn ngập lòng kính sợ, tại tinh tế thể vị cái này một cổ tuế nguyệt tang thương cùng không cam lòng nội tâm sau, nàng có chút nội tâm minh ngộ. Có lẽ, giữa thiên địa như là vu sư như vậy truy cầu chân lý chấp nhất, mới có thể thông hướng chư thiên vĩnh hằng trường tồn. Nàng nguyên bản cuồng vọng cùng kiêu ngạo chậm rãi lắng lại, biến thành một loại đối với chân lý thăm dò cùng ham học hỏi. Ta nói ngươi a, địa mẫu dây leo vẫn tại bên tai lao thao, miệng đầy nói hưu nói vượng, ta muốn chính là cái gì? Nàng lôi kéo Hermes tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ lại phản phất cái gì cũng nghe không đến, lẳng lặng nhập thần lấy, chỉ còn lại mình nhịp tim thùng thùng âm thanh. Có lẽ đã được đến, nàng nhìn về phía bên cạnh Hermes, vẫn như cũ bưng lấy sách lẳng lặng đọc lấy, ta chỉ là muốn chứng kiến cái này mênh mông chư thiên vũ trụ thần bí, từ muốn thăm dò kia say lòng người thần bí, muốn nhìn thấy cao hơn phong cảnh. Ta muốn một cái cô tịch trên đường, một cái có thể làm bạn ta tiến lên người, đây không phải tình yêu, không phải hữu nghị, là một loại cao cấp hơn, càng đặc thù tình cảm, phản phất tâm linh toàn bộ ký thác, tại dài dằng dặc hơn 2000 năm cô độc tuế nguyệt bên trong. Mình một người đi tới, có một người có thể cộng đồng cùng đi xuống, thật sự là quá tốt. Địa mẫu dây leo vẫn tại bên tai nói liên miên lải nhải, thẳng đến địa mẫu dây leo nói một câu nói, Medusa mới hồi phục tinh thần lại, ta không có ý định trở thành thần linh. Cái gì? Lão sư không có ý định thành thần. Tiểu hồ ly hồ hải hàn nhìn xem lão sư của mình, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, vẫn như cũ thu thập đủ năng lượng, vô số người tha thiết ước mơ chí cao tồn tại, thậm chí hiện tại lưỡng giới đại đế chém giết đều là vì cái mục tiêu này, lão sư của mình vậy mà không có ý định thành thần, thế nhưng là một giây sau, Medusa lại nói ra một câu ngoài ra tiểu hồ ly khiếp sợ lời nói, ngươi vậy mà không muốn trở thành thần. Lại tại có ý đồ xấu gì, Medusa cũng giật mình, bỗng nhiên cười lên, hảo tâm nhắc nhở, địa mẫu dây leo, ngươi lập tức sẽ chết, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi thành thần, đột phá cấp 8 thần linh, có lẽ còn có một chút hy vọng sống,
khả năng ngăn trở tương lai kia một trận khủng bố tử kiếp. Tử kiếp, lão sư muốn chết. Hồ Hải Hàn giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cơ bản đều sẽ chết đi. Nàng chỉ là cái thứ nhất sẽ chết, những người khác cũng sẽ theo sát phía sau, thế giới này lúc đầu không có hoàn mỹ, có quang minh liền sẽ có hắc ám. Medusa rất bình tĩnh, tràn đầy học giả khí chất, mang theo một bộ kính đen màu mực, tóc dài ít đọc sách nữ. Đây là luyện kim đạo cụ, giảm bớt bản kính hiển vi, nàng đã sớm vi mô tạo nghệ đến không thể tưởng tượng trình độ, bỗng nhiên đứng người lên, đến màu đen trên giá sách rút ra một quyển sách, Dây Leo Địa Mẫu, ngươi là một cái rất lý tưởng cảm tính người, ngươi đi thống tại đạo trường sinh tử vong, muốn sáng tạo hoàn mỹ thế giới, áp chế thiên địa hạo kiếp, một cái không có phân tranh thế giới. Nhưng là, áp chế lực lượng lớn bao nhiêu, bắn ngược lực lượng liền lớn bấy nhiêu. Manh muội trầm mặt một chút, Medusa chỉ là mỉm cười, long mạch hệ thống, ta mấy năm nay một mực đang nghiên cứu, mười phần thú vị. Tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn, tự hồ hoàn toàn nghe không rõ, tự hồ, có cái gì chuyện rất đáng sợ ngay tại phát sinh, vậy ngươi sợ hãi hắc ám sao? Medusa bỗng nhiên nhìn qua cái này đã từng ở chung thật lâu tiểu hồ ly, mỉm cười nói, ta, trước kia không có lúc tu luyện, rất sợ đen. Nàng nghĩ nghĩ, ta ban đêm cũng không dám một người đi ngủ, nằm ở trên giường, nhìn qua nơi hẻo lánh bên trong, cảm thấy đen như mực. Nhưng tu luyện về sau, liền không sợ, bởi vì ta lớn lên, ngươi biết người, vì cái gì sợ tối sao? Medusa đẩy trên sóng mũi kính đen, tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói không biết, nhân loại cổ xưa nhất mà mãnh liệt cảm xúc, chính là sợ hãi, mà người cường liệt nhất sợ hãi, là đối không biết sợ hãi, không biết là không thể diễn tả, cho nên xưng là, không thể diễn tả chi sợ hãi. Medusa mỉm cười, chỉ mình, ít đọc sách nữ, vừa cười ôn nhu nói, điển hình nhất ví dụ, người sở dĩ sẽ biết sợ hắc ám, là bởi vì hắc ám là không biết, người mới sẽ sợ tối, nhìn xem hắc ám người luôn luôn thích suy nghĩ nhiều, cảm thấy trong bóng tối có mặt quỷ, có quái vật, có âm trầm con mắt nhìn mình chằm chằm, nàng nhìn về phía manh muội, ngươi rõ chưa, manh muội chỉ là trầm mặc, tự hồ minh bạch nàng ý tứ, a, rốt cuộc là ý gì a, hai vị cổ lão tồn tại cái gì bí hiểm. Chỉ có tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn, lại một mặt không hiểu, Medusa cũng không muốn nói chuyện nhiều, tự hồ địa mẫu Dây Leo an nguy không liên quan đến mình, chuyển di chủ đề, hỏi ngược lại, đối, ngươi mới vừa tới, là muốn nói ngươi không muốn trở thành thần, là có ý gì? Địa mẫu Dây Leo ngồi ngay ngắn ở trước ghế, uống một ngụm cà phê, ta không muốn trở thành thần, là muốn đem năng lượng cho đạo trường sinh, cho thiên đạo. Medusa trầm mặt một chút, muốn tiếp tục hoàn thiện cái này hoàn mỹ thế giới, ta nóng lòng làm ruộng. Manh muội vẻ mặt thành thật, nhìn chằm chằm nàng, đồng thời ta thành thần quá yếu, còn không bằng để đạo trường sinh thành thần, sau đó bảo hộ ta, ta trước đó lại tiếp tục thu thập năng lượng, cái thứ hai thành thần, nàng rất có tự mình hiểu lấy, đây là muốn đem trời phù hộ mình tiến hành tới cùng, trước có người ở sau lưng chỗ dựa, bảo vệ mình lại nói, dù sao những cái kia đại đế hiện tại chém giết rất lợi hại, khả năng qua một đoạn thời gian nữa, sẽ xuất hiện thần linh, khi đó, nàng làm sao bây giờ, cùng là thần linh. Mình đoán chừng nháy mắt liền bị đánh nổ, nàng tin tưởng nhất chính là đạo trường sinh, tự nhiên là trước hết để cho hắn thành thần, ngăn chặn những cái kia thành thần đại đế lại nói, dù sao cùng cảnh giới bên trong, bọn hắn không có khả năng làm được qua đạo trường sinh. Đồng thời, đây là một cái đầu tư lâu dài, đạo trường sinh một khi thành thần, thành tựu bát giai thánh nhân, hắn nội thiên địa, cửu tiêu tiên giới sẽ nháy mắt to đến khủng bố, địa phương càng lớn, có thể ở lại phàm nhân càng nhiều, hương hỏa nơi phát ra liền càng cường thịnh. Biện pháp tốt. Medusa vỗ tay mà cười, ta không thích ngươi, nhưng ta thích ngươi sáng tạo thời đại này, hương hỏa thời đại, vô hạn khả năng, ta nghĩ ta ngày xưa tại, manh muội chỉ là cười cười, tự hồ có chút cứng đờ, từ Medusa lời nói bên trong để nàng có chút nội tâm bất an, nàng rất nhanh, mang lên Hồ Hải Hàn quay đầu, phủ thêm treo ở cổng áo da màu đen, nhanh chân rời đi, đi ra Quang Minh giáo hội, đi tới trên đường cái, thánh nữ đại nhân, mấy cái áo trắng thần quang, cung cung kính kính mở ra màu đen xe con cửa xe, Medusa cúi đầu, tiếp tục viết, tự lẩm bẩm, ngươi ngăn cản một lần lưỡng giới thiên địa hạo kiếp bộc phát, bất quá, kia là đè nén nó cuối cùng sẽ tới, không có một cái thể hệ là hoàn mỹ vô khuyết, nếu như nói chúng ta trước đó hơn 2000 năm lịch sử phát triển tới, vu sư thế giới vẫn là cấp thấp thế giới, như vậy tương lai, chính là chân chính khủng bố thần bí cỡ lớn siêu phàm thế giới. Nguy cơ tứ phía, đó là chân chính cao duy văn minh, có lẽ thông hướng cấp chính đại môn, toàn bộ thế giới đang thuế biến, làm thần linh, nàng cảm giác được rõ ràng điểm này, không biết mà thần bí, loại cảm giác này rất huyền diệu, nếu như dùng hiện đại đến nói,
tựa như là thế giới 2D, thăng cấp đến 3 chiều thế giới. Nếu như nói, trước đó thiên địa hạo kiếp, tử vong chỉ là tầng dưới chốc sinh linh, như vậy sắp bạo phát hạo kiếp, đã nguy hiểm ngươi, ta, Telemin, đạo quân, những này thần linh tính mệnh, ta thật sự là quá tò mò đợi. Hoang cổ thế giới trở nên rất mỹ mãn. Sheila lái xe ngựa, nhìn xem bên cạnh ngủ say Messia thúc thúc. Thúc thúc nói hắn rơi vào trạng thái ngủ say, hắn nói hắn muốn vô số năm thời gian mới có thể thức tỉnh. Kia là chúng ta đợi không đến tuế nguyệt. Sheila ôm nhu vuốt ve khuôn mặt của hắn, có thể sống như vậy dài dằng dặc, hẳn là thúc thúc cũng có sáng thế thần huyết mạch, vĩnh sinh chi huyết, cùng khởi nguyên ma thần Medusa đồng dạng, thức tỉnh thời gian rất ngắn, ngủ say thời gian dài đằng đẵng. Đây là vĩnh sinh đại giới, hơn 100 năm quá khứ, nàng hiện tại mới là tứ giai, tư chất tu luyện không cao, cứ việc vô cùng cố gắng, nhưng đã cảm giác được rất khó tăng lên, có lẽ sẽ vĩnh viễn kẹt tại tứ giai, không sống tới thúc thúc thức tỉnh thời khắc. Thế là, nàng lựa chọn mang theo thúc thúc bắt đầu lữ hành. Thúc thúc nói, ta cảnh giới rất thấp, sống được không lâu, nhưng thân thể của hắn bất hủ, là thể tu thiên đế, có thể làm thành một cái bảo vật thúc đẩy, có thể bảo hộ ta, để ta an toàn sống qua cả một đời. Cho nên, nàng lựa chọn du lịch, nàng cũng thích cuộc sống như vậy, nhìn các nơi trên thế giới phong cảnh. Nàng dự định cứ như vậy quá khứ về sau thời gian, chờ mình chết già thời khắc, lại tìm một chỗ chôn Messia thúc thúc, mình chôn ở bên người, chết về sau thủ hộ lấy thúc thúc. Từ ma giới đến, mảnh này hoang cổ giới, mảnh này thế giới mới có rất nhiều phong thổ, quá đẹp, có nhật nguyệt giao thế, mỹ lệ hoàng hôn cùng ráng chiều, bầu trời có thải hà tiên tử đang vương xuống nhan sắc, có ti chưởng vải mưa thiên thần tại mưa xuống. Nàng đã nhập gia tùy tục 3 tháng, bỗng nhiên xe ngựa bị ngăn chặn lại, phía trước có chút nông phu tại cản đường, xảy ra chuyện gì? Nàng giật mình, đi xuống xe ngựa, Sheila xuống xe ngựa, chung quanh nông dân nhìn thấy trước mắt cái này mặc váy dài trắng cô gái xinh đẹp, da như mỡ đông, một đôi mượt mà song chân bao phủ tại váy sa mỏng bày bên trong, cho người ta một loại tiên nữ cảm giác. Bọn hắn hô hấp dồn dập, lại vội vàng cúi đầu, biết đây là tiên nhân, không dám mạo hiểm phạm. Thượng tiên đại nhân, có cái đức cao vọng trọng lão nhân đứng ra, thở dài một hơi, ai, phía trước phòng mọi người chuẩn bị hủy đi, nguyên bản cái này ở một nữ hài gọi Bạch Thải Vi, chúng ta đều gọi nàng Tiểu Vi, là cái người cơ khổ, nàng ngày thường rất xinh đẹp, lại khéo hiểu lòng người, thông minh ôn nhu, rất nhiều mười dặm tám hương hàng xóm đều đến cầu thân, dẫn tới chung quanh một chút nữ tử đố kỵ, kết quả Tiểu Vi bị các nàng dùng cục gạch gõ chết, ném vào trong giếng, trong huyện Nha Môn, không có làm chênh lệch đến tra án sao. Sheila hỏi, tới. Đến, trước đó đến một vị mang hắc đao nha môn quan sai, lão nhân này nhu chíp, thở dài một hơi, cái kia quan sai khẽ vươn tay, đem thi thể từ trong giếng hút ra, đều ngâm phải trắng bệch, thật thảm a, trên thân còn có rất nhiều chù y, đao đâm tổn thương, tất cả đều là vết thương, đều chặt thành mấy khối, đoán chừng khi còn sống bị những cái kia nhẫn tâm ghen tị nữ nhân rút giận, cho tươi sống phân. Hắn dừng một chút, lộ ra một tia hoảng sợ, ai? Thật đáng thương một cái đại cô nương, thiện lương thông minh, chúng ta mười dặm tám hương, đều rất tiếc hận, cái này người tốt không có hảo báo a, nữ nhân, chính là dễ dàng ghen tị a, vậy các ngươi tụ tập tại trong phòng này, là bởi vì. Sheila nhịn không được toàn thân một cái giật mình, gần nhất trong nửa tháng, mười dặm tám hương, nghe nói có ít người không hiểu thấu chết, có rất nhiều thi thể khối, kiểu chết cùng Tiểu Vi giống nhau như đúc, chúng ta cảm thấy cái nhà này điềm xấu, liền thương lượng cho dỡ bỏ. Mọi người nhao nhao lao nhao nói, lại có người chết. Kiểu chết đồng dạng. Tra sao? Người chết là ai? Sheila cảm thấy rất ly kỳ, tra, nhưng tra không được, cái này mười dặm tám hương cô nương đều tại, chúng ta số một lần, cũng không có người chết a. Thanh âm có chút bối rối lên, thi thể này từ đâu đến, cũng không người nào biết a. Nói chi tiết một chút, vị trí cụ thể. Sheila nói, nàng rất nhanh liền đạt được tin tức, cách mỗi mấy ngày. Phụ cận nông thôn huyện thành bên trong, trong giếng, dòng sông, hoang phòng, bỗng toát ra bể nát nữ nhân thi thể. Nhưng là, tối cổ quái đến, nhà hàng xóm, căn bản cũng không có người tử vong hoặc mất tích, khó trách cả huyện thành hoảng loạn. Cái này quá khủng bố quá cổ quái, bản địa không có người chết, có khả năng hay không là hung thủ, chuyên môn giết đi ngang qua người xứ khác nữ hài. Sheila nghĩ nghĩ, đưa ra một cái tưởng tượng, chỉ có như vậy một cái khả năng a, chung quanh nghị luận lên. Mười phần bối rối, những cái kia nữ hài hung thủ đã bị bắt được nha môn, không thể nào là các nàng, chúng ta bản địa khả năng có bắt chức sát nhân cùng, chuyên môn đối những cái kia đi ngang qua nữ hài hạ thủ, hiện tại nhà hàng xóm, trời tối cũng không dám ra ngoài cửa, nhưng là chúng ta càng hoảng, cái kia che giấu hung thủ liền càng phách lối,
càng gan lớn, lúc trong bóng tối giết người thì càng nhiều, xuất hiện càng nhiều không hiểu thấu thi thể, chiếu xuống trong huyện thành, trong giếng, trong ruộng, dòng sông bên trên. Toàn thành, đều là, Sheila có chút rùng mình, lấy ở đâu nhiều người như vậy, thôn dân chung quanh càng nói, cũng càng là khủng hoảng, hoảng sợ cảm xúc tại liên miên không dứt, khởi xướng phản ứng dây chuyền, trong không khí tràn ngập hoảng loạn, khẩn trương giằng co cực, khó trách muốn dọa đến hủy đi phòng ở, phía trên phái người ra sao, đã phái xuống tới, vậy là tốt rồi. Sheila giao lưu một chút, thở dài một hơi, tiếp tục phát động xe ngựa rời đi huyện thành, ta coi là hoang cổ giới rất viên mãn, không có cường giả tập kích, lại thiên đế nhóm phù hộ chúng sinh, nhưng những này phàm trần sự tình, tâm lý vặn vẹo ác ôn, vẫn là sẽ phát sinh, đến chỗ nào đều có a. Nàng đi tới kế tiếp tiểu sơn thôn bên trong, nghĩ không ra nơi này vậy mà cũng có giết người, cũng là đàm luận tại đường đi, trong giếng, dòng sông bên trong phát hiện thi thể, đi như thế nào đến đó, nơi nào có người đàm luận, nơi đó liền phát sinh, hung thủ, thật có thể gây án phạm vi lớn như vậy sao? Sắc trời đã dần dần đêm đen, nàng hoa tiền, tìm một gian vắng vẻ nông cư lệch phòng ở nhờ nằm ngủ đến, tại phòng nhỏ bên trong, ông Messia thúc thúc cánh tay, hạnh phúc lâm vào ngủ say, nửa đêm bên trong, nàng bỗng nhiên có chút quá mót, phiền quá à, tứ giai, vẫn là muốn ăn uống ngủ nghỉ, nàng trên giường lộn mấy vòng, nhìn xem kẹt kẹt rung động cửa gỗ, bên ngoài đen kịt một màu, phản phất một trương ăn người đen nhánh miệng lớn, được ra ngoài một chuyến. Sheila sờ soạn đốt lên một ngọn đèn dầu, vừa mới nghĩ đi ra ngoài, lại nghe được gần nhất lòng người bàng hoàng, ta thế nhưng là tứ giai cường giả, hẳn là sẽ không sợ những cái kia phổ thông phàm nhân, nhưng nàng đã từng bồi tiếp phụ thân kinh doanh thương đội, đi qua đại giang Nam Bắc, đã sớm dưỡng thành cảnh giác tâm, do dự một chút, nhìn về phía Messia, chỉ có thể tiến vào một chút thúc thúc thân thể, hoa, nàng cả người cấp tốc bay vọt, bay vào thanh niên thức hải bên trong, lúc đầu, Messia thúc thúc thức hải bên trong, nguyên thần là Bách Hiểu Sanh, hiện tại thức hải đã không có nguyên thần, Messia thúc thúc đem quyền hạn giao cho nàng, nàng có thể làm nguyên thần, tiến vào Messia thân thể bên trong, điều khiển cái này một tôn quân chủ đại đế, thậm chí thúc thúc bản ý, có thể để nàng trở thành Messia quân chủ đại đế, thay thế hắn hành tẩu ở trên mặt đất, dù sao đối với Hứa Chỉ đến nói, chỉ là một cái siêu cấp lốp xe dự phòng mà thôi, không tính là bảo bối gì, dù sao Sheila là mình nhìn xem lớn lên, thế nhưng là Sheila lại rất trân quý, cảm thấy mình không xứng trở thành Messia quân chủ đại đế, đạp đạp. Messia quân chủ đại đế nhanh chân đi ra gian phòng, ngoài phòng yên tĩnh, chung quanh là hoang vu cây cối, bên cạnh là đồng ruộng, có vẻ hơi rừng núi hoang vắng âm trầm cảm giác, nơi này tối quá a. Gió lạnh thổi qua lưng, nàng có chút run rẩy, dù sao vẫn là một cái nữ hài tử, vội vã cuống cuồng tiến vào một cái bụi cỏ như xí phòng nhỏ, đang từ Messia quân chủ đại đế trong thân thể ra, chuẩn bị để lộ đai lưng ngồi xuống, ô ô ô, bỗng nhiên ở giữa, truyền đến nghẹn ngào gào thảm thanh âm, người nào? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, Sheila cấp tốc tiến vào Messia thân thể, đột nhiên chợt lách người, đi tới đen nhánh u tĩnh trong bụi cỏ, nhìn thấy một cái thắp sáng đèn dầu gian phòng bên trong, màu trắng giấy trong cửa sổ, xuyên thấu qua ánh sáng, nhìn thấy có một đám nữ tử cái bóng, cầm lấy thiếp chù y cùng búa, tại cùng tiếu, dữ tợn vô cùng, đè lại một cái thiếu nữ xinh đẹp đầu, đây là, quả nhiên có kẻ xấu, sắc mặt nàng ngưng lại, giấy cửa sổ bên trong, mấy cái kia thét lên phàm nhân nữ tử thân thể đột nhiên nổ tung, đối với dạng này sát nhân cuồng, nàng không có chút nào nhân từ nương tay, vội vàng vào nhà, màu đỏ cái bàn chiếc ghế điêu khắc hoa văn, bày biện ngọn đèn, tại đám kia trong thi thể, một nữ hài run lẩy bẩy, cuốn rút vào nơi hẻo lánh bên trong, hai con tròng mắt trong suốt trừng phải tròn lớn, tràn đầy khủng hoảng cùng ngốc trệ, bị dọa sợ, ngươi không sao chứ? Sheila hỏi, ta, ô oa, thiếu nữ gào khóc lớn, nhào vào Sheila trong ngực. Khóc đến lê hoa đái vũ, không có việc gì, không có việc gì. Sheila vỗ lưng của nàng an ủi, nữ hài tử này thân thể mềm nhũn, xúc cảm vô cùng tốt, cho dù là Sheila cũng có chút đố kỵ, nàng cho là mình tu luyện sau, đã coi như là rất đẹp, căn bản so ra kém cái này tay trói gà không chặt mỹ thiếu nữ, nàng thật sự là quá đẹp, quyến rũ mặt, lại vẫn thanh thuần lãng mạn ngây thơ, quả thực là hoàn mỹ nhất tạo vật, thậm chí ngay cả hắn thấy qua những cái kia nữ thiên đế, thậm chí địa mẫu dây leo, cô gái này đều có không kém hơn các nàng mỹ lệ, phải biết, nàng chỉ là một phàm nhân mà thôi à, nàng hiện tại là Messia quân chủ đại đế, có thể cảm giác được rõ ràng, cái này xác thực chính là một cái tay trói gà không chặt người bình thường, không có bất kỳ người nào, có thể tại Messia quân chủ đại đế trước mặt ngụy trang, trừ phi là thần linh, nàng chỉ là một cái chỉ là phàm nhân, lại có thể so với thiên đế mỹ mạo, nàng làm sao có thể như vậy hoàn mỹ.
đồng thời không cảm giác được nàng bất luận cái gì tà ác, thiện lương, thông minh, mỹ mạo, có hết thảy nữ hài tử hoàng mỹ nhất ưu điểm, trên thế giới hoàng mỹ nhất thiếu nữ, tinh xảo giống là hoàng mỹ đồ sứ, giống như đạp nát nàng, cùng là nữ nhân, Sheila nhịn không được sinh ra đố kỵ cảm xúc, nhưng vội vàng kịp phản ứng, kiềm chế kia kỳ quái ý nghĩ, Sheila vội vàng thu liễm kia khủng bố cảm xúc, nàng ánh mắt quét qua, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, gỗ liên đồ dùng trong nhà rất tinh xảo, lúc này lại nhuộm đầy vẩy ra mỡ máu tươi, nàng nhìn qua trên mặt đất vừa mới giết chết mấy tên nữ tử thi thể, là các nàng ba cái, nhưng làm sao lại giết người, trước đó, Sheila vào thôn cùng ba người này gặp qua một lần, là ở tại trong thôn thôn dân, nàng cùng cái phòng này nữ nhân, trò chuyện vài câu, rất hòa ái dễ gần, phi thường hiếu khách, đồng thời còn xin mình ở lại, hoàn toàn không giống như là âm thầm giết người khủng bố sát nhân ma, chuyên môn giết qua đường nữ nhân nữ hài, soạt, xử lý lại nói. Nàng đưa tay quét qua, nhiệt khí phát ra, nháy mắt thi thể bốc hơi, hủy thi diệt tích, ngươi tên là gì? Sheila mang theo cô nương về đến phòng, từ Messia quân chủ đại đế trên thân thể đi ra, nhìn qua nàng, ta gọi La Thải Vi, là nơi khác lữ khách, không nghĩ tới nơi này, lại có những cái kia nữ nhân đáng sợ, ngay từ đầu thu lưu đối ta rất tốt, ta cũng rất có ơn tất báo, nhưng không nghĩ tới các nàng lấy giết người vì vui. La Thải Vi là một cái không rành thế sự đại gia tiểu thư, đáng yêu cao gầy, lộ ra khiếp đảm e ngại, khi nàng nhìn xem Sheila từ thanh niên trên thân đi ra, biến thành hai người, nhịn không được sùng bái kinh hỉ nói, tỷ tỷ ngươi, là tiên nhân, ngươi có thể cho rằng như vậy, bên ngoài rất nguy hiểm, ba người chúng ta người ngủ một cái giường đi. Nàng lôi kéo La Thải Vi nằm ngủ, im lặng nói, ngươi cái nữ hài tử, tại sao không có cảnh giác? Khó trách sẽ đụng phải người xấu, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về nhà, không có ác ý, là một phàm nhân, thiện lương đáng yêu ngây thơ. Sheila vẫn như cũ lòng mang cảnh giác, nhưng ở trong mắt của nàng, dần dần cảm giác được nàng không có ẩn tàng, thật sự là một người bình thường, ngây thơ không hiểu ẩn tàng tâm tư thiếu nữ, đồng thời có tri thức hiểu lễ nghĩa, tất nhiên là xuất thân là đại gia khuê phòng, nhà của ta. La Thải Vi nghiêm túc nghĩ nghĩ, xinh đẹp thanh tịnh đôi mắt hiện lên mê mang, xấu hổ, nhà của ta. Ta không nhớ rõ. Sheila nhìn xem nàng, cảm ứng được nàng không có nói sai, chúng ta ngủ đi. Nàng tâm tư nhẹ nhõm, lại nhìn xem cái này đơn thuần lãng mạn thanh thuần thiếu nữ, có loại ra ngoài nữ hài tử cảnh giác, vội vàng ngủ ở trung ương, ngăn cách nàng cùng Messia thân thể. Sáng sớm ngày thứ hai, Sheila ngủ được rất chết, duỗi cái lưng mệt mỏi, mở hai mắt ra, phát hiện La Thải Vi vậy mà biến mất không thấy gì nữa, cả phòng lại bị quét dọn phải mới tinh. Sheila vội vàng đứng người lên, đi ra nông cư bên ngoài, phát hiện La Thải Vi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chật vật hai tay dẫn theo thùng nước, vậy mà tại quét dọn xe ngựa, trở nên rực rỡ hẳn lên, tỷ tỷ, ta đã thu sạch nhặt sạch sẽ, ngươi bình thường đều không yêu sạch sẽ. Sheila có chút bất an nhìn qua nàng, ngươi không cần thiết chăm chỉ như vậy, nàng mang theo La Thải Vi đạp lên lữ trình. Tiếp theo mấy ngày, nàng phát hiện cô gái này cần cù thiện lương, chịu mệt nhọc, nàng cái gì đều giúp ngươi phục vụ tốt, làm được chu đáo, giặt quần áo, nấu cơm, sạch sẽ, thông minh, thiện lương. Sheila nhìn xem nàng phí sức đổ nước bóng lưng, thậm chí hiện lên một vòng đố kỵ, đó là một loại phức tạp cảm xúc, thế giới này làm sao có như vậy hoàn mỹ thiếu nữ, thậm chí có loại nghĩ tra tấn tâm tình của nàng, lấy nàng ôn nhu cùng thiện lương, mặc kệ là cỡ nào vô lễ yêu cầu, nàng cũng sẽ ngậm lấy nước mắt, yên lặng chịu đựng. Nội tâm của nàng bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ, thiếu nữ lê hoa đái vũ thống khổ bộ dáng, vậy mà nàng tựa hồ muốn nhìn thấy. Tiểu Vi, quỳ xuống đến, giúp ta rửa chân. Một nháy mắt, trong óc nàng hiện lên hình tượng, thậm chí tắm đến không hài lòng, dính đầy nước chân, một cước đá vào cái này thiện lương thiếu nữ trên đầu, lại có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sảng khoái. Tiểu Vi, nhìn thấy ven đường kia đống phân trâu sao? Ăn hết. Nàng lại não bổ hình ảnh kia. Cái này thiếu nữ xinh đẹp, giống đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó đồng dạng, lê hoa đái vũ nức nở, cũng sẽ không chống lại yêu cầu của mình, nằm trên mặt đất bắt đầu ăn. Tiểu Vi, tới ngoan ngoãn nằm xuống, để ta làm thành đống cát, dùng nắm đấm đánh ngươi một trận. Nàng càng nghĩ, kia cổ điên cuồng ý nghĩ càng lúc càng lớn, tựa như là hạt giống dần dần trưởng thành, hóa thành đại thụ che trời, thậm chí có loại xé rách cái này đồ sứ mỹ hảo hoàng mỹ thiếu nữ ý nghĩ. Phốc, Sheila vội vàng cắn nát đầu lưỡi. Máu tươi từ bờ môi bên trong tràn xuống tới, trùng mình, thấy lạnh cả người xông lên đầu, đây rốt cuộc là... đây là cái quỷ gì? Lưỡi nàng nhọn tại điên cuồng bốc lên máu, mồ hôi từng viên lớn thẩm thấu ra, hô hấp bắt đầu gấp rút nhiễu loạn. Nàng rất sớm trước kia đã cảm thấy, sau này mình sẽ không lại thụ thương, dù sao có Messia quân chủ đại đế thủ hộ mình.
lục giai động thiên, thậm chí một tôn phổ thông thất giai động hư đại đế, mình cũng sẽ không thụ thương, sau này mình một đời, đều sẽ trôi qua rất nhẹ nhàng hạnh phúc, chu du thiên hạ. Không nghĩ tới, nàng cắn môi một cái, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi làm sao? Tiểu Vi chân trần tử, đi vào lập tức xe, nửa quỳ trên mặt đất, lộ ra đau lòng quan tâm thần sắc, thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, gấp đến độ đổ mồ hôi, tìm kiếm lấy dự bị cái hòm thuốc, đầu lưỡi chảy máu. Phải nghĩ biện pháp trị liệu. Chúng ta đi tìm Lan Trung, đi tìm Lan Trung, không có việc gì. Sheila đột nhiên đem Tiểu Vi tràn vào trong ngực, vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tỷ tỷ, ngươi không cần thiết nói xin lỗi, là lỗi của ta. Tiểu Vi kêu rên lên, lê hoa đái vũ, nàng song chân thon dài tròn trịa, khẩn trương chăm chú bế cùng một chỗ, mông eo đường cong vô cùng sung mãn ngạo nghễ ưỡng lên, thân thể mềm mềm, giống như là ôm một đoàn ấm áp mềm mại bông. Sheila vô cùng ảo não, như thế hoàng mỹ thiện lương thiếu nữ khả ái, vì chính mình suy nghĩ, thương yêu còn đến không kịp, mình vậy mà muốn. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, các nàng rất mau tới đến kế tiếp tiểu trấn, Vị Thủy trấn, bên này cũng truyền bá tin tức, từng đội áo đen trang phục, cổng kỳ môn vũ khí, trên thân theo lên phi yến thanh niên lui tới, lão bá, xảy ra chuyện gì? Sheila mang theo La Thải Vi ngồi ở bên cạnh, thời buổi rối loạn a, lòng người có quỷ. Trà bày lão bá nói, nhìn thấy những thị vệ kia không có, là đi đầu thị vệ, nghe nói bản địa tri huyện, đã xin chỉ thị thượng cấp, tiếp qua nửa ngày, là phương Nam Năm Châu tuần sát sứ, Nam Cung Diệp, sắp đến, kia là chính tam phẩm, đệ lục cảnh đại nhân vật. Ta tại Vị Thủy trấn 30 năm, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đại quan nhi, hiện tại, thậm chí toàn thành đều là vỡ vụn trắng nõn vỡ vụn thi thể, trong giếng, dòng sông bên trên, trong đường phố, thậm chí khắp nơi có thể thấy được, quỷ dị âm trầm phải sợ hãi. Lại có loại khắp nơi có thể thấy được, tiêu chí tính đặc thù ký thị cảm, gần nhất, tóm đến rất nhiều sát nhân cuồng, bọn hắn thậm chí còn đem thiếu nữ thi thể, giấu ở dưới giường, chôn dưới đất, tử vong nhân số, so bên ngoài còn nhiều, ai? Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra, bắt những người kia, đều là trung thực, nhà hàng xóm đều nhân phẩm không sai, không nghĩ tới sau lưng như vậy vặn vẹo, trà bày lão bá thở dài một hơi, trà bày lão bá còn nói, ai, thật đáng sợ. Hiện tại mỗi ngày xử lý thi thể, nhân thủ đều không đủ a. Các ngươi có thể nghĩ đến sao, chúng ta tri huyện, nổi tiếng thanh thiên đại lão gia từ thành, có tiếng thanh liêm vì dân, sau lưng vậy mà cũng là một cái tội phạm giết người, vậy mà tại phủ đệ của hắn bên trong, nhìn thấy kia bị nát mỹ lệ nữ tử, hắn dẫn theo đao, đầy tay là máu, diện mục dữ tợn cực, Sheila một sợ, kia tri huyện, hiện tại làm sao, trốn. Trà bày lão bá nói, dù sao cũng là tứ giai cường giả, ăn chúng ta bách tính hương hỏa, hiện tại thành tội phạm truy nã, nhìn thấy vào thành cổng không có, dáng chân dung truy nã đâu, nhìn thấy. Sheila gật gật đầu, lão bá thở dài một hơi, hy vọng vị kia phía trên xuống tới đại nhân vật, tuần sát sứ, có thể điều tra rõ những này chuyện kinh khủng, những cái kia thiếu nữ lai lịch, ra sao. Sheila nắm chặt La Thải Vi tay, nghe nói lai lịch vẫn là khó khăn điều tra, có đại nhân vật hoàng nguyên các nàng tướng mạo, đều có khác biệt, nhưng đều là rất mỹ lệ. Tóc dài phất phới, đồng thời đem các nàng tản mát thân thể gây dựng lại, phát hiện đều thiếu một khối. Lão bá sắc mặt dần dần trở nên hoảng sợ, hỏi những cái kia tội phạm giết người, bọn hắn cũng không biết, tựa như là trống rỗng bên trong mọc một đôi chân, mình chạy bình thường, mọc một đôi chân, Sheila cảm thấy có chút kinh dị, ai? Chỉ là chúng ta trong thành, liền bắt hơn 200 người, ai cũng không muốn bọn hắn sau lưng sẽ tàn nhẫn như vậy giết người, cái khác phụ cận trong thành càng nhiều. Nghe nói toàn bộ đại lao đều chất đầy, lão bá đưa xong nước trà sau, lại đi chào hỏi cái khác khách nhân, chung quanh rất rối loạn, trên đường phố hoảng loạn cảm xúc tại liên miên không dứt, chung quanh nghị luận ở giữa, bỗng nhiên có một cái xem ra trung thực nam nhân điên cuồng lên, nhấc đao lên gầm thét, ta không phải muốn giết nàng, nàng thiện lương như vậy, đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy. Ta mới sẽ, hắn gào thét, đôi mắt hiện lên hối hận cùng oán độc xen lẫn điên cuồng. Vô tận hối hận tràn ngập hắn tràn đầy nước mắt khuôn mặt, nhấc đao lên, vậy mà hướng về phía Sheila hai cái xem ra nhu nhược thiếu nữ vọt tới, tỷ tỷ, La Thải Vi quýnh lên, lập tức ngăn tại trước người, không tốt, chung quanh quần chúng sắc mặt siết chặt, trơ mắt nhìn đao, liền cắn đâm vào La Thải Vi hốc mắt, thiếu nữ cắn chặt bờ môi, nước mắt lượn quanh, lại kiên nghị ngăn tại phía trước, bành, nam nhân bay ngược ra ngoài, thế giới, đang trở nên rùng mình. Sheila thu liễm khí tức, nhìn xem ngăn tại trước người Tiểu Vi, bỗng nhiên hạ quyết định một quyết tâm, mặc kệ Tiểu Vi rốt cuộc là thứ gì, đều muốn thủ hộ nàng. Nàng đã hơn 100 tuổi,
làm tứ giai cường giả đã gần như tuổi thọ kết thúc, dùng đặc thù thuật pháp mới bảo trì thanh xuân, trước khi chết bỗng nhiên có ký thác. Vị thủy trấn huyện nha, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại nơi cửa, hai bên thị vệ liền vội vàng tiến lên. Phương Nam Năm Châu tuần sát sứ Nam Cung Diệp, ông ấp lấy một cái mỹ nhân đi xuống lập tức xe, Nam Cung Diệp vô cùng yêu chiều nhìn xem cái này thiếu nữ xinh đẹp, gọi là Hứa Sắc Phi, là hắn tại đến trên đường gặp phải, khéo hiểu lòng người thành thục ổn trọng mỹ nhân, hắn rất nhanh liền lâm vào bể tình bên trong, đối phương vì hắn chỉnh lý y phục, vì hắn quản lý việc nhà, thiện lương hoàng mỹ, quả thực là trên thế giới người tốt nhất nhi, ta làm sao lại may mắn như vậy, chính hắn đều có chút không dám tin, thậm chí gần nhất, nương theo đối phương phục tùng vô điều kiện, hắn dần dần sinh ra rất nhiều vô lễ yêu cầu, hắn biết dạng này rất không đúng, mình rất xấu xí, nhưng lại nhịn không được, mang theo thê tử tiến vào huyện thành, Nam Cung Diệp đi tới tri huyện trên tòa phủ đệ, nhìn xem toàn bộ đã từng phát sinh hung án, máu nhuộm thư phòng, lịch sự tao nhã màu đen bàn đọc sách, bên cạnh treo bút lông, phía sau là lớp kính sách tường, có các loại vụ án, tướng công, ta vì ngươi châm trà. Hứa Sắc Phi chậm rãi đứng dậy, không có việc gì, tướng công thế nhưng là lục giai cường giả, năm châu tuần sát sứ, Nam Cung Diệp nhíu nhíu mày, có hốc tối, hắn đưa tay, bỗng nhiên uốn éo bên cạnh nến đèn, xoạt xoạt, một cái hốc tối bắn ra ngoài, hắn cầm lấy trong đó hồ sơ, cẩn thận đọc qua, quái đản. Quả thực là quái đản. Siêu tự nhiên dị thường hiện tượng, ta giam vô số thiếu nữ, ta đem xưng là, tiểu vi, tiểu vi là một loại thiện lương hoàng mỹ sinh linh, thân cao phổ biến đại khái 1.73 gạo, bình thường để tóc dài, thiện lương thông minh, tiểu vi không có bất kỳ cái gì lực phá hoại, cũng sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào, thậm chí sẽ không điều kiện trợ giúp bất luận kẻ nào, nhưng bất kỳ nhìn thấy nàng người, đều sẽ bởi vì nàng hoàng mỹ, sinh ra không thể miêu tả xấu xí phá hư dục, nó biểu hiện đặc thù vì bước đầu nô dịch, ẩu đả, hưởng thụ thanh thuần thiếu nữ thúc thiết, cuối cùng chọn phân. Sinh ra loại tình huống này nguyên nhân không biết, sơ bộ suy đoán, nhân loại đố kỵ, là bắt nguồn từ đối hoàng mỹ đố kỵ, bắt nguồn từ so với mình càng hoàng mỹ hơn tồn tại đố kỵ, nhìn thấy tinh xảo hoàng mỹ đồ sứ, sẽ nhịn không được phá hư nàng, căn cứ kết luận, tiểu vi vô hại, có thể dùng khủng bố lực phá hoại, mọi người lại bởi vì nhìn thấy hoàng mỹ mà trở nên xấu xí, đồng thời, các nàng tăng trị hình thức vì, viết đến cái này, ở giữa đoạn mất, phía sau chữ viết nhuộm đầy hiến máu. Nam Cung Diệp kinh ngạc, nhìn trước mắt mỹ lệ thê tử Hứa Sắc Phi, sinh ra vô tận sợ hãi, cứ việc nàng chỉ là một cái nhỏ yếu phàm nhân, nhưng nàng là một cái quái vật, hắn đôi mắt dần dần tràn ngập phá hư dục, phốc phốc, khi hắn lấy lại tinh thần, từ điên cuồng cùng cùng loạn trạng thái lấy lại tinh thần, gian phòng đã nhuộm đầy máu tươi, mặt đất ngã đã từng tình cảm chân thành nữ tử thi hài, hắn kinh ngạc nhìn đây hết thảy, ta vậy mà giết chết thê tử của ta, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Não hải lâm vào trống không, ngã xuống đất trên mặt, nàng là như vậy hoàng mỹ, nàng là thiện lương như vậy, dù là mình đối nàng lại không tốt cũng yên lặng chịu đựng, dù cho vừa mới đối nàng động thủ, nàng cũng không có phản kháng, kịch liệt trong đau đớn cũng không có chút nào lời oán giận. Ta, hắn kinh ngạc nhìn qua hết thảy, làm một chính tam phẩm quan viên, năm châu tuần sát sứ, đạo tâm của hắn sụp đổ, toàn bộ tiền đồ vô lượng một đời, nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nam Cung Diệp đại nhân, tình huống, xoạt xoạt, cửa bị đẩy ra, mấy cái tùy tùng thị vệ kinh ngạc nhìn một màn này, đầy đất máu tươi, cùng tay cầm trường đao tuần sát sứ, ta không thể bị bắt, Nam Cung Diệp gầm nhẹ, chém giết ra ngoài, không đến nửa ngày, vừa mới đến năm châu tuần sát sứ Nam Cung Diệp, cùng vị thủy trấn tri huyện Từ Thành, làm sát nhân cùng một viên, phản bội chạy trốn tin tức, càng phát ra truyền khắp toàn bộ 10 dặm 8 hương, làm sao lại, càng phát ra lòng người bàng hoàng. Mà phụ cận huyện thành xuất hiện thi thể, không ngừng tăng nhiều, càng ngày càng nhiều, thậm chí mỗi ngày rời giường vừa mở mắt, đi đến đường đi, liền thấy đầy đất thi thể. Đồng thành nông thôn, trăm mẫu sa bàn tinh xảo vô cùng, giống như là một cái vi hình thế giới, toàn bộ vu sư thế giới trên mặt đất, núi cao chập trùng, tươi tốt rừng cây dày đặc, trong đó có nhà cao tầng, đèn đường, đường đi, thậm chí nhà ga, bốc lên màu trắng hơi nước xe lửa, thời tiết càng ngày càng lạnh, đã là giữa trưa 11 giờ. Ngay cả mặt trời đều băng lãnh rất nhiều, Hứa chỉ ngồi tại cửa viện, vẫn như cũ là kia trên một cái ghế, yên lặng ăn mỹ thực giới bên trong nhất điệp điệp mỹ thực, thần nói, mỹ thực giới, một năm có ba lần thiên địa đại kiếp, đây là một ngày ba bữa, lại đến ăn cơm trưa thời khắc, sáng thế thần thời gian chính là như vậy buồn tẻ không thú vị lại nhàm chán, tùy tiện một lần cơm trưa, đều sẽ dẫn đến thế giới một lần đại diệt tuyệt, cũng đương nhiên, những cái kia ngu xuẩn mỹ thực các người chơi, tự hồ càng thêm thích thú.
ngược lại để hắn có chút đau đầu. Nhưng là trước mắt, cái này đại diệt tuyệt không phải ta muốn a. Hứa Chỉ thở dài một hơi, ăn một miếng đồ ăn, cảm thấy cửa vào nước miếng, rất mỹ vị. Medusa đã ngờ tới tương lai, địa mẫu dây leo dùng toàn bộ đại địa khung hương hỏa luyện thành trận, che kín toàn bộ thế giới, thậm chí có thể nói, thế giới sinh linh, là ở tại một cái cự đại khủng bố trận đồ phía trên. Long mạch chính là trận pháp năng lượng thông đạo, trận pháp là hương hỏa hội tụ, năng lượng chuyển vận, tự nhiên là tốt, nhưng cường đại cỡ nào thần, liền có mạnh bấy nhiêu lớn ma. Trước đó không có sinh ra khủng bố tác dụng phụ, là bởi vì trước đó trận đồ còn chưa thành thục, đồng thời thời gian tích lũy rất ngắn, lưỡng giới sát nhập sau, đại địa long mạch lại tăng lên một cái chất biến cấp độ, triệt để đi hướng thành thục hương hỏa văn minh. Nương theo tích lũy tháng ngày tâm tình tiêu cực, giống như là núi lửa đồng dạng tích xúc, hiện tại rốt cục bộc phát. Medusa nói không sai, không thể nghi ngờ, thế giới là ngang nhau, không tồn tại chân chính hoàn mỹ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cái này nhìn như hoàn mỹ, có thể sinh ra rất nhiều thần linh siêu phàm chí cường hệ thống, lớn bao nhiêu cơ duyên, liền lớn bấy nhiêu tai họa, quái đản, quỷ dị, đại địa đang trở nên kinh dị cùng phức tạp, sợ hãi cảm xúc là mắt xích hưởng ứng, không thể ngăn chặn, một khi bộc phát, nháy mắt hình thành kinh khủng liên hoàn. Từng cái kinh khủng tồn tại đang sinh ra, cướp đoạt, giết chóc, lấy các loại hình thái tồn tại trên thế giới, hương hỏa nguyện lực có thể thành thần, thậm chí bọn hắn sẽ trưởng thành, đáng sợ nhất khả năng, chúng sinh sợ hãi, sẽ sinh ra một tôn quái dị thần linh, ta vườn trái cây, đều nhanh biến thành nhà ma. Hứa Chỉ nhìn về phía vườn trái cây bầu trời, mơ hồ có chút hắc khí liên miên không dứt, nếu như lưỡng giới đều hủy diệt, hai cái siêu phàm thế giới sa bàn nháy mắt lành lạnh, ta khóc cũng không có cách nào khóc đi. Những người khác rất hoảng, nhưng Hứa Chỉ càng hoảng. Vu sư thế giới hủy diệt, hoang cổ thế giới hủy diệt, vậy hắn làm sao bây giờ? Tương đương với cố gắng đến bây giờ tâm huyết, nháy mắt liền không có. Hắn hiện tại hết thảy có 3 cái siêu phàm thế giới sa bàn, phát triển hơn 1 tháng, coi như thành quả không kém. Nhưng cái thứ 3 lớn sa bàn, đế kỳ của một thế giới, tại xa xôi trong vũ trụ đi thuyền, bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản phản hồi không kiếp sau vật đại diệt tuyệt năng lượng, chỉ có thể ở bên kia chứa đựng. Chờ mình lúc nào tăng lên khoa học kỹ thuật, hoặc là có thể thành lập không gian truyền tống trận, mới có thể tiếp thu, nói cách khác là không thu được cái này cái thứ 3 sa bàn thế giới phản hồi. Nếu như hai cái này siêu phàm sa bàn hủy diệt, mình liền triệt để cạn lương thực, chân chính trở lại trước giải phóng, chúng sinh nguyện lực là không biết, là không thể diễn tả, là có vô hạn khả năng. Ngay cả Medusa, Đạo Quân, Elemin ba tôn thần linh, cũng không biết sẽ phát triển thành cái dạng gì, không thể nghi ngờ. Đây là một trận chân chính thiên địa hạo kiếp, cao cao tại thượng thiên đạo, thần linh, đều không thể tị thế, có vẫn lạc khả năng, chúng sinh đều nhập vô lượng kiếp. Hứa Chỉ cầm một chén đồ uống, chậm rãi nhấp một miếng, cùng Medusa đồng dạng, cảm thấy thật sâu cảm giác nguy cơ, thậm chí ngay cả ta đều trốn không thoát trường đại kiếp nạn này. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó đến nói, bọn hắn lạnh, thế giới lành lạnh, ta cũng kém không nhiều muốn lạnh, ta quá khó, làm trong truyền thuyết chí cao, sáng thế thần. Vĩ đại tạo vật chủ, sáng tạo vạn vật khởi nguyên, hắn cảm thấy quả thực chính mình là một cái đệ đệ a, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy, lại cái gì đều không thể ngăn dừng, ai? Chung quy là tư chất của ta không được, tu luyện hơn một tháng, mới đến lục giai trình độ. Hứa Chỉ nói nhỏ, qua, kinh điển hình tượng, sáng thế thần uống đồ uống, xoái xoái xoái. Không hổ là ta nam thần, ta muốn tiến hóa siêu phàm tiềm lực. Ta muốn nhập chư thiên vạn giới. Phía trước thổ địa bên trên, một đám hình thù kỳ quái kinh dị sinh vật gật gù đắc ý, núp trong bóng tối xì xào bàn tán, không nghĩ hảo hảo tiến hóa giống loài, toàn bộ sa bàn đều thành cỡ lớn trưởng thành cùng giới phần mềm chắc. Hứa Chỉ bọn hắn phiết một chút, đột nhiên hỏi, trí tuệ phó não, gần nhất có cái gì tiềm lực giống loài sao? Bình thường hắn không có cách nào thời điểm, liền nghĩ ném hai cái học đầu hói miễn phí chúa cứu thế, đi vào vì chính mình trắng làm công, liều mạng lá gan, sau đó cứu vớt dị thế giới. Chống cự thiên địa đại kiếp, trước mắt, chỉ có một cái sinh vật phù hợp siêu phàm lĩnh vực, trùng tộc phó não truyền đến máy móc tính thanh âm, Hứa Chỉ có chút thất vọng, mặc dù vừa mới lại một lần open beta, dù sao trước đó một nhóm kia tích xúc phải lâu nhất, đều tiến vào cổ một thế giới, tiếp lấy trùng sinh, khắc kim, đi buồn nôn đế kỳ đi, hiện tại không có người nào là bình thường, cái kia siêu phàm sinh vật, tên gọi là gì? Hứa Chỉ nhàn nhạt nhấp một miếng đồ uống, trí tuệ phó não khó được trầm mặc một chút. Máy móc tính mở miệng, mạnh nhất trang bức đánh mặt hệ thống, Hứa Chỉ hỏi chấm, đây đều là cái quỷ gì, hệ thống sinh mệnh, kiểu nói này, Hứa Chỉ ngược lại là nhớ tới, trước đó lần thứ 5 nội trắc, tiến đến manh mới người chơi bên trong, liền có như vậy một cái hệ thống luận văn,
là ngụy gốc Silic sinh mệnh, hắn ngược lại là còn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy một cái kia thao thao bất tuyệt, thấy đầu hắn da đấu tê dại, tổng thể đến nói, là lúc ấy phi thường mong đợi một cái tiềm lực giống loài, không nghĩ tới trải qua thời gian dài như vậy, rốt cục muốn ra lò, Hứa Chỉ nghĩ nghĩ, điều ra người chơi này tư liệu, rất nhanh, trí tuệ phó não liền bắt đầu hành động, một chương hình ảnh rất nhanh phát ra, hình ảnh bên trong, là một cái cơ bắp cường kiện màu đồng cổ nam tử, thân cao cường tráng, giống như là tháp như núi vĩ ngạn, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, chính là dáng dấp có chút đáng yêu mặt em bé, hảo hán tử, Hứa Chỉ lập tức giơ ngón tay cái lên, nghĩ không ra người chơi này, là loại kia cơ bắp hình A. Hứa Chỉ tại chỗ liền hiếu kỳ, trong mắt hắn, những cái kia tiến hóa người chơi mỗi một cái đều là có vẻ bệnh, quanh năm không thấy ánh mặt trời, làn da tái nhợt, tóc thưa thớt người, cái này hiển nhiên khác biệt, phi thường chú ý thân thể tố chất, máy móc tính thanh âm truyền đến, mẫu hoàng, căn cứ giới tính kết luận, dùng nhân loại các ngươi đến nói, đây là một nữ tử, Hứa Chỉ, thần mẹ nó nữ nhân, cái này cơ bắp, cái này cơ bụng, cái này mạnh hữu lực thô to chân, cơ bắp căng cứng, một bàn tay liền có thể chật chết một cái người được không, nhưng là nhìn kỹ, chỉ xem đầu, đích thật là dáng dấp rất thanh thuần đáng yêu mặt em bé, vẫn là song đuôi ngựa đáng yêu thanh thuần khuôn mặt, nhưng xem xét cổ trở xuống, cơ bắp Aniki, hình thể ngược lại là rất giống 10 vạn cái cười lạnh bên trong Natra, điều ra tư liệu của nàng. Hứa Chỉ hít thở sâu một hơi, cảm thấy mình tam quan bị đánh trúng vỡ nát, Phan Tuyết Tiên, 21 tuổi, đỉnh tiêm huấn luyện viên thể hình, nhân thể dinh dưỡng học chuyên gia y học, cách đấu chuyên gia, huấn luyện viên thể hình, khó trách lớn như vậy cơ bắp. Chỉ là bình thường nam sinh kiện thân, mới luyện cơ bắp, nữ nhân kiện thân là tạo hình, truy cầu phong yêu mảnh chân, mà cái này một vị, sợ không phải luyện sai, đem mình làm nam nhân, Hứa Chỉ cảm thấy bất lực nhã rảnh, hiện tại người chơi tiềm lực giống loài rất thưa thớt, mình chỉ có thể đem chú cứu thế hy vọng, ký thác vào cái này một cái cơ bắp Aniki trên thân, dù sao manh muội loại này không thể đánh không nhìn thẳng, đã sớm là bối cảnh tường, cái khác cổ đại thiên đế, lôi thiên đế những này, đã không phải là chân chính sinh linh, bị hương hỏa hạn chế lại, rất khó có tuổi trẻ lúc khí thế cùng bốc đồng, hắn lại nhìn kỹ một chút tư liệu, lập tức cả người đều kinh, ta liền nói có chút không đúng, nàng căn bản sẽ không thuyết tiến hóa, nguyên lai là người chơi này, vậy mà tại đi cửa sau, hắn nhìn thấy một cái biến mất thật lâu người quen, Phan Vũ Tiên, 28 tuổi cao tài sinh giáo sư, trước đó chiếc hộp Pandora, cái này một vị đại lão, mặc dù trầm mặc ít nói, xưa nay không tại trong diễn đàn nói một câu, thậm chí lúc trước tiến vào, cũng là len lén tiến vào, làm bộ bên trong thổ dân, dù là đến chết, không có ai biết nàng là người chơi. Nàng trước đó, có thể nhanh như vậy tiến hóa ra chiếc hộp Pandora, thuyết tiến hóa mới có thể, không thể so với Thu Danh Sơn Sa Tốc thấp quá nhiều. Thu Danh Sơn Sa Tốc trốn ở vu sư thế giới mấy trăm năm, nghiên cứu thuyết tiến hóa, đều lấy ra một cái luyện kim nhà máy, nàng làm nhóm đầu tiên người chơi, làm sao có thể không có đang làm sự tình. Nàng làm chiếc hộp Pandora khẳng định cũng ở bên trong nghiên cứu thuyết tiến hóa, chuẩn bị xuống một cái tiến đến tiềm lực sinh vật, nàng nguyên lai, kia là ngay tại làm hệ thống sinh mệnh, ta liền nói không đúng, hệ thống là gốc Silic sinh mệnh, xem như một khối siêu máy tính, nhìn kỹ, rõ ràng là trước đó ma phương sinh vật tiến giai bản, thậm chí cùng loại nàng chiếc hộp Pandora, chỉ là, để Hứa Chỉ không nghĩ tới chính là, Phan Vũ Tiên lại đem mình tiến hóa giống loài thành quả, giao cho mình muội muội, nàng hẳn là biết, một cái giống loài là to lớn kỳ ngộ mới đối, người bình thường căn bản sẽ không từ bỏ, huống chi, đây là nàng bỏ ra tới trăm năm thành quả nghiên cứu, thật không biết nàng muốn làm gì, bất quá, nói trở lại, cái này hai tỷ muội đều là kỳ hoa A, Hứa Chỉ có chút bất đắc dĩ, có thể hay không cho ta đến một điểm người bình thường, dán đầy chát ló áp phích trong phòng, có hai đài máy tính song song, hai nữ tử mang theo thiết bị, ngay tại tiến hóa sa bàn bên trong, sinh sôi sinh mệnh, sa bàn thế giới bên trong, Phan Vũ Tiên nơi tay nắm tay, dẫn đạo muội muội tiến hóa tiềm lực giống loài, nhưng đã thất bại rất nhiều lần, thất bại rất nhiều ngày, thật sự là xuẩn A, thuyết tiến hóa phương diện này, muội muội nàng là thật không được. Một lát sau, hai người lấy xuống thiết bị, muội muội Phan Tuyết Tiên trung khí 10 phần, ồm ồm khờ tiếng nói, tỷ tỷ, ngươi dạng này giúp ta, lại không tiến hóa giống loài, lần tiếp theo nội trắc, liền muốn bị đào thải ra ngoài, không có việc gì, Phan Vũ Tiên dáng người thành thục đầy đặn, buông xuống thiết bị, ta bị đào thải ra ngoài, cũng là vài phút có thể đi vào, toàn bộ sa bàn bên trong hiện tại luận tiến hóa thiên phú, Thu Danh Sơn Sa Tốc là thứ nhất, vậy ta chính là thứ hai. Mà manh muội chỉ có thể xếp hạng thứ ba, hoặc là thứ tư, Phan Vũ Tiên ở ngươi chơi bên trong, ẩn tàng rất sâu, biết cây cao chịu gió lớn,
mà nhìn xem muội muội mình hình thể, thật sự là cay con mắt, cánh tay so với mình lớn chân còn lớn hơn. Nhà các nàng phụ mẫu đều là phần tử trí thức cao cấp, giáo sư đại học, thư hương môn đệ thế gia, làm sao lại sinh ra như vậy một cái trong đầu, tất cả đều là cơ bắp, tinh thần mạo hiểm người, từ nhỏ đã phản nghịch, không chịu học tập, tay không leo núi, trèo lên Everest, chui vào biển sâu, hiện tại còn chạy tới khi huấn luyện viên thể hình, nhìn nàng một cái này cao lớn vạm vỡ, ai dám muốn nàng, nàng đã từng đem muội muội chân dung phát ra ngoài ra mắt, song đuôi ngựa đáng yêu la lị mặt, kết quả vô số nam nhân xu thế chi như làm, kết quả tới gặp đến chân nhân, đầu trở xuống, dọa đến chân đều mềm, một người cao mã đại màu đồng cổ cơ bắp Aniki, chỉ là đứng ở nơi đó, liền phản phất muốn gian ngươi đồng dạng, liền hỏi ngươi có sợ hay không, Phan Vũ Tiên chính mình cũng đau đầu, Phan Tuyết Tiên ồn ồn nói, ta đang theo đuổi cuộc sống của mình, đồng thời còn có mặt mũi nói ta, tỷ tỷ ngươi một cái phản xã hội nhân cách, hướng nội lại âm u, cả ngày khóa trong phòng, gặp người đều không lên tiếng, nói ta không có người muốn, người nào lại sẽ muốn ngươi, Phan Vũ Tiên, chúng ta đều là truy cầu lực lượng, ngươi thích dùng đầu óc lực lượng, ta thích dùng nắm đấm lực lượng, giống như ngươi manh muội tử, ta có thể một cái đánh các ngươi 10 cái, đáng yêu như vậy, nhất định sẽ khóc thật lâu, Phan Tuyết Tiên bày cái một cái phách lối tư thế, nâng lên màu đồng cổ cơ bắp, cao lớn uy mãnh, nếu như tận thế giáng lâm, ta một cái tay là có thể đem ngươi chặn ngang ôm lấy, cô lấy rìu chữa cháy liền có thể mang ngươi giết ra zombie trùng vây. Phan Vũ Tiên nhức đầu, sửa sang một chút suy nghĩ, ngươi trở thành ngụy gốc Silic sinh mệnh, hẳn là có cùng loại máy móc máy vi tính cường đại tính toán lực, cái này tiềm lực ngụy gốc Silic sinh vật, là ta vì ngươi chế tạo riêng, nàng từ trở thành chiếc hộp Pandora, ở bên trong vượt qua đoạn thời gian đó, liền bắt đầu thôi diễn cái này giống loài, tiềm lực cường đại đến cực điểm, cũng 10 phần thích hợp với nàng muội muội. Muội muội của mình mặc dù thuyết tiến hóa thiên phú rất kém cỏi, nhưng cuối cùng kế thừa trong nhà gen, tại huấn luyện viên thể hình lĩnh vực rất có thiên phú, dù sao nàng yêu quý lĩnh vực này, mà đỉnh tiêm huấn luyện viên thể hình, cũng không phải là đơn giản như vậy, muốn hiểu cơ bắp, xương cốt vận động, hiểu được nhân thể giải đào, nhân thể phát lực học, dinh dưỡng bổ sung, vận động phương thức, mới có thể tính nhắm vào dạy bảo người rèn luyện cánh tay cơ, lớn chân cơ, hai đầu cơ bắp, hiểu các loại cơ bắp bầy, vận động bản chất, mới có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ngươi tương đương với hiện đại bên trong, đối với thân thể phát lực, rèn luyện, kết cấu bên trong tinh thông nhất người, làm hệ thống, dùng cực kỳ nhanh chóng tính toán, đi vào thôi diễn có thể rất nhiều thứ. Đây là Phan Vũ Tiên kế hoạch, hai cái thể hệ, một cái là đạo tu, một cái là thể tu. Trong xã hội hiện đại, đạo tu là không thể nào tìm tới cùng loại, mà thể tu đâu. Muội muội của mình tinh thông những vật này, nhân thể cơ bắp học, nhân thể phát lực học, cơ bắp bầy. Thích hợp nhất. Đây là đối với thể tu trợ giúp lớn nhất hiện đại nghề nghiệp, huấn luyện viên thể hình. Phan Vũ Tiên nói, ngươi hẳn là biết đánh nhau nhất, trước đưa ngươi vào đi, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi trầm ổn gót chân, ta về sau lại tìm thời gian diễn hóa giống loài đi vào, tỉ muội chúng ta. Hai nở hoa, chúng ta tại trong xã hội hiện đại, có gì có thể theo đuổi. Cái này trò chơi, tuyệt đối không phải trò chơi, mà là chân thực cuộc sống thứ hai, nhất định phải cố gắng, nàng nói với mình muội muội. Cái khác các người chơi, một số người không hiểu, nhưng đi vào qua tuyệt đối đều phát hiện, đều tại cạnh tranh, hai chúng ta cũng không thể lạc hậu, chúng ta một văn một võ, so với bọn hắn đoạt nhiều lắm, nàng cùng Thu Danh Sơn xa tốc, manh muội hai cái người chơi đồng dạng, đều biết rõ mình là không thể đánh nhân viên nghiên cứu, thuyết tiến hóa học gia, chỉ có thể liền nghĩ biện pháp bảo vệ mình, Thu Danh Sơn xa tốc, dùng luyện kim nhà máy bảo vệ mình, mà manh muội muốn để đồ đệ đạo trường sinh bảo vệ mình, mà nàng có cái cơ bắp Aniki muội muội, hiện tại đến phiên nàng ra trận, lúc đầu nàng so manh muội tốc độ còn nhanh một đoạn, kết quả cô muội muội này trong đầu đều là cơ bắp, tay nắm tay giáo cho tới bây giờ mới biến hóa ra, nhưng là thật cay con mắt. Nàng lại vụng trộm nhìn một chút muội muội kia màu đồng cổ cơ bắp, ngực đều luyện thành cơ ngực, rắn chắc đến muốn mạng, lập tức cảm thấy rất đáng sợ, đối, ngươi nói chúng ta cái này sinh vật kêu cái gì, liền gọi mạnh nhất trang bức đánh mặt hệ thống. Phan Tuyết Tiên rõ ràng khác biệt tỷ tỷ, khi huấn luyện viên thể hình, bình thường hướng ngoại rất, ta muốn đi vào, giáo thế giới kia yếu đuối muội tử nhóm, rèn luyện thân thể, đám nữ hài tử A, thật đừng cả ngày nghĩ đến dựa vào nam nhân bảo vệ mình, cần nhờ cái này, nàng ghim đáng yêu song đuôi ngựa, như tháp sắt hùng tráng khôi ngô cổ đồng thân thể đứng lên, một cổ mảnh thú khí chất đập vào mặt, giơ cánh tay lên, nâng lên phát đạt tráng kiện hai đầu cơ bắp, tỷ tỷ. Nữ nhi phải tự cường, Phan Vũ Tiên, đương nhiên, gốc Silic sinh mệnh, lập trình liền có thể mạnh lên cơ giới văn minh, đây chỉ là các nàng tỷ muội suy đoán cùng thôi diễn,
chỉ là hào hứng cho phép thảo luận, nhưng rất thú vị, không phải sao? Chúng ta địa cầu, hiện tại mặc dù không có gốc Silic sinh mệnh, nhưng không lâu tương lai, có lẽ người tài ba tạo gốc Silic sinh mệnh, cũng chính là trí năng AI chương trình, có thể suy nghĩ trí tuệ nhân tạo, có chân chính trí tuệ, tỉ như, hồi trước rất hỏa A Pháp chó, cái này trí năng AI đã có thể không ngừng học tập tri thức, trở nên càng thông minh, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, nhân loại tương lai, đang đến gần tạo vật chủ lĩnh vực, khả năng sáng tạo chân chính sinh mệnh có trí tuệ, nhưng là, dạng này gốc Silic sinh mệnh, nhân công máy móc trí năng, sẽ hay không làm phản nhân loại, rất nhiều phim bên trong đều như vậy diễn, trí tuệ nhân tạo trái lại nô dịch nhân loại, trong hiện thực, cũng có rất nhiều giới khoa học danh nhân, tại chống lại phát triển AI trí năng, đây là mở ra thượng đế cấm khu, bọn hắn có đánh hay không mở cấm khu đại môn, ta không biết, dù sao tỉ muội chúng ta hai người, đã len lén mở ra, Phan Vũ Tiên nghĩ đến cái này, có chút âm thầm đắc ý, tâm lý của mình âm u tỉ tỉ, nghiên cứu trên trăm năm, đã mạnh đến mức khiến người cảm thấy đáng sợ, nhưng nàng nhìn xem rỗng tuếc màn hình máy tính, tự lẩm bẩm, ta muốn để tỷ tỷ giúp ta làm cái tham ăn rắn lập trình, nhàm chán thời điểm, có thể chơi một chút trò chơi, dù sao chính mình cũng biến thành máy tính, kết quả tỷ tỷ nói trong máy vi tính của ta, có thể chứa bên trên bắt cá đạt nhân, bởi vì trong đầu của ta đều là nước, nàng đầy trong đầu hồi ức, các loại liên quan tới nghiên cứu cái hệ thống này sự tình, tóm lại, chính là một câu, mình học bá tỷ tỷ, quả thực điểu nổ. Nàng vừa đi, một bên nhìn xem chung quanh, tươi tốt rừng cây ẩn chứa vô tận nguy cơ, bỗng nhiên nhìn một nguồn bên cạnh thực vật, mở ra trong đầu duy nhất lập trình, chứa đựng phân tích kho, thực vật vẽ ngoài phân tích bên trong, tử đằng cỏ, có thể dùng làm thuốc chữa thương, cụ thể công năng, xin cắm vào kim thăm dò, tiến hành kiểm nghiệm, nàng xúc tu vào đi, 1%, 5%, phân tích quá chậm, nàng nghĩ nghĩ, nhìn về phía sau lưng chậm rãi nhúc nhích, đi theo 7 cái CPU giống loài, ta hiện tại quá yếu. Ngay cả nhất giai sinh vật đều không phải, tỷ tỷ nói ta ngay cả Windows 98 cũng không bằng, hiện tại nhiều lắm là, cũng chính là so trước kia nhét ban hệ thống tính toán năng lực mạnh một chút. Là thời điểm động thủ, hệ thống biến thân, nào loát đinh bên trong, màn hình máy tính cho thấy một loạt chữ, cuối cùng hóa thành mấy cái đỏ tươi chữ lớn, 8 nhân chip. 8 nhân càng so một hạch mạnh, tạch tạch tạch, từng cái CPU biến hóa hình thái, thậm chí ngay cả lại với nhau, điên cuồng tính toán. 20%, 30%, một nháy mắt, phân tích tốc độ trở nên siêu nhanh, như bay cảm giác, Phan Tuyết Tiên quả thực là thoải mái đến, có trong đó tâm âm u, một mặt ai cũng thiếu nàng 300 vạn học bá tỷ tỷ chính là tốt, quả thực sự tình gì đều không cần động não. Chính là tỷ tỷ không phải buộc ta học lập trình, phát huy hệ thống năng khiếu, để ta tại máy vi tính này bên trong thiết kế chương trình, sau đó kết hợp thân thể của ta tri thức, các loại rèn luyện kỹ xảo, tính, dị thế giới thời gian rất dài. Chậm rãi học đi, gốc Silic sinh mệnh, quả thực là hoàn toàn không giống tu luyện hình thức, trong đầu hệ thống mặt bàn, lập trình liền có thể mạnh lên, quả thực rất ngạc nhiên, bất quá, ta quá yếu a. Nàng nhìn xem hệ thống trang bìa, lại nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, tươi tốt xanh biếc rừng cây, một chỗ bụi gai cỏ dại, 10 phần cắt người, ta hiện tại so Slide còn yếu, một khối mọc ra lông nhung xúc tu CPU, Slide còn có thể nhún nhảy một cái, đỉnh đầu ngốc mau phi thường hữu lực. Còn có thể chú ý người, mà mình đâu, một khối CPU, trùng sinh tại nguy hiểm dị thế giới, nhưng là, nàng nhìn xem chung quanh cũng không sợ hãi, thậm chí có chút chờ mong, nàng là một cái có tinh thần mạo hiểm người, leo lên, rừng mưa cầu sinh, trước mắt loại này dị giới rừng rậm cầu sinh, tự nhiên cũng không thắng được mình, ta đã từng dạy bảo qua học viên của ta, giả ngoại cầu sinh ba yếu tố, cái thứ nhất nơi ẩn núp, cái thứ hai hỏa diễm, cái thứ ba đồ ăn, nhưng là hiện tại, ta hàng đầu cầu sinh nhiệm vụ là cái thứ tư, tìm một cái thân thể, nàng nhìn bốn phía, đôi mắt hiện lên sắc bén quang, không nên hỏi nàng một cái huấn luyện viên thể hình sẽ nhiều như vậy, còn dạy dỗ cầu sinh, tương quan tri thức, nàng sẽ thực tế nhiều lắm, cái khác học tập, nàng không bằng tỷ tỷ, phương diện này nàng có không gì sánh kịp nhiệt tình, cùng tự tin, nàng cẩn thận từng ly từng tí trong rừng du đãng mấy canh giờ, chợt thấy một con gà rừng, một loạt tin tức lóe qua bộ não, đỏ gà rừng, nhất giai hoang cổ giả thú, có cực kỳ ít ỏi vu tộc huyết mạch, nàng lập tức con mắt ngưng lại, hoang dã cầu sinh thứ nhất yếu lĩnh, ban đêm là thâm sơn kinh khủng nhất thời khắc, vĩnh viễn không nên tin thiên mệnh, không cần chờ đợi may mắn đến, mình có thể sống qua đêm tối, mà là mình quyết định vận mệnh của mình. Hiện tại, ta chỉ có thể trước chọn một yếu nhất hệ thống túc chủ, liền nó, nàng lặng lẽ ẩn núp, nàng cũng rất kiên nhẫn, tại giả ngoại quen thuộc dùng phương thức như vậy bắt được con mồi, chậm rãi tới gần gà rừng. Xúc tu chậm rãi cắm vào tại giả gà thân thể,
Cô, gà rừng đột nhiên một mảnh bốc lên, vỗ cánh, nhưng đã muộn, một cái màu đen chip cắm rễ ở trên thân mình, đinh. Mạnh nhất trang bức đánh mặt hệ thống, nào loát đinh bên trong, sinh vật chip ngay tại kích hoạt, ngay tại khởi động lại chứa đựng tin tức, tiến hành phân tích. Gà rừng trong đầu vang lên một thanh âm, gà rừng, cô, gà rừng chung quy là không có trí tuệ, nhưng làm khắp nơi có thể thấy được giả thú, khống chế lại vẫn là rất thuận tiện. Nửa tháng sau, trong rừng sinh ra một cái tồn tại đáng sợ, vô số giả thú tử vong, 169, 170, một con toàn thân cơ hồ trọc lông, đại lượng cơ bắp tăng sinh chồng chất, lộ ra màu đồng cổ cường tráng bắp thịt bắp chân gà, một đôi chân gà, viện một cây tráng kiện trên cành cây, làm lấy dẫn thể hướng lên, phốc phốc, trọc lông gà mất đi lông vũ, không có lướt đi năng lực, trực tiếp nhảy trên mặt đất, làm lên chống đẩy, một, hai, hai con gà cánh nâng trên mặt đất, không ngừng chập trùng lên xuống, mồ hôi từng mảng lớn tung xuống, cuối cùng còn sót lại lông vũ cũng bắt đầu tróc ra, nó toàn thân cổ động từng đầu đỏ thẫm mạch máu, phát lực nháy mắt che kín trọc lông thân thể, hai bên huyệt thái dương nâng lên, thậm chí cái trán cơ bắp ngưng kết thành một cái V hình, một thân cơ bắp phản phất cốt thép làm bằng sắt, điều ra cái này gà tình huống thân thể, soạt, chống đẩy bên trong, một mảnh màu lam trang bìa xuất hiện, là cái này gà 3D giải đào đồ, đang chậm rãi xoay tròn, mỗi một chỗ đỏ tươi cơ bắp phân bố, rèn luyện tình huống, nàng cái này huấn luyện viên thể hình, có hệ thống phụ trợ, có thể trực quan nhìn thấy hết thảy, làm xong cái này 371 cái chống đẩy, rèn luyện cái này gà chân gà hai đầu cơ bắp, sau đó lại làm sâu ngồi xổm 173 cái, rèn luyện gà chân cổ bốn đầu cơ, nàng làm lấy chống đẩy, mồ hôi nóng lâm ly, sinh mệnh cảnh giới bản chất là tiến hóa, kích phát tiềm năng, nàng đã trải qua cảm giác được nương theo kích phát mỗi một lần cơ bắp, gân cốt rèn luyện, cái này một con gà huyết mạch đang thức tỉnh, chờ một chút, đi căn cứ cái này một con gà tình huống, đi điều phối một chút dinh dưỡng bữa ăn, bổ sung một chút protein, chờ một chút, hẳn là có thể lấy khiêu chiến đầu kia nhị giai mãnh hổ, đi gà, kiện thân gà. Cái này một con gà rừng không có ý thức được mình thu hoạch được mạnh nhất trang bức đánh mặt hệ thống, nhưng có thể nghe trong đầu một cái kia thanh âm, làm một con cấp thấp giả thú tâm trí bị mê hoặc, không ngừng hoàn thành lấy mỗi ngày nhiệm vụ, 0/800 chạy mau một cây số ban thưởng điểm tích lũy 100, 0/700 dẫn thể hướng lên ban thưởng điểm tích lũy 100. Nó đang thuế biến, tại khoa học kiện thân pháp phía dưới, mỗi ngày bổ sung dinh dưỡng, chính xác đến quy hoạch mỗi một khối bắp thịt rèn luyện, chế định nhất có hiệu suất phương thức. Nó mỗi ngày đều đang mạnh lên, mỗi ngày nhiệm vụ sau, là hệ thống thương thành. Cứ việc hiện tại hệ thống thương thành rất đơn sơ, chỉ có một ít đang dược phối phương hối đoái, đây đều là nàng phân tích ra dinh dưỡng bữa ăn, cùng một chút địa cầu công pháp, thái cực quyền, bát cực băng, ân trảo công chi lưu. 1, 2, hệ thống tính toán thanh âm từ não hải vang lên. Trong rừng, một con bắp thịt cả người như cốt thép vặn vẹo gà thịt, hai con trụi lũi cánh gà, ôm một con gà đầu, không ngừng làm sâu ngồi xổm. Huy sái lấy nhiệt huyết thanh xuân mồ hôi cùng lông vũ, đây mới là thanh xuân. Cốt một con khỏe đẹp cân đối gà. Cởi sạch xấu xí đỏ tươi lông vũ, lộ ra rắn chắc hình giọt nước cơ bắp, làm một chuyên nghiệp huấn luyện viên thể hình, nhìn xem như thế trưởng thành, Phan Tuyết Tiên dị thường hài lòng. Nàng thậm chí ngay cả đi thành thị thăm dò hứng thú đều không có, hết sức chuyên chú nuôi gà. Đinh, mỗi ngày nhiệm vụ đổi mới, đánh giết nhị giai đỏ núi hổ ban thưởng 800 điểm tích lũy, một con hổ hình ảnh hiển hiện não hải. Trí thông minh không cao gà rừng, như cũ đối với trong đầu mê hoặc thanh âm, nói gì nghe nấy, đã sắp qua đi săn giết, cùng con kia nhị giai đỏ núi hổ vật lộn, mặc dù là một con phổ thông không đẳng cấp gà rừng, có thể đến nhị giai, đã phi thường đáng sợ, nhưng đối đầu với chân chính hoang cổ giả thú, nhị giai mãnh hổ, còn chưa đủ. Phan Vũ Tiên nghĩ nghĩ, trí thông minh của nó quá thấp, làm như vậy nhiệm vụ hàng ngày, cũng đều không hiểu hối đoái kỹ năng, ta vẫn là vụng trộm đi cửa sau, giúp hắn hối đoái tính. Mặc dù thiết lập bên trên, hệ thống quy củ chính là như thế, nhưng là mình chính là hệ thống, túc chủ nhắc nhở hệ thống phần mềm ngôn ngữ chính là nàng chế định, vụng trộm đi cửa sau, phi thường bình thường, nó sẽ không hối đoái, ta liền giúp nó hối đoái vịnh xuân. 3.000 điểm tích lũy, đinh, hệ thống thương thành, đã thành công hối đoái vịnh xuân, bởi vì túc chủ hình thể khác biệt, ngay tại cải tiến võ học, ngay tại thôi diễn phát lực phương thức, cơ bắp bầy phun trào, xương cốt vận động, tại 8 nhân máy xử lý hạ. Rất nhanh liền hoàn thành, ngày nọ buổi chiều, gà rừng mở ra vịnh xuân tu luyện, đổ mồ hôi như mưa, trong đầu xuất hiện một nửa trong suốt gà rừng màu lam hư ảnh, ngay tại bày ra tư thế, mình chỉ cần đi theo luyện tập, động tác sửa đổi, trái chân gà hướng phía dưới 3 cm, dùng quăng ba đầu cơ bắp bầy phát lực, động tác sửa đổi, móng phải nâng lên, từng bước một lặp lại bên trong, cái này gà rừng động tác dần dần trôi chảy mà hoàn mỹ,
Long hành hổ bộ, túc chủ, gà rừng nhị giai, lực lượng, 9-4, tốc độ, 13, thể chất, 8-1, trí tuệ, 1, rất nhanh, ngắn ngủi mấy ngày quá khứ, một con gà rừng xuất thủ, hổ khiếu sơn lâm, một bộ vịnh xuân thốn quyền, hóa thành lãnh khốc nhất tàn nhẫn chiến đấu gà, đánh lỗ đối diện lão hổ đầu. Thời gian dần dần trôi qua 3 năm, toàn bộ đại địa biến phải phân tranh nổi lên bốn phía, từng cái kinh khủng quái đảng đảng sinh tại đại địa, Tiểu Vi chỉ là một trong số đó, thậm chí còn xem như người vật vô hại ôn hòa quái đảng, thậm chí thuộc về trung lập phạm trù, mà toàn bộ núi rừng bên trong, gà rừng cũng đến ngũ giai, đối, ngũ giai, tại ma quỷ huấn luyện hạ, gà rừng đến ngũ giai, chỉ là trí thông minh vẫn như cũ không cao, dựa theo đạo lý đến nói, sinh mệnh đến tứ giai liền bắt đầu có trí tuệ, nhưng cái này một con gà rừng, hoàn toàn khác biệt, có lẽ là lúc đầu tiềm lực liền tương đối thấp, càng có lẽ là bởi vì cơ bắp mọc đầy đại não, chỉ có thể đơn giản giao lưu. Phan Vũ Tiên rất chân thành ghi chép, suy tính lấy, làm một huấn luyện viên thể hình, đây tuyệt đối là một cái không giống với hoang cổ thế giới hệ thống. Thế giới này, vô luận là thể tu, vẫn là đạo tu, đều cần hoang cổ người huyết mạch gen, mở nội thiên địa, cũng chính là ma phương gen. Mà cái này một con gà, không tu nội thiên địa, không có đan điền, chỉ dựa vào lấy tổ vu huyết mạch, lấy thuần nhục thân cường đại, đến loại này đáng sợ cao độ, chỉ là, vẫn là quá yếu, không có thành tinh mở tuệ. Khả năng không phải chân chính yêu, nàng trầm ngâm một chút, dù sao muốn thành tinh, là cần tại nồng đậm trong tiểu thiên địa, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, ta như vậy cưỡng ép rèn luyện thân thể, mỗi ngày chống đẩy, rèn luyện cơ bắp, đoán chừng là sẽ không được. Vẫn là phải tìm một cái nội thiên địa, thai nghén một chút, mở một chút tuệ, về phần tìm cái gì cường giả nội thiên địa. Hẳn là tìm một chút yêu tộc, dù sao yêu tộc đều sẽ sinh sôi đồng tộc, dùng mình nội thiên địa, nở hậu đại. Tử Sa động, trong động quật là phủ kính tinh xảo thủy tinh gạch, từng người mỹ mạo thiếu nữ ngay tại hoang thanh tiếu ngữ, dáng người như ẩn như hiện, đang uống rượu nói chuyện phiếm, banh oanh yến yến, các nàng đều là hóa hình yêu tộc, nơi này là một cái thâm sơn yêu quật, các cô gái chính vây quanh một cô nương, chính là La Thải Vi. 3 năm xuống tới, nàng minh bạch mình là ai, căn bản không phải một người sống, là một loại quái đảng, bị người giết sau giải chi, sẽ mút vào nhân loại oán niệm, sinh ra càng nhiều Tiểu Vi, đây cũng chính là các nàng này chủng loại hình sinh sôi phương thức. Quái đảng sinh tại lòng người, có thiện, có ác, có trung lập, thiên kỳ bách quái, để toàn bộ đại địa tràn ngập cổ quái, âm trầm, thậm chí không thể diễn tả, khó mà hình dung khủng bố quái dị. Tiểu Vi cái này quái đảng, là quỷ dị nhất một cái quái đảng, cũng là thảm nhất, vô tội nhất một cái thiện lương quái dị, nàng có được hoàng mỹ nhất thiện lương nhất phẩm tính, lại gây nên sinh linh đố kỵ, nhịn không được truy sát, điên cuồng phân thây, cho nên mỗi một cái Tiểu Vi, đều là chúng mũi tên chi. Thậm chí ngay cả quái đảng, đều sẽ truy sát Tiểu Vi, hưởng thụ xé nát các nàng, xé nát hoàng mỹ khoái cảm. Đó là một loại khó mà hình dung nghiện cùng dụ hoặc. Các nàng cũng lấy bị người xé nát, vỡ vụn thân thể sinh sôi hậu đại. Cái này giống như là một loại sinh tồn hình thái. Cái này liền giống như là một cái kim tự tháp, điên cuồng khuếch tán. Như vậy, kim tự tháp đỉnh, tất nhiên có một cái ban đầu Tiểu Vi, là tất cả Tiểu Vi mẫu thân, cũng chính là thủ lĩnh, cũng tại bị truy sát. Ta không phải một con người thực sự. Sheila tỷ tỷ lại vì cứu ta, muốn mang ta, đi tìm ban sơ thủy tổ Tiểu Vi, Bạch Thải Vi, nhìn một chút đối phương có lẽ có một loại nào đó khả năng giúp ta. Kết quả đụng phải cái khác quái đảng, chúng mai phục, thụ thương mang theo ta rời đi. Nàng nhìn phía sau quan tài, bên trong nằm là Messia Đại Đế, mà Messia Đại Đế thể nội, là ngủ say trọng thương Sheila tỷ tỷ. Dù sao Sheila tỷ tỷ đã quá già, bị đánh lén một chút, lúc này, một cái ngốc manh đáng yêu thiếu nữ tóc tím thè lưỡi. La Thải Vi, không có chuyện gì à, chúng ta bảo hộ ngươi, bên ngoài những cái kia quái đảng, tìm không thấy chúng ta nơi này rất an toàn, ngươi thiện lương như vậy, chúng ta chỉ cần chú ý cảnh giác đối ngươi đố kỵ, nhất định sẽ không tạo thành bi kịch, đúng vậy à. Ngươi quá đáng yêu, quá thiện lương, vừa đến đã giúp chúng ta thu dọn nhà vụ, chúng ta thương ngươi còn chưa kịp đâu, đi thôi, đều rạng sáng 12 giờ, ngươi toàn thân vũng bùng, đi trước tẩy một tắm rửa. La Thải Vi đang nghe truyện trên TV audio CV chỉ là trầm mặc. Nàng biết rõ, bất kể là ai, nhìn thấy Tiểu Vi lần đầu tiên, liền sẽ thích nàng hoàng mỹ, cho nàng đãi ngộ tốt nhất, nhưng nương theo ngày càng ở chung, sẽ sinh ra đố kỵ, nhịn không được xé nát nàng. Đây là từng cái bi kịch tuần hoàn. Trước mắt thu nhận ta, những này thiện lương yêu quái tiểu tỷ tỷ, tương lai cũng là dạng này. Nàng có chút nhắm lại hai con ngươi, ta tồn tại, bản thân là một loại sai lầm, đột nhiên cảm giác được quá mệt mỏi. Tiểu Vi chính là tai nạn,
mặc kệ đến đó, đều sẽ gây nên tử vong cùng phân loạn. Có lẽ, mình đáng chết, nàng nhàn nhạt nghĩ đến, cứ việc Sheila tỷ tỷ nói, nàng cũng là một người sống, không muốn bỏ qua sinh mệnh, sẽ hết sức giúp nàng, thế nhưng là, bành bành bành, cổng bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, ai vậy, mấy nữ hài tử đi mở cửa gỗ, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại động quật cổng, kia là một tuấn mỹ người thanh niên, ta có cái gì có thể trợ giúp các ngươi sao, à, đây không phải sát vách hàng xóm cửu ca sao, ngươi là đến tị nạn sao, chung quanh các cô gái líu ríu, anh tuấn nam nhân mở miệng lần nữa, ta có cái gì có thể trợ giúp các ngươi sao, cái gì, chung quanh các cô gái giật mình, các nàng cảm thấy cửu ca có chút không đúng, ta có cái gì có thể trợ giúp các ngươi sao, anh tuấn nam nhân mở miệng lần nữa, dần dần mặt không biểu tình, cứng đờ phải quỷ dị, chung quanh nữ hài có chút cảm thấy không thích hợp, đêm hôm khuya khoắt, hàng xóm yêu tinh bỗng nhiên đứng tại cổng, không ngừng lặp lại một câu, muốn trợ giúp chúng ta, làm sao đều cảm giác có chút quỷ dị, La Thải Vi vừa mới tắm rửa xong đi tới, nhìn thấy nam nhân kia nháy mắt lắc một cái, dọa đến toàn thân đổ mồ hôi từng viên lớn thẩm thấu ra, hô hấp dồn dập, 12 giờ tiếng đập cửa, các ngươi vậy mà mở cửa. Kia! Kia là Ngụy Lân Cận, cái gì, chung quanh giật mình, quan phủ lệnh truy nã, quái đảng số hiệu 105, Ngụy Lân Cận, nghe nói là lưu truyền tại Thanh Thủy huyện hàng xóm đêm khuya thảm án diệt môn, dần dần hóa thành chuyện lạ, tràn ngập toàn bộ Vũ Châu. La Thải Vi đầu đầy mồ hôi, Ngụy Lân Cận, nó luôn luôn mỗi khi 12 giờ thời khắc gõ cửa, lấy người hàng xóm láng giềng xuất hiện, lão nhân, tiểu hài, phụ nữ, bề ngoài của nó lấy giúp người làm niềm vui, hỏi ngươi muốn cái gì trợ giúp, chờ ngươi đem hắn mời đến cửa, giúp làm sự tình, kỳ thật đang tìm kiếm giết chết ngươi cơ hội, các nàng giật mình, triệt để kịp phản ứng, các nàng mở cửa, đây là, đã mời đến cửa, La Thải Vi nói, mở cửa sau, nếu như ngươi cự tuyệt trợ giúp của hắn, hắn liền có giết người động cơ, sẽ trực tiếp giết chết ngươi, nếu như ngươi để hắn hỗ trợ vào nhà làm việc, hắn trợ giúp ngươi về sau, lại giết chết ngươi, chung quanh nữ hài toàn thân run lên, nhìn về phía cổng, tóm lại, hắn chính là đang kiếm cớ giết người, có cô nương vội vàng mở miệng, vậy ta để hắn đi chặt một tòa sơn mạch cây cối, hắn là muốn đang trợ giúp chúng ta sao, lại giết chết chúng ta đúng không, chúng ta thừa cơ kéo dài thời gian, hắn đốn cây thật tốt mấy năm đi, sau đó chúng ta trốn đi, vô dụng. La Thải Vi toàn thân run rẩy, nếu như thỉnh cầu của ngươi quá mức, vượt qua hắn phán định, hắn cho rằng ngươi là tại làm khó dễ hắn, cũng sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Duy nhất biện pháp giải quyết, là 12 giờ có người gõ cửa, tuyệt đối không thể mở cửa, kia là Thanh Thủy huyện, thậm chí toàn bộ Vũ Châu địa phương dân tộc. Các ngươi ở tại Vũ Châu rừng sâu núi thẳm, vậy mà không biết. Cũng trách ta, hẳn là đi theo ta đến, chung quanh đám nữ hài tử, sắc mặt xanh xám, quái đảng cũng là phân đẳng cấp, bọn chúng tại hấp thu nhân loại sợ hãi mà mạnh lên, giết càng nhiều người, cũng liền càng mạnh, giống như là trước mắt cái này mạnh phi thường, các nàng liền sẽ không là đối thủ, có cái gì muốn chúng ta trợ giúp sao, lần thứ năm, nam nhân thanh âm bình tĩnh vang lên, chung quanh các cô gái đều nháy mắt sụp đổ, lui về, hoảng sợ lấy, phản phất tận thế giáng lâm, không có một chút điểm thanh âm, ta cuối cùng, vẫn là muốn chết a. La Thải Vi run rẩy, nhưng vẫn là muốn kéo dài một ít thời gian, nghĩ thầm, để hắn giúp làm sự tình đi, mặc dù làm xong liền sẽ giết chúng ta, nhưng là bao nhiêu có thể sống lâu một chút, liền để hắn kéo một chút sàn nhà đi, cần thời gian tương đối lâu, cũng không phải quá phận yêu cầu, nàng đã hạ quyết tâm, ta nghĩ thành yêu, bỗng nhiên ở giữa, một con nhỏ gà trống, từ mặt khác một bên cánh cửa khe hở bên trong, ghé vào khe hở bên trong, nhô ra ngốc manh đầu, rụt rè, lại có một ít đáng yêu, ngốc manh ngây thơ, chung quanh nữ hài giật mình, cái gì a? Chỉ là một con đáng yêu nhỏ gà trống. Các nàng sắc mặt trắng bệch, còn tưởng rằng là cứu tinh, thành yêu, nguyên lai chính là ngươi muốn trợ giúp sao? Chất phát nam nhân bình tĩnh nhìn qua ghé vào khe cửa, dò xét cái đầu ra nhỏ gà trống, tốt, chung quanh nữ hài giật mình, Ngụy Lân Cận đáp ứng, nhưng đích thật là một cái không quá phận thỉnh cầu, dù sao đã biết nói chuyện, liền đại biểu chỉ còn lại một bước cuối cùng, một con hình thể siêu nhỏ tiểu giả gà, cần năng lượng cũng không nhiều, thật giúp ta. Kia thật là quá tốt, cái kia khả ái nhỏ gà trống, ghé vào trong khe cửa, vậy mà đẩy cửa ra, chậm rãi đứng người lên, lộ ra đáng yêu nhỏ gà trống dưới đầu, đúng là một cái khủng bố khổng lồ vặn vẹo cơ bắp Aniki thân thể, cơ bắp vặn thành lão cây cuộn rễ, cùng ụp, chung quanh nữ sinh, hung hăng nuốt nước miếng một cái, ngửa đầu nhìn lại, nó đứng ở nơi đó hình thành một mảnh bóng râm, đây là nhỏ gà trống. Ông trời của ta, lấy ở đâu loại này hình thể nhỏ gà trống? Đây cũng là một cái quái đản tồn tại đi,
Một cái yêu liền xem như thành tinh, mở tuệ, cũng chỉ là thuế biến lông vũ, không có khoa trương như vậy khổng lồ cơ bắp hình thể. Vị này thúc thúc, ngươi nói. Giúp ta thành tinh, tiểu giả gà như cũ trí tuệ không cao, gập ghềnh, hưng phấn đến nải thanh nải khí, nói ra một câu nói kia, đây là cái quỷ gì? Ngụy Lân chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, chậm rãi nuốt một miếng nước bọt, ngửa đầu nhìn lại, cái này một con khảm đáng yêu nhỏ gà trống đầu khủng bố dữ tợn cơ bắp cự nhân, núi thịt đồng dạng quái vật khổng lồ, phản phất đây mới thực sự là kinh khủng quái đản, mà hắn là một cái thiện lương nhân loại nhỏ yếu, thân ngươi thân quá lớn, thành yêu yêu cầu này quá mức, ta, hắn chậm rãi mở miệng, ba, một cái cự đại trọc lông màu da chân gà đánh tới, phản phất một cái cự đại bú thịt ngưng kết bàn tay thô, Ngụy Lân mười phần gọn gàng mà linh hoạt đụng bay ra ngoài, toàn bộ mặt giống như là biến hình màu trắng dung dịch vẫn đục, hóa thành bùn, gà rừng nhanh chân hướng về phía trước, cúi đầu nhìn xem khóe mắt bên cạnh màu lam nhạt hệ thống trang bìa, nhiệm vụ chính tuyến mở ra, thanh trừ Ngụy Lân, hấp thu thi thể ban thưởng điểm tích lũy 5000, ngươi là cái gì dân gian thịnh truyền quái đản? Ngụy Lân chậm rãi đứng người lên, làm quái đản, mặc dù là chúng sinh sợ hãi ngưng tụ mà thành, nhưng cũng có suy nghĩ của mình, nhưng tựa như là loại kia thủ hộ chúng sinh thiên thần đồng dạng, là chúng sinh cho bọn hắn ký ức, logic, trí tuệ, tựa như là một đoạn chương trình, quái đản ở giữa, bởi vì hành động logic khác biệt, rất có thể tự giết lẫn nhau, bành, một giây sau, tiểu giả gà nháy mắt bay vụt ra ngoài, hắn mang theo kinh khủng bộc phát cùng tốc độ, hóa thành bóng đen, nháy mắt đạp nát Ngụy Lân, tồi khô lạp hủ, để cả người hắn bạo thành một đoàn mê vụ, hô, gió nhẹ càng quét, quái đản một lần nữa từ sương mù xám bên trong ngưng tụ, gào thét khàn khàn, mang theo lạnh lẽo sát ý, vô dụng, ngươi không cách nào giết chết ta, trống, Ngụy Lân như giả thú gào thét, hắn đã là ngũ giai, phát ra đinh tai nhức óc cùng hống, như mảnh thú nhào tiến lên, xoạt xoạt, một đạo to lớn ánh sáng xẹt qua, Ngụy Lân bộc phát vô tận uy thế, giao thủ hai người hung hăng đụng vào nhau, nhỏ, tiểu giả gà, ngươi đi mau nha, kia là quái đản. Là chúng sinh hội tụ nguyện lực, hắn từ toàn bộ vũ châu bách tính sợ hãi ngưng tụ, chỉ cần ngươi còn tại vũ châu, liền căn bản giết không chết hắn. La Thải Vi thanh âm lo lắng từ đằng xa truyền đến, chung quanh đám nữ hài tử cũng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, quái đản, là giết không chết, bành, Ngụy Lân nháy mắt bị đè ngã, nháy mắt liền bị một con quái vật to lớn cưỡi tại trên lưng, Vịnh Xuân thống quyền, oanh, cực lớn cánh gà, phản phất hai phiến voi lỗ tai, tả hữu giao thế, điên cuồng đấm mặt của hắn. Cô kéo, tiểu giả gà điên cuồng gào thét, phản phất giống như là đảo bánh mật đồng dạng, Ngụy Lân bị điên cuồng đánh mặt, đột, nhập vào lòng đất chỗ càng sâu. Ba, hắn lần nữa nổ tung, lại chết một lần, ngươi. Đến cùng là. Cái gì đồng loại, Ngụy Lân một lần nữa đứng người lên, run rẩy thân thể, mơ hồ mông lung không ít, ngươi. Quả nhiên rất yếu, không có cơ bắp, mềm mềm rã rích, rất không trải qua đánh. Tiểu giả gà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thất vọng, nó trí thông minh không quá cao, cảm giác cái này rất kỳ quái, ngươi, Ngụy Lân đang muốn mở miệng, bành, hắn lại bị đạp nát, bay rớt ra ngoài, toàn thân hóa thành màu trắng bùn nhão, toát ra khói trắng cùng quỷ dị hư thối hôi thối, tựa như là một đoàn rãnh nước bẩn bên trong màu trắng nước bùn, ngươi, là cái gì? Ngụy Lân lần nữa ngưng tụ trùng sinh, lớn tiếng thét lên, ta là một con gà A, một con phổ thông, khắp nơi có thể thấy được. Một con gà nhà. Ngươi cái này cũng nhìn không ra sao, tiểu giả gà kêu to lên, phản phất đối phương tại nhục nhã nó, nhưng vẫn là rất thẳng thắn nói lên thân thế của mình, nó dần dần thanh âm đê mê, có chút tự ti, ta chính là trong thôn các ngươi thường thường ăn cái chủng loại kia, nhổ lông vũ, cắt vỡ yết hầu lấy máu kia một loại gà, ta đã từng vụng trộm trốn ở thôn dân bên ngoài, nhìn xem đồng loại bị giết, run lẩy bẩy, ngươi là một con gà, Ngụy Lân lộ ra hoảng sợ, dọa đến kêu ra tiếng. Hắn trên mặt đất dãy dụa lấy, trên mặt đất vậy mà lôi ra máu tươi thật dài vết tích, thử leo ra động quật, nó vậy mà nói, nó là một con gà, tiểu giả gà bộc phát, tỉnh lại cùng loại tổ vu chân thân đồng dạng hình thái chiến đấu, lúc này lại hung hăng bành trướng một vòng, làn da cùng cơ bắp còn khoa trương cực điểm, nhỏ gầy đầu gà khảm tại cơ bắp Aniki trên thân thể, phản phất một cái không đầu cự nhân, trên đầu chỉ cắm một cây tăm nhỏ đáng yêu đầu gà, làm một con quái đản, hắn cũng là có sợ hãi, hắn còn không muốn chết. Hắn bắt đầu hướng ngoại bò, ngươi không phải nói, muốn giúp ta hóa hình sao, tiểu giả gà rất kích động, một cước dẫm nát hắn hướng ngoại bò song chân, ta cũng muốn biến thành yêu, nghĩ từ nhỏ yếu gà nhà bên trong đi ra ngoài, biến thành giống như là các ngươi đồng dạng vĩ đại yêu, hấp thu thiên địa linh khí, thu thập nhật nguyệt tinh hoa, mở tuệ thành tinh. Triệt để đi lên con đường tu hành,
siêu thoát phổ thông gia cầm, ô, một giây sau, Ngụy Lân triệt để bị đánh nổ, hóa thành một đoàn khí vụ, tiêu tán trong không khí, toàn bộ động quật hoàn toàn tĩnh mịch, chết, quái đản, cái này vậy mà. Bị đánh chết tươi, các nàng trừng lớn con ngươi, toàn thân rét run phát lạnh, sợ hãi hội tụ hương hỏa tự nhiên là có hạn, nhưng phi thường khổng lồ, hắn đem một cái vũ châu hội tụ sợ hãi, giết chết Ngụy Lân vài chục lần, để hắn lại không có đầy đủ sợ hãi, trong thời gian ngắn phục sinh. Cái này một con nhỏ gà trống, không có bất kỳ cái gì tu luyện nội thiên địa vết tích, trên người nó không có thiên địa linh khí, không phải một cái người tu hành, chỉ dựa vào lấy cơ bắp, tốc độ cùng lực bộc phát, liền đánh chết tươi quái đản. Đây chính là quái đản. Đây chính là phi nhân loại tồn tại, cái này một con gà, là thế nào làm được, cái này một con gà, nó căn bản không có tu luyện, không có thành yêu, đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì, các nàng rùng mình. Nhưng căn bản không biết, đây là một con ngẫu nhiên được đến mạnh nhất trang bức đánh mặt hệ thống gà rừng, hệ thống mang theo, đương nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cứ việc quái đản không cách nào giết chết, qua một đoạn thời gian nữa, lại bởi vì mọi người đối với hắn sợ hãi, mà một lần nữa ngưng tụ trùng sinh. Dù sao, chỉ cần nhân loại sợ hãi, chỉ cần trong trí nhớ còn nhớ rõ nó tồn tại, nam nữ nhóm đối nhà hàng xóm kể ra, các lão nhân đối trước khi ngủ bọn nhỏ nói về hắn câu chuyện, hắn liền vĩnh viễn bất tử. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, theo La Thải Vi biết, Ngụy Lân giết rất nhiều người, hiện tại đã là ngũ giai, hắn bị triệt để đánh chết một lần về sau, không có căn cơ, coi như một lần nữa ngưng tụ, cũng cần 2-3 tháng, đồng thời một lần nữa lui về tam giai, cần một lần nữa giết người trưởng thành, kiến tạo chúng sinh đối với hắn sợ hãi. 3 năm này, đản sinh quái đản thực tế rất nhiều, thậm chí ngay cả cao cao tại thượng chí cao tồn tại, cũng không có cách nào ngăn cản, bởi vì thành trấn bên trong, bách tính phàm nhân sợ hãi cùng tư tưởng, là không cách nào ức chế, bọn chúng là phàm nhân trong lòng quỷ, trừ phi triệt để một lần phát động đại diệt tuyệt phàm nhân, không phải liền không khả năng triệt để giết chết tất cả quái đản. Các nàng hoảng sợ nhìn qua một người này cao mã đại gà, nhìn xem La Thải Vi, cái này quái đản là, ta không biết a. La Thải Vi gấp đến độ muốn khóc, mình cũng chưa từng gặp qua dạng này quái đản, không biết, mới là sợ hãi nhất. Không biết đối phương rốt cuộc là vật gì, liền không có biện pháp ứng đối. Nếu như biết một chút quái đản logic cùng quy củ, ngược lại khả năng có khống chế, thu nhận, trấn áp biện pháp. Tỷ như, số hiệu 103, được nhân dân xưng là chính nghĩa quái đản. Số hiệu 103, chính nghĩa là một cái vì dân trừ hại nhân vật anh hùng, nam tính, tuấn mỹ cao lớn, thân cao 1m93, tay cầm một thanh cao lớn kim sắc thương, trường thương có thần bí màu xám hoa văn. Căn cứ Vũ Châu Đại Nho danh môn thế gia, Đại Nho Âu Dương Sinh, dẫn đầu một đám triều đình học sĩ nghiên cứu, tự hồ là một loại không biết trận pháp đồ đằng, cụ thể công hiệu chưa minh xác. Chính nghĩa, chỉ cần có người nhìn chằm chằm chính nghĩa liền sẽ vì dân trừ hại, hành hiệp trượng nghĩa, nếu như không có ánh mắt rơi vào trên người, hắn liền sẽ điên cuồng giết chóc, hóa thành tàn nhẫn nhất đao phủ. Mới đầu, mọi người cho là hắn là một kẻ xảo trá chính nghĩa, mặt ngoài anh hùng, sau lưng bẩn thỉu. Căn cứ tương quan nhân viên điều tra suy đoán, dần dần minh bạch chính nghĩa bản chất, trên thế giới, cũng không có chân chính chính nghĩa, lập trường quyết định chính nghĩa, sinh vật gì nhìn xem hắn, hắn liền chấp hành cái kia chủng tộc chính nghĩa. Căn cứ nghiên cứu, hắn cũng không phải gì đó thời điểm đều giết người, hắn đại lượng giết người thời khắc, là bởi vì có động vật, gia súc, côn trùng đang nhìn hắn, hắn đứng tại động vật côn trùng góc độ, nhân loại mới là tàn bạo, tại vì những động vật chấp hành chính nghĩa, càng hoặc là nói, chính nghĩa. Bị người nhìn chăm chú đến chính nghĩa mới là chính nghĩa. Trước mắt, Vũ Châu Quan Phủ, đối với Vinh Quang hiện tại biện pháp xử lý là, từ Quan Phủ chuyên môn phái ra một đội quan binh khống chế, tại người giám hộ khống chế hạ, để hắn làm một chính nghĩa anh hùng, đi hỗ trợ xử lý các loại cái khác quái đản. Vì phòng ngừa hắn thoát ly tầm mắt của mọi người, phía sau hắn đi theo một cái 30 người tổ giám hộ đoàn, mỗi thời mỗi khắc, đồng loạt có 5 người, tại mỗi một nơi hẻo lánh, tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lợi dụng quái đản đối phó quái đản, đây là quan phủ biện pháp xử lý, chính nghĩa. La Thải Vi hít thở sâu một hơi, ta đã từng thấy qua cái kia kinh khủng chính nghĩa, một cái kia cao lớn tuấn mỹ nam nhân, tay cầm trường thương, tại mọi người nhìn chăm chú, tại trên đường cái tắm rửa máu tươi, không sợ tử vong, thủ hộ sau lưng bách tính, 3 năm qua, mọi người cũng tại thích ứng tai họa, các loại kinh khủng, không biết, kinh dị, không thể diễn tả ảo tưởng sinh vật, bọn chúng đản sinh tại trong hư vô, đản sinh tại người sợ hãi chỗ sâu, nhưng cũng bởi vì người sợ hãi tư duy, có đủ loại nhược điểm, mà không phải chân chính không kiên nể gì cả, không có quy tắc hạn chế giết người ác ôn, quái đản,
thậm chí không có thiện ác, cũng tỷ như Ngụy Lân, vĩnh viễn tại rạng sáng 12 giờ gõ cửa, dạng này, liền có thể tùy tiện phòng bị hắn, thế giới này, thật sự là kỳ diệu a. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, mỗi một cái đô thị, đều cũng có thành phố truyền thuyết sinh ra các dạng ảo tưởng sinh linh, đây chính là quái đản sao. Thừa cơ phân tích, thu hoạch một chút tin tức, Phan Tuyết Tiên yên lặng cảm ứng hấp thu vỡ vụn năng lượng, đây là một giải quyết thế giới này cực lớn kỳ ngộ, nàng nhìn xem màn hình máy tính, ấn mở hiểu rõ tích chương trình, thành lập phân tích quái đản khoa mục hạng, đinh, ngay tại phân tích quái đản năng lượng tính chất, 0.1%, 0.2%, 8 nhân máy xử lý, nàng làm một đài máy tính, tư duy tốc độ, vẫn là có vẻ hơi chậm, bởi vì nàng trải qua mấy năm, không có tăng lên quá nhiều thân thể cảnh giới, bởi vì không có cách nào tu luyện, làm gốc silic sinh mệnh, một đài máy tính, không có cách nào rèn luyện cơ bắp, cũng không có hoang cổ nhân loại thiên phú, có thể mở mang nội thiên địa, thượng đan điền, dưới đan điền, sáng tạo thức hải. Bất quá, quái đản vốn chính là một loại năng lượng, nếu như giết ta có thể chuyển hóa năng lượng, có thể biến thành kinh nghiệm, để túc chủ đánh quái thăng cấp liền tốt, nàng không ngừng nghĩ đến. Nhìn trước mắt những này yêu quái, mình làm một phòng tập thể thao huấn luyện viên, trong lòng mơ hồ có dự định, đinh, nhiệm vụ chính tuyến mở ra, nữ nhi phải tự cường, mỗi đến loạn thế, mỹ lệ nữ tử luôn luôn cái thứ nhất thụ hại, tra tấn, tuyệt vọng, thống khổ, đem trước mắt mỹ nhân, hết thảy đưa vào kiện thân trận doanh, để các nàng tại loạn thế trong tai nạn có thủ hộ mình lực lượng ban thưởng 400 điểm tích lũy, đinh, phụ trợ hệ thống ngôn ngữ mở ra, mời căn cứ trước mắt lời nói, tiến hành giao lưu. Tiểu giả gà giật mình, trí thông minh rất thấp hắn luôn luôn đi theo làm. Nó thân hình cao lớn có chút cúi đầu, nhìn trước mắt rung lẫy bảy xinh đẹp vũ mị đám nữ hài tử, từng cái phong yêu mảnh chân, phát ra thanh thuần hoặc bát mỹ nhân. Các nàng thật quá xấu, ta muốn uống nắng như thế sai lầm thế giới. Tiểu giả gà cấp tốc xoay người, hai tay ôm vòng trước người, hai đầu cơ hung hăng nâng lên, bày ra tới một cái khỏe đẹp cân đối tư thế. Một cổ phòng tập thể thao cơ bắp Aniki khí tức tốc thẳng vào mặt, các thiếu nữ, các ngươi khát vọng lực lượng sao? Chung quanh cô gái xinh đẹp nhóm hai mặt nhìn nhau, một cái tóc tím đáng yêu muội tử, dáng người thước tha đường cong, hít mũi một cái, tựa hồ cái mũi đặc biệt linh, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, nó không phải quái đản, không có loại khí tức kia. Chung quanh thở dài một hơi, một cái xinh đẹp mau mau mượt mà thỏ nữ lang giòn tan mở miệng, nhưng cũng không có người tu hành khí tức, cái này một con gà, không tu luyện thức hải, cũng không tu luyện nội thiên địa. Chung quanh đám nữ hài tử líu ríu, triệt để giật mình, nhìn xem cái này một con gà, đích thật là Vũ Châu phụ cận, nông hộ chăn nuôi, trên núi khắp nơi hoang dại đỏ gà rừng, chưa từng tu luyện qua, là thế nào đi đến một bước này, loại này quái vật khổng lồ cường tráng hình thể, các ngươi muốn học không? Ta có thể dạy bảo các ngươi, để các ngươi trở nên, giống như ta cường đại. Tiểu giả gà nói, nó nâng lên tráng kiện cơ bắp, bày ra đến soái khí tư thế, các nàng nhìn qua cái này kinh khủng khổng lồ núi thịt thân thể, cảm thấy rất khủng bố. Đồng thời càng khủng bố hơn chính là, cái này yêu quái, tới đây phù hộ các nàng, hẳn là có điều kiện, các nàng tử viễn động, đều là mỹ mạo yêu tinh hóa hình, ở đây bảo đoàn quần cư, là 10 phần nhỏ yếu quần thể, phụ cận một chút cường đại yêu vương đối với các nàng rất thèm nhỏ dãi, dù sao một chút cường đại nam tính yêu quái, thường thường sẽ có một đám nữ yêu tinh hầu hạ, hắn là muốn chúng ta hầu hạ hắn, các nàng lộ ra do dự cùng dãy dụa, thời đại hòa bình, các nàng có tự vệ thực lực. Nhưng cái này một cái loạn thế thiên tai, có lẽ chỉ có thể từ bỏ ranh giới cuối cùng, thần phục với cường giả, dù sao nữ hài tử chung quy là quá nhỏ yếu, có lẽ chỉ có phụ thuộc cường giả, mới có thể còn sống. Các nàng hoảng sợ, đang do dự, không cần lo lắng cho ta đối các ngươi làm loạn, ta nhưng thật ra là một con nhỏ gà mái nha. Tiểu giả gà mở miệng lần nữa, chúng yêu tinh, chấm hỏi, các nàng tại chỗ liền ngốc trệ, các nàng vẫn cho là đây là nhỏ gà trống, yên lặng ngửa đầu. Nhìn qua hình thể của nó, đứng vững ở đó chính là một tòa núi thịt, toàn thân trọc lông, từng khối to to nhỏ nhỏ hình dọc nước tráng kiện cơ bắp trải rộng toàn thân, giống như là màu đồng cổ u cục bú thịt. Ông trời ơi, cái này vậy mà là một con gà mái. Các nàng nghe tới giới tính, nội tâm cũng không có buông lỏng một hơi, ngược lại bởi vậy càng thêm hoảng sợ. Lạnh cả sống lưng, nhưng cái này một con gà, thật thật mạnh, chỉ có bên cạnh La Thải Vi, đang trầm mặc, nàng nhếch đôi môi tái nhợt. Nhìn xem kia mạnh hữu lực cơ bắp thân thể, lại nhìn một chút sau lưng quan tài bên trong Messia quân chủ đại đế thể nội, ngất xỉu say la tỷ tỷ, có thể để cho ta cũng thay đổi mạnh sao? Nàng chần chờ một chút, hỏi, ta là quái đản, nhưng không thể tu luyện đan điền cùng nội thiên địa, nàng giải thích lai lịch của mình, tiểu vi là nhược tiểu nhất quái đản, bởi vì đặc tính, không cách nào tu luyện,
đồng thời thiện lương trình độ, người bình thường đều có thể giết chết. Phan Vũ Tiên nghe tới cái này, cảm thấy loại này kỳ lạ quái đản cũng có, thật sự là truyền thuyết đô thị, chân chính xuất hiện ở trước mắt, thế giới này càng ngày càng thú vị. Ly Hôn Kỳ, đồng thời bắt đầu hưng phấn lên, cái này quái đản, quả thực là hệ thống nhân tuyển tốt nhất, dù sao cũng chỉ có tiểu giả gà loại này thiểu năng, mới có thể mỗi ngày kiên trì hệ thống mỗi ngày nhiệm vụ, mấy ngàn cái chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, một ngày rèn luyện điên cuồng, không phải bất kỳ một cái nào sinh linh, đều có thể có nghị lực, cho dù là tiểu giả gà, là rất chăm chỉ, nhưng cho nó thiết lập tốt hơn mỗi ngày rèn luyện nhiệm vụ, hắn liền không làm, đã là phi thường khắc khổ, nhưng ít nhiều vẫn là có chút khiếm khuyết, mà tiểu vi đâu, nhẫn nhục chịu đựng thiện lương tính cách, lại khổ lại mệt mỏi cũng sẽ chịu đựng, thiện lương, thông minh, quả thực là thí sinh tốt nhất, thậm chí, ta có thể cho nàng chế định mỗi ngày một vạn cái chống đẩy, một vạn cái nằm ngửa ngồi dậy, mệt chết nàng, nàng cũng sẽ không có ý kiến, sẽ chỉ rưng rưng làm xong, đây là lý tưởng nhất kiện thân học đồ. Phan Tuyết Tiên hô hấp dồn dập, biểu lộ dần dần biến thái, ta cần chính là một cái rung MA, tiểu vi cũng coi như phù hợp, có lẽ Medusa cũng thích biết cái này một ngụm. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, muốn hay không thử đem hệ thống chứa ở cái này một vị trên thân, bất quá vội vàng bác bỏ khủng bố như vậy ý nghĩ. Lúc này, chỉ thấy tiểu giả gà trả lời, chỉ cần có mang thân, liền có thể rèn luyện, quái đản cũng giống vậy, chỉ cần ngươi có một viên mạnh lên tâm, ta sẽ đem ta mạnh lên con đường, truyền thụ cho ngươi. Tiểu giả gà nhìn về phía cái khác nữ yêu tinh, biết ta vì cái gì cường đại như vậy sao? Bởi vì ta tìm được thuộc về yêu phương pháp tu luyện, bục giảng bên trên, tiểu giả gà bắt đầu giảng kiện thân khóa, đồng thời cổ vũ học viên, làm huấn luyện viên thể hình, nàng mở ra trận đầu dị thế giới thu đồ, cái gì là yêu? Cướp đoạt nhân thân, lấy nhân thân tiến hành tu luyện. Đem mình biến thành triệt triệt để nhân loại, tiểu giả gà thần sắc túc mục, chiến tranh chỗ cao, không, đây không phải chân chính yêu, không phải, chân chính yêu, trong động quật, chung quanh mỹ lệ yêu tinh nhóm, một mảnh rối loạn, một cái yêu tinh hóa hình, biến thành người, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chúng ta từ cấp thấp giả thú đi hướng cao cấp nhân loại, chúng ta có thể triệt để làm người sinh sống. Không. Hóa hình, chỉ là yêu tộc một loại công cụ, một loại thủ đoạn. Ngươi có thể hóa hình. Nó có thể hóa hình, như vậy hóa hình phía sau bản chất, nó lại là cái gì? Chung quanh nữ yêu nhóm rơi vào trầm tư, tiểu giả gà sắc mặt bình tĩnh, hóa hình, chỉ là chúng ta một loại ngụy trang, yêu tộc bản tôn chân thân, mới là chúng ta căn bản, chúng ta yêu tộc, một mực đang bỏ gốc lấy ngọn, hiện tại yêu, xưa nay không hiển lộ bản thể, đánh nhau thời khắc đều muốn nhân thân. Bởi vì chúng ta đều tu luyện nhân thân tu vi, so yêu thân càng mạnh, vậy chúng ta những này yêu, tu luyện nhân loại hệ thống, cùng nhân loại lại đến cùng có ưu thế gì, chung quanh triệt để trầm mặc. Yêu tộc, đối đầu nhân tộc, không có bất kỳ cái gì ưu thế, đồng thời yêu tộc thiếu hụt nhiều lắm, tu luyện khó khăn, cần tại cường giả nội thiên địa mở tuệ, trưởng thành cũng chậm, đồng thời đánh không lại cùng giai nhân loại, bởi vì yêu tộc trừ phi tu luyện tới ngũ giai, lục giai, không phải đầu vẫn tương đối trì độn, so ra kém chân chính trí tuệ của nhân loại, cho nên, thường xuyên có yêu tộc xinh đẹp tỉ muội bị giảo hoạt nhân loại lừa gạt, các nàng ở tại cùng một chỗ, chính là vì bảo đoàn, cho nên, chúng ta không có phát huy ra ưu thế. Chân chính yêu, sức chiến đấu mạnh nhất, hẳn là bản thể. Chúng ta hiện ra yêu tộc nguyên hình, đánh nhau mới có thể mạnh nhất, nó cổ vũ cơ bắp, bày ra khỏe đẹp cân đối tư thế, một cổ cơ bắp Aniki khí tức đánh tới, ta chính là bản thể, các ngươi suy nghĩ một chút, ta về sau hóa hình nhân thân, biến thành một người, chiến đấu thời khắc, hiện ra hiện tại cái này bản thể, kinh khủng quái vật khổng lồ, cái này cơ bắp, có phải là nháy mắt đánh chết đối phương? Ngang nhau chiến lực, yêu có phải là so với nhân loại mạnh, chung quanh nữ yêu tinh nhóm trầm tư, yêu tộc, hẳn là tu luyện yêu tộc bản thể, mà không phải tu luyện hóa hình nhân thân, ta tại năng lượng cằn cỗi ngoại giới tu luyện, tại trong rừng cây rèn luyện thân thể, liền có thể cường đại như vậy, nếu như tại năng lượng dư giả nội thiên địa, hấp thu nhiều như vậy năng lượng rèn luyện thân thể, chống đẩy, làm chạy cự ly dài, làm nằm đẩy, có phải là càng mạnh, phốc thông, tiểu giả gà. Nháy mắt hung hăng kích nhập nội tâm của các nàng bên trong, chẳng lẽ, các nàng con đường tu luyện, một mực là sai lầm, đúng vậy a, từ khi thanh đế sau khi qua đời, các nàng cô đơn yêu tộc, liền lại không có kinh thiên động địa cường giả, vì bọn họ cải thiện yêu tộc con đường, tiểu giả gà chậm rãi đứng người lên, nhìn xem chung quanh một vòng cô gái xinh đẹp giấy, mấy trăm năm xuống tới, rất nhiều yêu tộc, đều kế thừa nhân tộc thẩm mỹ quan, trở nên rất nương pháo, cho rằng tuấn mỹ trắng nõn, bóng loáng non mịn, lưu tuyến hoa lệ,
chính là mỹ lệ. Phan Vũ Tiên mượn tiểu giả gà miệng, truyền bá lý niệm của mình, nhưng là ta cho ngươi biết, nhân loại thẩm mỹ quan, là sai lầm. Mười phần sai, chúng ta học tập nhân tộc thẩm mỹ, là sai lầm. Yêu tinh nhóm triệt để trầm mặc, các nàng nơi nào có chui lên lớp, lập tức các nàng cảm giác thế giới quan của bản thân, tự hồ có chút dao động. Tiểu giả gà nhìn xem những cô nương này, đúng vậy, chúng ta làm giả thú, các ngươi học xong nông cạn cách ăn mặc, học xong mặc xong quần áo, nhưng là, chúng ta quên đi chúng ta dự tính ban đầu, chúng ta từng tại trong rừng thời gian, làm giả thú, khỏe đẹp cân đối, mau lẹ, ưu nhã, giả tính, đi săn hết thảy động vật. Tiểu giả gà dáng người đứng vững tại nguyên chỗ, phản phất một tòa khủng bố núi thịt, chân chính mỹ lệ, là ở chỗ thể phách, ở chỗ không che che lấp lấp, rút đi lông vũ, quang minh chính đại hiển lộ ra thân thể, tràn ngập hình dọc nước mỹ cảm. Các ngươi, nói chính là các ngươi, nó chỉ một vòng chung quanh xinh đẹp muội tử, trịch địa hữu thanh, đều là bởi vì có nhân loại thân thể, mới an vu hiện trạng. Các ngươi nói, các ngươi kia nhân loại mềm nhũng, trước sau lồi lõm dáng người, một bàn tay liền chụp chết, nó lớn tiếng mở miệng, cảm động lòng người nghẹn ngào. Đã từng, ta cũng là một con hèn mọn nhỏ gà mái, cùng các ngươi đồng dạng, bị vận mệnh chi phối, cảm thấy nhân loại so với chúng ta cường đại, cảm thấy nam tính so với chúng ta càng thêm cường đại, nhưng ta có hướng tới lực lượng cường đại, cho nên, ta biến thành trước mắt cái này một bộ khỏe đẹp cân đối thể phách, rèn luyện, tăng cường rèn luyện. Cơ bắp có thể cấp cho chúng ta nữ hài tử lớn nhất cảm giác an toàn, nữ tử, phải tự cường, cái này một con trọc lông gà, nâng lên toàn thân màu đồng cổ cơ bắp, bị mồ hôi ướt nhẹp, lộ ra dầu mỡ trơn bóng, yêu, là giả thú. Cái gì là giả thú, lớn tiếng nói cho ta, cái gì mới là yêu tộc mỹ lệ, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Tới kiểm tra, nhìn xem có kết hay không thực, chung quanh các nữ sinh hai mắt trừng lớn, tới bắt đầu vuốt ve, lộ ra không dám tin say mê chi sắc, tự hồ, còn có cảm giác an toàn, còn đẹp vô cùng, trong các nàng tâm, tự hồ có chút bị mê hoặc, nguyên lai, cơ bắp, giả tính, cường tráng, đây mới là chúng ta yêu tộc đã từng chết đi căn bản a. Hứa Chỉ mí mắt cuồng loạn, cái này Phan Tuyết Tiên, tự hồ còn thật vui vẻ, những cái kia đáng thương manh muội tử yêu tinh, cứ như vậy bị nàng làm cho luân hãm, mở ra kiện thân huấn luyện con đường, nửa tháng sau, từng cái tiểu yêu tinh, đi ra thiếu nữ thân thể, lộ ra bản thể, từng cái xinh đẹp tiểu hồ ly, xinh đẹp bé thỏ trắng, chuột bạch, tử sắc nhỏ chim sơn ca, ngay tại trong động cuộc làm lấy chống đẩy, 110, 111, các nàng huy sái lấy thanh xuân mồ hôi. Các nàng ban ngày ở đây rèn luyện, khuya về nhà, cũng chính là trở lại ở lại sào huyệt, người thân nội thiên địa bên trong, làm nguyên thần bị tưới nhuần, phản phất một cái dinh dưỡng khoang chứa năng lượng, hấp thu chất dinh dưỡng, hồi phục mỏi mệt thân thể. Cứ như vậy, liền tương đương với chủ tu yêu tộc bản thể, phụ tu nhân loại thân thể, chỉ dùng đến hấp thu năng lượng, cung cấp bản thể ôn dưỡng thể phách nội thiên địa hoàn cảnh. Đây có phải hay không là chân chính yêu tộc con đường, ta không biết, dù sao ta cảm thấy rất tốt. Khỏe đẹp cân đối tạo hình, đồng thời có nội thiên địa tứ nhuần, cái này dùng nguyên thủy nhất phương pháp rèn luyện. Là tăng lên sinh mệnh bản chất, tiến hành thuế biến. Phan Tuyết Tiên vẻ mặt thành thật, hệ thống ưu thế là cái gì? Chỉ có chính nàng rõ ràng, tương đương với một cái nhân thể máy kiểm tra, giám sát tâm mạch, huyết áp, hô hấp, thời khắc tính toán rèn luyện cơ bắp tiến trình, cho tốt nhất ưu hóa, là rèn luyện thân thể máy phụ trợ. Cho nên có hệ thống tại, con đường này có thể hoàn mỹ phát huy ưu thế. Rèn luyện, cũng sẽ sinh ra một loại tiến hóa, mình sẽ không những cái kia tu đạo, tu thể hệ thống, nhưng cái này tất nhiên là nguyên thủy nhất bản chất nhất biện pháp, dù sao năm đó Gilgamesh, cũng là dựa vào thuần túy rèn luyện, đến loại kia cao độ, dù sao cái gọi là thể tu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cũng là nửa cái pháp tu, dù sao nội đan ruộng, tu luyện kinh mạch, có năng lượng lò luyện, phốc, 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 từng cái tiểu động vật, ngồi chống đẩy, đáng yêu bé thỏ trắng, đáng yêu tiểu hồ ly. Lông tóc dần dần tróc ra, lộ ra màu da thân thể, bắt đầu che kín hình giọt nước màu đồng cổ cơ bắp, trở nên khỏe đẹp cân đối. Các nàng bao quát tiểu vi, hết thảy 6 người, mỗi người đều cấp cho một cái hệ thống. Lúc này, một con dẫn đầu gà rừng ngay tại rèn luyện, trụi lũi hai con gà cánh tại nâng mặt đất, ngồi chống đẩy. Nữ nhi phải tự cường, xinh đẹp lông tóc, kia là nhân loại thẩm mỹ. Chỉ có đi lông, mới có thể lộ ra chúng ta yêu tộc mỹ lệ, trước sau lồi lõm. Là khó coi nhất dị dạng dáng người, cơ bắp lực lượng vẻ đẹp, mới là sinh vật xinh đẹp nhất mỹ cảm. Các nàng đọc lấy khẩu hiệu, lòng tin cổ vũ, yêu tộc có lẽ vì vậy mà cuộc khởi. Đinh, hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ, chống đẩy 300 cái. Ban thưởng điểm tích lũy 100,
Nhỏ chim sơn ca não hải hiện lên tin tức này, càng phát ra kiên định, thiên địa đại loạn, yêu ma hoành hành, là thời điểm, mở ra một cái yêu tộc đại thế. Ta cái này huấn luyện viên thể hình, đã xuyên việt qua dị giới, trở thành một cái sủng vật tiểu tinh linh huấn luyện nhà. Trong động quật, Phan Tuyết Tiên nhìn trước mắt huấn luyện tiểu động vật nhóm, nhìn xem trong đó tiểu hồ ly, y bố, nhìn xem chuột bạch, Pikachu, nhìn xem cường tráng tiểu giả gà, hỏa diễm gà, nhìn xem nhỏ bách linh, vân tước. Tiểu tinh linh huấn luyện nhà, đây là đang huấn luyện tiểu tinh linh nhóm cơ bắp, hiện tại Phan Vũ Tiên, là kinh lịch tích lũy ban đầu, triệt để cất bước. Đầu tiên là trước đó một con kia tiểu giả gà, mượn nhờ nội thiên địa, hấp thu thiên địa linh khí, triệt để hóa hình, bắt đầu có trí thông minh. Mỗi một cái hệ thống sinh vật đều 10 phần khan hiếm, liền xem như nàng, sinh sôi số lượng cũng rất thấp, hiện tại chỉ có 8 cái hệ thống, trước đó cũng sinh sôi 2 cái, nhưng có 2 cái hệ thống hư hao, không có cách nào, thu chi cân bằng. Mà chính nàng, cũng thừa cơ đối những yêu tộc kia tiểu tỷ tỷ tuyên bố nhiệm vụ, được huyết mạch dung hợp dược tề, thành công dung hợp hoang cổ nhân loại huyết mạch, có thể bắt đầu tu luyện nội thiên địa. Chỉ là nàng phát hiện, nàng mặc dù có nội thiên địa, nhưng không có huyết nhục sinh linh kinh mạch, chỉ có mạch điện, không thể tu luyện kinh mạch công pháp, làm sao bây giờ, chỉ có thể sửa đổi điện tử tuyến đường. Trò điện đường công pháp, thành lập khoa mục hạng, thức hải kinh mạch pháp cải tiến. Nàng mở ra màn hình máy tính, hạ đạt yêu cầu, ngay tại thôi diễn, 1%, 2%, đây là một loại rất thần kỳ cảm giác. Trên thực tế, nàng là đối mình đầu óc hạ đạt thôi diễn mệnh lệnh, thôi diễn, cũng là dùng đầu óc của mình thôi diễn. Nàng mở ra thôi diễn hình thức, chỉ có thể chờ đợi nửa tháng sau, mới có thể tu luyện. Ta một khi có thể tu luyện, liền biển rộng mặt cá bơi, sinh mệnh cấp độ đề cao, đầu óc tính toán tốc độ liền càng nhanh. Nàng nhìn về phía trước mắt tiểu động vật, đặc thù chính là La Thải Vi. Nàng là duy nhất sinh vật hình người, vẫn là quái đản. Lúc này, dần dần cải biến tiểu vi yếu đuối mềm manh thân thể mềm mại, trở nên 10 phần cường tráng. Đây là một con cường tráng tiểu vi. Tiểu giả gà là rất chăm chỉ, nhưng La Thải Vi càng thêm chăm chỉ. Nhẫn nhục chịu đựng thiện lương đặc tính, để nàng vô điều kiện hoàn thành yêu cầu, căn bản sẽ không lười biếng. Có lẽ, ta có thể đem chủ hệ thống, vụng trộm chuyển dời đến tiểu vi trên thân. Tiểu giả gà tự nhiên là chăm chỉ, nhưng không phải tốt nhất túc chủ mục tiêu. Bởi vì nó sắp sinh ra trí tuệ, mà khi đó đâu? Có thể hay không lười biếng, sẽ có hay không có ý tưởng gì, làm tiểu vi, thiện lương, chăm chỉ, hoàn toàn tùy ý khống chế của nàng, mới là tốt nhất túc chủ, đồng thời huyết nhục sinh mệnh đầu óc là dễ dàng bị tiểu vi đặc tính ảnh hưởng, sinh ra đố kỵ, mà mình làm mạch điện, căn bản sẽ không nhận mê hoặc. Gốc silic sinh mệnh, làm mạch điện, ký ức đều là dự trữ tin tức, khác biệt gốc carbon huyết nhục sinh mệnh. Căn bản sẽ không nhận các loại tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, tự mang đặc tính tâm tình tiêu cực miễn dịch. Thế là nàng bắt đầu vụng trộm thay đổi túc chủ, thành công chuyển dời đến La Thải Vi trên thân. Tiểu giả gà vẫn như cũ là đáng giá nhất bồi dưỡng, vẫn như cũ đem một cái hệ thống đặt ở trên người nó, mà còn lại những cái kia nữ yêu tinh trình độ chăm chỉ cao thấp khác biệt, chỉ là để các nàng trên người hệ thống căn cứ các nàng trình độ chăm chỉ hỗ trợ thiết lập một chút mỗi ngày rèn luyện nhiệm vụ. Như vậy ta bước đầu tích lũy ban đầu đã hoàn thành, liền bắt đầu chờ thôi diễn điện tử kinh mạch, đáp lấy điểm này thời gian, có thể vội vàng lập trình. Nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp ra ngoài phát bài viết. Nàng làm việc từ trước đến nay rất bá khí, lôi lệ phong hành, mới không giống như là cái kia tỷ tỷ đồng dạng. Bào tử tiến hóa diễn đàn game, hơn 4 năm, đối với bọn hắn mà nói, chỉ là tương đương với hệ thống người chơi mới vừa tiến vào hơn 1 giờ. Bọn hắn vẫn tại nói chuyện phiếm, thậm chí đang thảo luận. Cái này một cái muội tử đi đâu một cái thế giới, một cái hệ thống phụ thân thổ dân, có thể hay không giống như là những cái kia tiểu thuyết mạng đồng dạng, mở ra truyền thống trang bức đánh mặt kịch bản, một đường nghịch tập, kết quả, chính chủ ra, chụp ảnh màn hình, là một trương hệ thống mặt bàn hình ảnh, chư thiên vạn giới hệ thống cấp cho người, mọi người nhìn, đây chính là đầu óc của ta, đám người, mọi người kinh ngạc đến ngây người, đầu óc của ngươi là cái quỷ gì? Đi lên liền để mọi người xem ngươi đầu óc. Vẫn là như vậy đơn giản, lôi lệ phong hành. Phan Vũ Tiên nói tiếp kinh người lời nói, ai có thể cho ta trong đầu thêm điểm liệu, biên soạn một chút phần mềm, có lập trình viên đại lão ra mà, hỗ trợ biên soạn một chút chương trình. Đầu óc của ta, tiếp nhận Java, C ngôn ngữ, Python. Hoan nghênh tới biên soạn, tối nay, đầu óc của ta là các ngươi, cái hệ thống này, bọn hắn giật mình, cảm thấy kinh ngạc đến ngây người, cái hệ thống này máy tính sinh vật cũng rất có ý tứ đi. Tiến hóa giống loài, đem mình biến thành máy tính sinh vật, cái này một cái bào tử tiến hóa trò chơi, thật sự có vô hạn khả năng, ngoạ tào.
có lập trình đại lão xuất hiện sao? Ăn dưa, làm máy tính AI, gốc Silic sinh mệnh, ưu điểm lớn nhất, chính là mình thần kinh phản xạ, hành động logic, các loại tín hiệu, đều có thể mình biên soạn, tỉ như tu luyện hack, để thân thể tự mình tu luyện, 24 giờ cái chủng loại kia. Vui vẻ, đúng a, có thể tùy tiện sửa chữa, tăng thêm trí nhớ của mình, tỉ như tại tiểu tỷ tỷ trong đầu, biên soạn thích tin tức của ta, yêu đến điên loạn kia một loại ngượng ngùng, như vậy, tăng thêm vật lý hack chương trình đi, ổ khóa kia một loại. Vẻ mặt thành thật, Phan Tuyết Tiên ngược lại là rất không thèm để ý, nói tiếp từ bản thân tình hình gần đây, hoang cổ thế giới manh muội đại lão, cũng không cần tới, chính ta phát dục, không muốn dục tốc bất đạt, ta thế nhưng là rất mạnh, chung quanh giật mình, cái này một vị, vẫn là chiến đấu lưu, người chơi khác, tinh thông thuyết tiến hóa, trên cơ bản đều là thăm sống sợ chết học giả phái, thậm chí ngay cả máu đều chưa từng gặp qua, phi thường cá ướp muối, mà cái này một vị, xem ra còn rất có thiên phú chiến đấu. Nghĩ mình ma luyện mình, cái hệ thống này, là có thể rất đánh cái chủng loại kia, một chút người chơi suy đoán, tiếp lấy Phan Tuyết Tiên phát ra một trương thu hoạch được hệ thống tiểu giả gà, ngoạ tào, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, cái này một con cơ bắp gà, sau khi nghe tự thuật, bọn hắn đau răng, không hổ là chiến đấu lưu đại lão, bắt đầu liền cùng cái khác làm ruộng lưu không giống, nhìn xem cái này một con gà, cho ma quỷ huấn luyện thành bộ dáng gì, nàng còn nói lên gặp quái đảng, Tiểu Vi, Ngụy Lân, cùng các loại manh muội tử yêu tinh, chụp ảnh màn hình, từng trương mỹ mạo thiếu nữ chụp ảnh màn hình phát ra, hoa, mỹ, thật là hại nước hại dân, yêu tộc muội tử thật thật xinh đẹp, đặc biệt là Tiểu Vi, mỹ mạo của nàng có thể so với một tôn nữ thiên đế, khí chất cùng thiện lương, đều là hoàng mỹ hai tay đánh chữ lấy đó trong sạch, dịp gờ, rất muốn có được một con Tiểu Vi a. Tiểu Vi cái này quái đảng, thật quá tốt, quá hoàng mỹ, có người rất cảm khái, làm lão bà, khi hầu gái, khi cái gì đều tuyệt đối là tốt nhất, dù sao cũng là thiện lương nhất ôn nhu mỹ nhân, nếu như các nàng sẽ không bị đố kỵ tốt bao nhiêu. La Thải Vi rất nhanh liền bị thích, thế nhưng là một giây sau, lại một đống chụp ảnh màn hình phát ra, đây là các nàng hiện trạng, chụp ảnh màn hình bên trong, là một đống khỏe đẹp cân đối cơ bắp động vật, thỏ trắng, hồ ly, con nhím, chim sơn ca, bắp thịt cả người bạo tạc khoa trương, hiển nhiên một cái khác tiểu giả gà, đây đều là yêu tộc bản thể, mà bên ngoài thiếu nữ thân thể không có huấn luyện, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng không thể nhất tiếp nhận chính là cái gì, là tiểu động vật bên trong có một cái cơ bắp Tiểu Vi, nhân cao mã đại, mái tóc màu đen áo choàng, thanh thuần thiện lương đáng yêu tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, nhưng cổ trở xuống. Tráng kiện phải không còn hình dáng, khôi ngô, cơ bắp bạo tạc. Đám người cảm giác được mình tam quan nhận từ trước tới nay thảm thiết nhất chà đạp, hệ thống người điều khiển, thế nào? Nhìn thấy ta huấn luyện hoàng mỹ thiếu nữ dáng người, hổ báo như giả thú tuấn mỹ, bị ta thành quả, trung động phải nói không ra lời nói tới đi. Tiểu Vi đã là kim công Barbie, súc sinh a. Bọn hắn ngực bị chặn lấy, đã bắt đầu sụp đổ, bọn hắn bắt đầu kịp phản ứng, cái này người chơi nữ tự hồ có chút không giống bình thường, nàng so nam hài tử, còn muốn thích rèn luyện, thích mạo hiểm cùng cơ bắp, manh muội tiến hóa thành rồng, còn có hai cái hệ thống đúng không? Ngươi cho ta hai cái hệ thống đi, đám người kinh ngạc đến ngây người, manh muội cũng muốn đạp lên đầu này không đường về, manh muội tiến hóa thành rồng, khụ, ta chỉ là muốn một cái hệ thống, dùng để chơi đùa. Cùng các loại phụ trợ công dụng, đồng thời ta tiện thể cho ta đồ để cầm một cái hệ thống, để nhà ta tiểu hồ ly, cũng luyện một chút cơ bắp, trong đầu của bọn họ, hiện lên như vậy vũ mị đáng yêu tiểu hồ ly mỹ nhân, manh muội ngươi. Đám người não hải trống không, thân thể có chút phát run, hai cái này người chơi muội tử, đều là 10 phần ma quỷ a, hai cái ma quỷ, trong đầu của bọn họ hiện lên cái từ này, tam quan nhận nghiêm trọng xung kích, triệt để minh bạch Phan Tuyết Tiên. Tất nhiên là một cái nóng lòng kiện thân thiếu nữ, vẫn là rất biết đánh cái chủng loại kia, 10 phần hiện thực, truy cầu tính thực dụng, loại tính cách này căn bản không giống như là yêu ảo tưởng ước mơ muội tử, mà manh muội, ngược lại là loại kia yêu ảo tưởng thiếu nữ, không phải, cũng sẽ không thích sáng thế thần, cũng sẽ không muốn sáng tạo một cái hoàng mỹ thế giới, không có sinh vật đại diệt tuyệt, nhưng trước mắt, vậy ngươi tự tay nuôi lớn cô nương a, ngươi vậy mà tàn nhẫn như vậy, hệ thống cấp cho người, manh muội cách nhìn bản nhân rất đồng ý. Nữ nhi phải tự cường, không phải, trong loạn thế manh muội tử nhóm, tiểu yêu tinh nhóm, làm sao bảo vệ mình, ta là rất hiện thực một người, tại cho các nàng hữu hiệu nhất phương thức rèn luyện, chỉ cần khắc khổ, liền có thể mạnh lên. Mới có thể sống sót, vì sống sót, một người hy sinh mỹ mạo, có quan hệ gì? Các ngươi sống ở hòa bình niên đại,
Không rõ ràng trong loạn thế, kẻ yếu hạ tràng là rất tàn khốc, đặc biệt là nữ hài tử, tử vong, ngược đãi, kia là ngươi tưởng tượng không đến hắc ám. Lời mặc dù là nói như vậy, là rất có tính thực dụng, bên trong yêu tinh nhóm lựa chọn là không có sai, sức chiến đấu cũng phi thường phá trần, nhưng là cái này vẻ ngoài căn bản không chịu nhận a. Thực tế con mắt quá cay, rất nhiều người đều là đại nam nhân chủ nghĩa, trực tiếp biểu thị, suy người Tây Dân phát ra mãnh liệt khiển trách. Mềm mại đáng yêu mỹ thiếu nữ, chính là để các cường giả bảo hộ a, che chở ở lòng bàn tay, mỹ lệ mới là nữ sinh lớn nhất vũ khí, mà không phải cơ bắp, ngược lại là một chút nữ hài tử, vậy mà đồng ý cái này để nữ sinh rèn luyện cách làm, để cường giả bảo hộ. Các ngươi quá ngây thơ, kia là một cường giả vi tôn hoang cổ thế giới. Một cái tàn nhẫn máu tanh dị thế giới, thối bọn đệ đệ, ra bị đánh, nữ hài tử không có lực lượng, chỉ có mỹ lệ, không phải bị các ngươi tùy tiện chi phối. Đạo đức là ước thúc kẻ yếu. Cường giả là chế định quy tắc, lập tức, diễn đàn bắt đầu ồn ào, thậm chí lên cao đến tam quan. Lúc này, ngay tại mọi người nghị luận thời khắc, lại một vị đại lão đi ra, Thu Danh Sơn xa tốc, các ngươi tam quan không tam quan tranh luận, ta mặc kệ, bất quá đầu này yêu tộc rèn luyện thân thể, rất có thể là một đầu phi thường chính xác con đường, dù sao yêu tộc làm sao tăng lên cảnh giới, thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, trước đó không có cách nào tăng lên, đếm kỹ một chút yêu tộc con đường tu luyện, ngay từ đầu, chính là nội thiên địa hấp thu đại lượng linh khí, tiến hành mở tuệ, biến thành có được trí thông minh tiểu động vật, thực vật, sau đó thì sao, có trí thông minh sao, tiểu động vật nhóm liền không hiểu đi như thế nào, trực tiếp rẽ ngoặt, đi đến thuộc về nhân loại tu luyện đường, dùng nhân loại thân thể tu luyện, dẫn đến mình yêu tộc bản thể, một mực rất nhỏ yếu, chỉ có thể làm nguyên thần sử dụng, bất kể lúc nào, đều dùng hình người thân thể đánh nhau, như thế tính toán thật đúng là, những năm qua này, yêu tộc không người kế tục, tỉ như cổ tộc Đoạn Thiên Đế, mở cổ tộc tu luyện pháp, vu tộc tu luyện pháp, liền lại càng không cần phải nói, đạo trường sinh, mở cửu chuyển huyền công, nhân tộc đâu, đạo tu, vẫn là thục sơn kiếm pháp, còn có thiên hạ võ đạo môn phái, duy chỉ có sau cùng yêu tộc, Tây Kỷ Nguyên liền chưa từng quật khởi, cho tới bây giờ, vẫn là kéo dài hơi tàn, có lẽ thuần túy rèn luyện cơ bắp, đích thật là đến tiếp sau chính thống con đường, dù sao yêu tộc ở bên trong thiên địa bên trong, rèn luyện thân thể là có năng lượng cường đại bổ sung. Thu Danh Sơn xa tốc mở miệng lần nữa, khụ khụ khụ. Không chỉ là manh muội muốn để đồ đệ của mình tu luyện, nếu như có thể, ta cũng muốn để chúng ta Mặt Trời Tinh Linh bộ lạc, tinh linh các thiếu nữ cũng rèn luyện cơ bắp, đám người, lại một cái ma quỷ, bọn hắn cảm thấy sẽ hô hấp đau nhức, trong đầu của bọn họ, hiện lên những cái kia hoạt bát đáng yêu tinh linh thiếu nữ, mọc ra nhọn đáng yêu lỗ tai, dưới thân một thân bạo tạc cơ bắp, đại lão, ngươi cái xe này mở phương hướng không đúng. Không phải mở hướng nhà trẻ, nghe nói nơi này có người đang lái xe. Ta Selava chuyên trị lái xe đảng, ta trực tiếp đem ngươi xe cho trộn. Làm công là không thể nào làm công, Jeep G, ta mới là học sinh cấp 3, không muốn bị các ngươi những này bẩn thỉu đại nhân tinh thần ô nhiễm, ta muốn xuống xe, ta muốn xuống xe. Ta muốn nhìn đáng yêu mỹ thiếu nữ, nảy ra cửa, Jeep G, ha 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 ha. Cửa xe ta đã hàng chết. Ai cũng đừng nghĩ xuống xe, thanh niên nhóm. Người từng trải nói cho các ngươi biết, cơ bắp thiếu nữ mới là nam nhân lãng mạn, nam nhân chỉ biết khi dễ yếu đuối đáng yêu thiếu nữ, có gì tài ba. Là nam nhân, nên gắng gượng qua gian nam hiểm trở, vượt khó tiến lên, cường nhân khóa nam. Dưới lầu bảo trì trận hình, nam càng thêm nam, miễn vì cưỡi nam có thể là quý, xong, ta tìm không thấy thành ngữ. Ta quá khó, Jeep G, ngoạ tàu. Trên lầu thiên tú, toàn bộ bình luận khu, lập tức tràn ngập triết học gia không khí, một màn này để người không khỏi cảm thán, có lẽ, cơ bắp mới có tính khiêu chiến, mới thật sự là đám nam nhân lựa chọn, Thu Danh Sơn xa tốc, liền biết cãi nhau. Các ngươi tuổi còn rất trẻ, nhìn không thấu bản chất của sự vật, một cái sinh linh rèn luyện thân thể, là sinh mệnh bản chất tiến hóa, làm sao lại xấu như vậy? Tất cả đều là cơ bắp. Trong này có ẩn tình khác, mọi người ngẩn ngơ, đại lão không phải đang lái xe. Là rất đứng đắn đang nói chuyện, Thu Danh Sơn xa tốc, khụ khụ khụ, còn nhớ rõ đạo trường sinh sao, mới 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử, ngay từ đầu cũng là trọc lông, không có lông mày, tóc, đoán luyện tới làn da quá cứng cỏi, lông tóc dài không ra làn da, còn toàn thân Aniki khí tức, cơ bắp bạo tạc đến đáng sợ, nhưng là sau đó thì sao, hắn vừa đột phá đến thiên đế cảnh giới, có phải là thay đổi, cơ bắp chẳng phải bạo tạc, hình giọt nước mỹ cảm, mọc ra tóc, biến thành thân thể thon dài. Biến thành môi hồng răng trắng tuấn tiếu thiếu niên bộ dáng, mọi người tưởng tượng, thật đúng là dạng này,
Đạo Trường Sinh làm cơ bắp Aniki kia một hồi, hành hung mình lão phụ thân, cứu ra mẫu thân kia một hồi, hình thể thật cây con mắt, hơn ngàn cân hài tử, bất quá về sau đột phá thiên đế cảnh, liền biến một bộ bộ dáng, Thu Danh Sơn xa tốc, sinh mệnh bản chất, là tiến hóa. Một đến bảy giai thậm chí cấp 8 thần linh, đều là sinh mệnh cấp độ tiến hóa, rèn luyện cũng là một loại tiến hóa, rèn luyện sau, mang tới toàn thân bạo tạc cơ bắp, Aniki cơ bắp hình thái, là bởi vì thân thể cấp độ rất thấp, vì mạnh lên, có được càng lớn lực lượng, chỉ có thể dùng số lượng chồng chất cơ bắp, hình thành bú thịt, xem ra hình thể khoa trương khổng lồ, phản phất một tòa núi thịt, mà vừa đến thất giai, cơ bắp cùng thể phách liền sẽ hình thành chất biến, đến một bước này, mới giống như là mở ra thân thể hạn chế khí, tiến vào một loại mới tinh sinh mệnh hình thái, biến thành hình giọt nước, thể phách rất có áp suất, giống như là cồng kềnh đậu hũ, tiến hóa thành thép tấm khác nhau, cái này một đợt phân tích, bọn hắn ngược lại là nghe đến mê mẩn, ý là, đại lão cùng manh muội đã sớm nhìn ra, đây là cùng loại năm đó đạo trường sinh quá trình. Cho nên không thèm để ý chút nào, phía trước lục giai là cơ bắp bạo tạc hình thể, đợi đến thất giai liền tốt. Lại biến thành mỹ thiếu nữ, Thu Danh Sơn xa tốt biểu thị, nhưng là cái này hệ thống, cần hệ thống, mới có thể hoàn mỹ đi cái này hệ thống, không phải, sẽ hình thành rất nhiều ám thương, muốn rất cẩn thận, một chút rất khó rèn luyện đến cơ bắp bầy, xương cốt, cơ bắp, là rất khó rèn luyện đến, sinh mệnh bản chất, là chỉnh thể rèn luyện cùng tiến hóa, nếu như làm không được toàn diện rèn luyện, có thể sẽ tạo thành dị dạng, rèn luyện không hoàn chỉnh, lưu lại tráo môn, bị nháy mắt đánh chết, đáng tiếc, ta không có làm tới hệ thống sinh vật gen, không phải, ta khẳng định dùng luyện kim nhà máy, phục chế một đống hệ thống, sau đó cho tinh linh thiếu nữ tay phối một cái, về sau liền có tinh linh cách đấu gia, tinh linh kiếm sĩ những này cận chiến nghề nghiệp, đại lão một đợt phân tích, để bọn hắn nghe được say sưa ngon lành, ta đã nói rồi, loại này căn bản không phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Sinh mệnh bản chất, khẳng định là càng tiến hóa càng hoàn mỹ hơn. Mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là rất đáng sợ a. Thiên đế cảnh giới, có mấy cái sinh mệnh năng đủ đi đến, rất nhiều yêu tộc, dừng lại phía trước lục giai, sợ không phải cả một đời đều là cơ bắp Aniki. Trung lẫy bẫy, thuần túy cơ bắp hình thức, cũng coi là một con đường hệ thống, nhìn như đơn giản, chỉ cần rèn luyện là được, trên thực tế lại là phi thường phức tạp, nếu không trước đó sớm đã có người mở ra đến, cần hệ thống giám sát tinh vi thân thể loại này thiết bị, mới có thể hoàn mỹ tiến hành, không phải, cũng chỉ có thể dùng thần thức, không ngừng cảm ứng thân thể, cần rèn luyện những cái kia bộ vị, như thế vô cùng chậm, cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Lúc này, có người ý nghĩ hảo huyền, trò chơi này số liệu chân thật như vậy, đồ vật bên trong, tại hiện thực cũng có thể là đi phải thông, trước đó hệ thống, đều cần huyết thống, tà nhãn, ma dược, mà cái này hệ thống căn bản không cần, như vậy chúng ta đơn thuần rèn luyện, toàn phương vị rèn luyện cơ bắp, trên địa cầu, có thể hay không cũng biến thành cường đại như vậy, giống như là cái kia tiểu giả gà đồng dạng hung mãnh, có người hô hấp dồn dập, ánh mắt lửa nóng, đây là một cái rất đáng sợ suy đoán, thậm chí có thể áp dụng khả năng, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.